chí ít như thế nào đem giới chỉ vãi ra, về sau lại quang minh chính đại thu về, không khiến người hoài nghi, thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Tuy nói trong lòng của hắn có tính toán, nhưng có thể hay không thuận lợi tiến hành, còn phải nhìn Diệp Lân bên kia đối thủ diễn như thế nào. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, nhất thời bước vào cái kia trong bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Chờ xuất hiện lần nữa, lại đi tới ngọn núi nhỏ kia trong cốc. Nơi này, hắn đã tới qua 5-6 lần, quen thuộc rất, một chút cũng dẫm tốt. Nơi nào có giám sát trận thức, ở đâu là trận thức điểm mù, hắn so người nào đều rõ ràng. Ong ong ong, lại là một chuỗi dài không gian ba động vang lên, mà sách tông còn lại đệ tử cũng tất cả đều đến đông đủ, hai tông rốt cục chính thức đối cùng một chỗ. Ha ha ha, Trác huynh thực lực cao cường, tại hạ sớm đã có tâm muốn lĩnh giáo một phen, đáng tiếc a, lần này là không có cơ hội, ta tiểu sư đệ này không nên nói ngươi là hắn, vũ mẫu cũng không tiện đoạt người chỗ tốt, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại lĩnh giáo. Bất giác khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh Thu đầu tiên cất bước tiến lên, hướng Trác Phàm bọn người ôm một cái quyền, khiêm cung lễ phép nói. Đón lấy, thân thể nhường lối, đem Diệp Lân lui qua phía trước, thản nhiên nói, lần này tuy là đoàn chiến, nhưng quý tông tình huống chúng ta cũng giải, đại thể đều là một người nhận xuống tới. Cho nên lần này, chúng ta cũng là một người quyết thắng, liền để ta người sư đệ này thay chúng ta ra sân A, chúng ta thì ở một bên nhìn lấy, sẽ không nhúng tay. Nói, Diệp Lân lần nữa đi đến một bước, khóe môi nhếch lên nụ cười hưng phấn. Bất quá, Thích Trường Long bọn người sắc mặt lại là hơi có chút âm trầm, tuy nhiên Vũ Thanh Thu nói đều là sự thật, biểu hiện được cũng rất khiêm tốn, nhưng ngay trước bọn họ mặt nói ra, thì có loại khinh bỉ vị đạo. Giống như bọn họ có thể đi tới nơi này, hoàn toàn là dựa vào một cá nhân lực lượng, bọn họ một chút tác dụng đều không có. Tuy nói cũng là thật, nhưng ngươi không thể nói ra được a, quá hại người tự tôn. Trác Phàm tựa hồ cũng có thể cảm thấy người trong nhà phẫn nộ, muốn lấy lại danh dự giống như, cước bộ chậm rãi di chuyển, nhìn chằm chằm Thái Thanh Tông mọi người chuyển lấy phân chuồng, cười khẽ một tiếng, Vũ huynh lời ấy nói không tệ, hai nhà chúng ta đối chiến, xác thực cái kia một đối một tiến hành. Dù sao một khi chiến lên, quý tông đệ tử coi như muốn giúp đỡ, cũng cắm không vào tay a, người nói có đúng hay không? Không sai, chính là như vậy, ha ha ha, lời vừa nói ra, Thích Trường Long, Khuê Lang bọn họ lúc này cười to lên. Trác Phàm câu này đối chọi gay gắt, coi là thật kỳ diệu tới đỉnh cao, các ngươi còn dám nói chúng ta không dùng. Hai cái này quái vật một khi giao chiến lên, các ngươi không phải cũng cắm không vào tay a, có nửa xu tác dụng. Khác nói dễ nghe, là một đối một rời theo chúng ta, thực các ngươi nhà căn bản không có bản sự tham dự vào cao như thế quy cách trong chiến đấu, các ngươi nếu là thật dám cắm đi vào, đoán chừng đã sớm biến pháo hôi treo. Xung cái gì đầu to. Bất giác sờ sờ chán mình, Vũ Thanh Thu mỉm cười cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại là từ chối cho ý kiến. Điểm này, hắn cũng không phủ nhận, dù sao lời xã giao về lời xã giao, nhưng sự thật còn muốn tôn trọng, nếu là không nhìn rõ chính mình cân lượng, đó mới là đáng sợ nhất. Thế nhưng là Thái Thanh Tông mọi người nghe đến, nhưng cũng là lộ ra vẻ giận dữ, tựa hồ không muốn bị một cái Hạ Tam Tông như thế khinh miệt giống như. Mà đối chiến giữa sân người xem nhìn thấy hai tông đệ tử vừa thấy mặt, liền dương cung bạt kiếm, lời lẽ đanh thép bộ dáng, bất giác càng thêm hưng phấn, trong lòng thầm hô đã nghiền, trận đại chiến này nhất định rất kịch liệt. Sư đệ, người không nói chút gì không, thả cái ngoan thoại thôi. Vũ Thanh Thu nhìn đến những sư huynh đệ kia đều đã giận không nhịn nổi, bất giác bật cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Lân, lẩm bẩm nói. Mi đầu lắc một cái, Diệp Lân thật sâu xem bọn hắn liếc một chút. Bất giác sờ mũi một cái, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, đúng là 10 phần lưu manh thừa nhận nói, không sai, người nói rất đúng, những người này, trừ Vũ sư huynh bên ngoài, người khác nền vốn có thể bỏ qua không tính. Trận này đối chiến, vốn là ngươi cùng ta sự tình. Gương mặt nhịn không được hung hăng co lại, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ khẽ vỗ cái trán, liên tục cười khổ. Hắn người sư đệ này thật đúng là độc hành hiệp, độc lai độc vãng. Thật không biết cho tông môn của mình tăng thể diện a. Người khác nếu là mắng hắn một câu, hắn có thể ghi hận cả một đời, người khác nếu là làm nhục hắn tông môn, hắn lại là không quan trọng. Còn lại Thái Thanh Tông đệ tử, cũng là sạm mặt lại rủ xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, vị tiểu sư đệ này, thật đúng là tự hắc nhà chuyên nghiệp a. Thế nhưng là,
bọn họ lại làm sao biết, Diệp Lân luôn luôn lấy thánh thú truyền nhân làm ngạo. Nơi nào sẽ đem bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử để vào mắt, dựa vào cái gì cho bọn hắn tăng thể diện. Trong mắt hắn, cho dù là Vũ Thanh Thu, hắn cũng không sao cả để vào mắt, chỉ là thụ hắn chiếu cố rất nhiều, cùng hắn so sánh thân cận mà thôi. Chỉ có Trác Phàm, cùng hắn đồng dạng, là cao quý thánh thú truyền nhân, mới đáng giá hắn nghiêm túc đối phó. Các ngươi đều lui về sau xa một chút, một hồi hai người chúng ta chiến đấu dư âm lan đến gần các ngươi lời nói, ta cũng mặc kệ. Sắc mặt bỗng dưng nghiêm một chút, Diệp Lân hướng về sau phất phất tay, đã là bắt đầu dọn bãi. Chúng người biết hắn tinh khí, bất đắc dĩ lắc đầu, đều là dựa theo hắn phân phó, lui ra rất xa. Đi lại bước chân khoan thai trì trệ, Trác Phàm nhìn hai bên một chút cái này khu vực, trong lòng âm thầm gật đầu, là cái không tệ góc độ. Sau đó cũng là hướng phía xa xa Thích Trường Long bọn họ vẫy tay, hướng về sau nhất chỉ nói, thối lui đến ta đằng sau ngoài ngàn mét, miễn cho một hồi bị tác động đến, tung tóe các ngươi một thân máu. Mọi người bất giác sững sờ, không rõ ràng cho lắm, bọn họ trực tiếp thối lui là được, vì sao còn muốn hết lần này tới lần khác chạy tới, thối lui đến phía sau hắn. Thế nhưng là bọn họ lại chỗ nào minh bạch, Trác Phàm ngay tại tìm giám sát trận pháp góc chết, phía sau hắn vừa vặn là cái góc chết. Sử dụng đám này đệ tử đến che chắn một chút, một hồi thuận tiện đan thanh sinh đi ra. Kết quả là, tại không rõ ràng cho lắm phía dưới, nắm lấy đối Trác quản gia tín nhiệm, tất cả mọi người vẫn là chiếu hắn chỗ nói, đi vào hắn địa điểm chỉ định. Đến tận đây, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, đến tiếp xuống chính là đánh. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm dưới chân đụng đến một bước, đã là như khỏa bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Hung hăng hướng Diệp Lân chỗ đó đánh tới, cánh tay phải phát ra khiếp người hồng quang. Diệp Lân cũng là nhếch miệng cười một tiếng, không sợ chút nào, đồng dạng là dưới chân bỗng nhiên dậm chân, một ngọn lửa màu vàng giống như đột nhiên thoáng hiện, sau một khắc, đúng là phát sau mà đến trước, so Trác Phàm dẫn đầu đi vào trước mặt hắn, trong tay hiện ra ngọn lửa màu vàng nhất quyền, hung hăng hướng hắn mặt đánh tới. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm bất giác giật nảy cả mình. Tuy nhiên hắn sớm đã biết cái này Diệp Lân tốc độ cực nhanh, nhưng là chân chính đối mặt, mới thật sự là bản thân trải nghiệm đến tốc độ nhanh đến như làm cho người giận sôi cấp độ. Cơ hồ là một cái nháy mắt công phu, hắn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Lân liền đã lấn đến gần trước người. Không có cách nào, đối mặt cái này bất chợt tới nhất quyền, Trác Phàm trước kia chuẩn bị xông ra nhất quyền nhất thời co rụt lại, hóa thành thuẫn bài phía trước chặn lại, phòng tại mặt vị trí, hóa công làm thủ. Lại là đã mất đi tiên cơ. Đụng. Một tiếng nặng nề bạo hưởng phát ra, nương theo lấy ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, Trác Phàm thân thể nhất thời bị Diệp Lân nhất quyền cho đánh lui về. Cái kia cỗ nóng rực nhiệt độ, thậm chí ngay cả Trác Phàm Kỳ Lân Tý đều cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn. Bỗng dưng, Trác Phàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Bọn người người, riêng là Ma Sách Tông đệ tử cùng Dương Sát ba vị cung phụng, càng là nhìn không được giật nảy cả mình, bất khả tư nghị kêu lên sợ hãi, làm sao có thể, Trác quản gia vậy mà tại vật lộn phía trên thua một bậc. Không chỉ là bọn hắn không tin, liền Trác Phàm chính mình cũng rất khó tiếp nhận sự thật này. Nguyên bản hắn cho rằng cái này Diệp Lân cho dù luyện hóa phần thiên long tổ phần thiên kim viêm, đó cũng là trong thân thể chỗ có hủy diệt tính năng lượng, nhục thể còn là nhân loại thân thể. Cho nên chỉ cần tránh đi cùng hắn năng lượng va chạm, trực tiếp lấy thân thể tương bác, lấy hắn Kỳ Lân Tý thần uy, cho dù không phải ưu thế áp đảo, cũng có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này Diệp Lân thân thể cũng như thế cường hãn, lại không chút nào tại hắn Kỳ Lân Tý phía dưới. Chẳng lẽ nói, hắn nha căn bản không phải nhân loại, cũng là một tên long tộc con cháu. Nhưng là rất nhanh Trác Phàm lại lắc lắc đầu, lật đổ ý nghĩ này, nếu là thuần chủng long tộc, lại bị long tổ điều giáo, chắc là giống tiểu tam tử mạnh như vậy biến thái. Mà sự thật lại là, hắn tuy mạnh, nhưng cũng cùng mình tại tám lạng nửa cân ở giữa, còn không có đạt đến tiểu tam tử khủng bố như vậy trình độ. Chẳng lẽ nói, hắn thân thể cũng được đến qua cải tạo. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, lại chính gặp cái kia Diệp Lân cũng là một mặt tà đất khách hướng hắn nhìn bên này đến, cái kia vừa mới vung ra nhất quyền phía trên. Ngọn lửa màu vàng tản ra nóng rực ánh sáng, lấy làm đến xung quanh cây cỏ đều cấp tốc khô héo bốc cháy lên. Nói lớp vảy màu vàng óng tại cái kia trên nắm tay lúc ẩn lúc hiện,
phát ra duệ kim sắc bén khí tức. Trác Phàm tập trung nhìn vào, trong lòng không sai, đó chính là Long Lân không thể nghi ngờ. Quả nhiên, tiểu tử này thân thể đã không còn là phổ thông nhân loại, tối thiểu nhất tính toán bán long bán nhân. Cứ như vậy, cho dù là vật lộn, Trác Phàm cũng không có nắm chắc tất thắng, trong lòng lo sợ lên. Hắn chỉ có một đầu kỳ lân tí là thánh thú thân thể, hắn bộ phận đều là nhân loại thân thể, ai ngờ đối phương lại có mấy bộ phân cải tạo qua. Nếu là toàn thân cao thấp đều biến thành thân rồng, vậy coi như phiền phức lớn, hắn tại vật lộn thượng tướng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nguy đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm trên mặt tình cảnh bi thảm, Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn tình cảnh này, thanh tú mày ngài, cũng không nhịn được hơi hơi nhẹ trao lại một chút, trong lòng không khỏi siết chặt. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Trác Phàm, tại đối mặt đối thủ lúc, lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ. Tuy nói trước kia cũng có cường địch xuất hiện, giống Hoàng Phủ Thanh Thiên, bảy nhà cao thủ vây công các loại, nhưng cho dù bất lợi dưới điều kiện, hắn cũng chỉ có biện pháp ứng đối, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện như thế không lưu loát khuôn mặt. Nhưng là lần này, lại là một ngoại lệ. Diệp Lân rất mạnh, cái này tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, có lẽ thực lực viễn siêu tại hắn cũng khó nói. Thế nhưng là, đây cũng không phải là lòng hắn chìm xuống nặng lý do. Bởi vì hắn trước kia, cũng thường xuyên đụng phải dạng này tình cảnh, như vậy. Đến tột cùng là vì sao lại lộ ra như thế không có tự tin ánh mắt, thậm chí có chút trong lòng chột dạ đây. Sở Khuynh Thành trong lòng nghi hoặc, hai tay cũng không nhịn được nắm chặt cùng một chỗ, khẩn trương trong tay đều xuất hiện mồ hôi. Tuy nói hai người chỉ là ban đầu giao thủ một cái, nhưng là giữa sân ưu khuyết, không chỉ là nàng, tất cả quan sát người, chỉ cần không phải người mù, đều đã nhìn ra manh mối. Trác Phàm bị trong nháy mắt áp chế, hai người thực lực, tựa hồ đã phân ra thắng bại, gần như chỉ ở cái này chỉ trong một chiêu. Siêu. Đúng lúc này, Diệp Lân tà cười một tiếng, thừa thắng truy kích, lần nữa hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt đi vào Trác Phàm trước người, nhất quyền đánh ra. Song đồng bất giác hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm phải đồng tử bên trong một đạo vầng sáng màu vàng óng bỗng nhiên thoáng hiện, đến tiếp xuống bá một tiếng, biến mất bóng người, đợi lúc xuất hiện lần nữa. Đã đi vào hắn sau lưng, cường hãn nhất quyền hướng hắn phía sau lưng đánh tới. Một quyền này, thế lớn lực mãnh liệt, Trác Phàm kỳ lân tí phát ra bạo ngược hồng mang. Mà lại, một góc độ này cũng vạn phần xảo trá, Diệp Lân cái kia lóe kim quang nhất quyền, hoàn toàn không cách nào trở về. Thế nhưng là, ngay tại Trác Phàm lập tức muốn đắc thủ thời khắc, Diệp Lân một cái khác điều cánh tay vậy mà cũng nổi lên ngọn lửa màu vàng, sau đó thuận tay hất lên, đụng một tiếng. Liền cùng Trác Phàm cái kia kỳ lân tí hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, sớm đã không phải nhân loại phàm thai hai cánh tay, đụng vào nhau tiếng vang, nhất thời phát ra một đạo khủng bố không gian ba động, nương theo lấy nóng rực kim viêm, trong nháy mắt hướng bốn phía vẩy ra ra. Những nơi đi qua, đều là hóa thành một vùng phế tích, tiêu tán ở hư không bên trong. Trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn mét nhất thời bị san thành bình địa. Liên tì bụi đất đều biến mất không thấy gì nữa, dường như mảnh không gian này ngay trong nháy mắt này, liền trở thành không gian hư vô, bất luận cái gì vật chất đều khó mà tồn tại địa phương. T. Nhịn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người thấy cảnh này, nhất thời toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Thái Thanh Tông cùng Ma Sách Tông hai tông hiện trường vây xem đệ tử, càng là dọa đến đầy sau đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Cho dù là Vũ Thanh Thu, lúc này cũng là một mặt kiêng kỵ run run mí mắt. Tiếp lấy cười khổ lắc lắc đầu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Có lẽ người bình thường thấy tình cảnh này, cũng sẽ không quá để ý, nhiều lắm là cũng là hiếm lạ một chút. Hai người giao chiến dư âm, đem ngàn mét san thành bình địa không tính là gì khó lường sự tình. Đừng nói là hóa hư cao thủ, liền xem như thần chiếu cao thủ, cũng có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là, quan trọng ngay tại ở. Đây không phải phổ thông san thành bình địa mà thôi, mà chính là đem phương viên ngàn mét tất cả mọi thứ đều trống rỗng, liền một hạt cát bụi đều không lưu lại, cái này thể hiện hai người giao chiến trong dư âm, năng lượng dày đặc trình độ cùng thuần túy tính. Đừng nói là hóa hư cảnh, cho dù là hóa hư cảnh phía trên cao thủ, cũng chưa chắc có như thế thuần túy nguyên lực, đem trong phạm vi nhất định tất cả mọi thứ, dù là một hạt cát bụi đều không buông tha chôn vùi, tối thiểu đều sẽ có cá lọt lưới. Nhưng là hai người này lại không giống nhau, Trác Phàm lực lượng, Diệp Lân kim viêm, thật sự là đem vật sở hữu chất tất cả thuộc về linh,
cũng không tiếp tục lưu giữ tại trong cái thế giới này. Đây cũng là bắt đầu tại hỗn độn sơ khai, ngũ đại thánh thú tại trong thiên địa luyện hóa lớn nhất thuần túy lực lượng. Song Long Chí Tôn nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được trong lòng hoảng sợ, âm thầm tắc lưỡi. Hai cái này tiểu quỷ, đến tột cùng là làm sao luyện, lại đều là như thế biến thái, khác hẳn với thường nhân. Phốc, lại là một tiếng vang trầm, hai người lần thứ hai giao thủ, liều cái lực lượng ngang nhau, lần nữa tách ra. Trác Phàm trên cánh tay hơi có chút cháy đen, lùi ra 100 mét có hơn, nóng rực nhói nhói, để hắn nhịn không được hít vào lấy từng tia hơi lạnh. Diệp Lân cũng là cánh tay run nhẹ nhẹ một chút, lại là có chút sưng đỏ ra. Trùng Thiên Kỳ Lân làm ngũ đại thánh thú, lực lượng tối cường giả, chính diện chịu hắn nhất quyền, cho dù Diệp Lân có Long Lân hộ thân, cũng không khỏi đến thụ một chút tổn thương. Thế nhưng là, hắn không chút nào không buồn, ngược lại có chút hưng phấn mà nhìn về phía đối diện Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua điên giống như nụ cười, tự lẩm bẩm, không hổ là cùng ta đồng dạng thánh thú truyền nhân, Trùng Thiên Kỳ Lân nhất quyền, quả nhiên không phải tầm thường. Hắc hắc hắc, Long Hồn dùng là Trùng Thiên Kỳ Lân lực lượng. Một quyền này lại là Kỳ Lân quyền uy, ta đã biết sư phụ ngươi là ai. Như vậy tiếp đó, ta nhưng là không nương tay. Trùng Thiên Kỳ Lân tuy là về mặt sức mạnh vì ngũ đại thánh thú số một, nhưng cũng tiếc là, người mới thần chiếu cảnh, ta chính là hóa hư cảnh. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, nắm giữ Kỳ Lân quái lực ngươi, không có gì quan trọng. Bất quá, chúng ta là cùng một loại người, điểm ấy chênh lệch, cũng đủ để phân ra thắng bại. Vừa dứt lời. Diệp Lân đạp chân xuống, đúng là lần nữa hóa thành một đạo kim quang, dẫn đầu hướng Trác Phàm phóng đi. Trên hai tay ngọn lửa màu vàng tràn đầy mãnh liệt sát khí, thượng chưa tới, đã là làm cho Trác Phàm nhìn không được khí tức trì trệ, có chút không thở nổi. Trước hai lần trước đều là thăm dò, lần này tiểu tử này là đến thật. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm nhất thời trong mắt ngưng tụ, không dám khinh thường, phải đồng tử chi bên trong vầng sáng màu vàng óng lóe lên. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị liên tiếp sử xuất. Bởi vì hắn biết, đối mặt Diệp Lân tốc độ kinh khủng, cũng chỉ có cái này thay hình đổi vị có thể theo kịp. Kết quả là, bá bá bá, một vàng một đỏ hai bóng người trên không trung lẫn nhau giao thoa, quyền qua cước lại, đụng chút tiếng vang không ngừng, đã là tiến vào điên cuồng vật lộn bên trong. Mọi người nhưng gặp cái này hai bóng người lóe lên liền biến mất, tiếp lấy lại tại một địa phương khác xuất hiện, tốc độ quá nhanh. Nháy mắt không thấy, cho dù vây xem mọi người là thông qua bên trong thung lũng kia giám sát trận pháp quan sát, ánh mắt cũng đã theo không kịp hai người tốc độ, bất giác trong lòng hoảng hốt. Bọn họ nhìn người đều là như thế, cái kia nếu là tự mình cùng hai người này giao thủ lời nói, còn không liền người ta cái bóng đều không gặp được, thì bị miểu sát a. Viêm Ma, Ôn Đào chờ một đám chín tông đệ tử, thì càng là nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Đây chính là hai cái này quái vật thực lực chân chính sao? Mẹ nó, cùng bọn hắn quả thực cũng là cách nhau một trời một vực a, nếu là đơn thuần vật lộn, bọn họ ai là hai cái này quái vật đối thủ? Xem ra Trác Phàm lúc trước vẫn là không có nghiêm túc cùng bọn hắn đối chiến, không phải vậy bọn họ đoán chừng đều không qua người ta năm chiêu đi. Nhưng là nghĩ tới đây, Ôn Đào lại có chút kỳ quái, trong lòng nghi hoặc. Đã Trác Phàm thực lực cường hãn đến tận đây lời nói. Hắn lại là làm sao đâm bị thương hắn đâu. Cái này, thực sự quá quỷ dị. Bất quá, bọn họ kinh ngạc, Vũ Thanh Thu cùng Ma Sách Tông, Thái Thanh Tông hai tông đệ tử, thân ở hiện trường, thì càng là kinh dị vô cùng. Bởi vì bọn họ là lớn nhất thân ở cảnh người, cảm thụ lấy cái kia cuồn cuộn cương phong quét hai gò má, nhưng không thấy hai người bóng dáng, bọn họ tâm thì một trận bồn chồn, giật mình sắc mặt đều có chút hơi trắng. Tại trận này vật lộn bên trong, hai người mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều đạt đến một loại siêu nhiên chi cảnh, cái kia cỗ kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường, nhất thời để tất cả mọi người đều có một loại, phàm là rảo bước tiến lên bọn họ chiến trường một phần, liền bị nghiền nát thành cặn bã cảm giác. Thái Thanh Tông chúng đệ tử, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lần này đoàn chiến biến thành hai người cá nhân chiến, không để bọn hắn nhúng tay nguyên nhân. Trước kia Diệp Lân đối mặt bọn hắn lúc, tựa như Trác Phàm đối mặt hắn đối thủ lúc đồng dạng, đều không có nghiêm túc đối đãi qua, thực lực bên trong có thể sử dụng ngũ thành thế là tốt rồi. Nhưng là bây giờ, hai người tương đối, chính là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, 100% thực lực phát huy, thậm chí có thể kích phát đến 120% trình độ. Đáng sợ như thế hai con hung thú toàn lực xuất kích, nhất thời để tất cả mọi người biết cái gì gọi là,
thực lực thiên địa khác biệt. Tại hai cái này trước mặt quái vật, bọn họ cũng chỉ xứng làm người xem phần, ai dám thò một chân vào đi vào, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Bính bính bính. Một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, vang vọng Quỳnh Tiêu, Trác Phàm cùng Diệp Lân hai người thân ảnh cũng là đang không ngừng nhảy chuyển rời, giao thoa lược ảnh, một hồi xuất hiện tại phía đông, một hồi xuất hiện tại tây bắc. Tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, đều là không kịp nhìn, theo hai người tàn ảnh di động, đang không ngừng lúc lắc đầu, nhưng là trong mắt lại tràn đầy vẻ mờ mịt, hai người này đánh đến tận cùng thế nào. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, nhìn không ra cái nguyên cớ a. Tại chỗ cũng chỉ có số ít cao thủ, có thể nhìn đến hai người giao chiến nhất cử nhất động, mạnh yếu chi thế. Quả nhiên, cái này Diệp Lân vẫn là kỹ cao một bậc a. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Hắc Nhiệm Chí Tôn bất giác bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, trận này vật lộn, Trác Phàm thật sự là đụng vào Diệp Lân trên họng súng. Tuy nói Trác Phàm kẻ này luôn luôn bị mọi người cho rằng thân thể cường đại, nhưng cùng cái này Diệp Lân so sánh, cũng là thực có không ít khuyết điểm a. Đạm Mạc gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn biểu thị tán đồng dạng thở dài, Trác Phàm luyện thể phương pháp quá mức cố chấp, nào có người chỉ luyện một cánh tay. Lúc trước hắn gặp phải đồng dạng phàm phu tục tử còn có thể ứng đối, thế nhưng là cái này Diệp Lân lại là quá toàn tài. Có lẽ, đầu này thần tí là hắn tịch mịch lúc luyện, mi đầu bất giác vẩy một cái, Hắc Nhiệm Chí Tôn bật cười liếc lông mày liếc một chút, chúng ta đều tuổi trẻ qua, có thể lý giải nha, ha ha ha. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bạch Mi cười mắng lên tiếng, người cái già mà không đứng đắn, loại sự tình này còn có thể lấy ra nói đùa. Nói, Bạch Mi Chí Tôn lại một mặt ngưng trọng nhìn về phía chiến trường chỗ đó, thở dài lên tiếng, có điều, đem tất cả tinh lực dùng cho ngưng luyện một cánh tay phía trên, tuy nhiên để hắn được đến một đầu thần tí, nhưng bây giờ cũng xuất hiện tu luyện không đồng đều ác quả. Tiểu tử này tại đối mặt Diệp Lân điên cuồng tiến công lúc, đã có chút hai bên khó chống. Nghe được lời này, Hắc Nhiệm Chí Tôn hướng chiến trường nhìn qua, cũng là một mặt ngưng trọng gật đầu. Mà ở nơi đó, Diệp Lân trên hai tay ngọn lửa màu vàng thiêu đốt cũng coi như, liền hắn hai chân cũng nổi lên hừng hực kim viêm. Kết quả là, Diệp Lân tay năm tay 10, trên dưới cùng tiến, Trác Phàm chỉ có một cái kỳ lân tí ở nơi đó trái ngăn phải đỡ, nhất thời liền rơi vào hạ phong. Dù sao, trừ kỳ lân tí bên ngoài, Trác Phàm trên thân còn lại bộ phân đều là nhân loại thân thể, hướng về phía trước cản một chút, tất nhiên vài phút hủy đi. Nhưng là Diệp Lân khác biệt, tựa hồ toàn thân cao thấp đều đã bị cải tạo qua. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm mi đầu liền nhìn không được thật sâu nhăn lại, tâm cũng đang từng bước chìm xuống phía dưới đi. Đây là hắn lo lắng nhất sự tình, một cái toàn thân cao thấp không góc chết Diệp Lân, đối lên một cái trừ một đầu cánh tay phải, toàn thân cao thấp. 360 độ đều là yếu ớt sơ hở chính mình, rằng có thời gian lâu dài, chính mình chắc chắn thất bại a. Loại tình huống này, để hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước đối kháng nắm giữ Cửu Long Kim Cương Thân, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lúc tình cảnh, khi đó hắn cũng là không có cách, may mắn mời tiểu tam tử đến giúp đỡ, mới đem lão tiểu tử kia chế trụ. A, chờ một chút, lúc trước lão tiểu tử kia khó chơi, là bởi vì có hồi thiên long ngâm thần thông, bất tử bất diệt. Thế nhưng là tiểu tử này không biết có luyện thành hay không cái này thông thiên bản lĩnh, nếu là không có lời nói. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm tại Diệp Lân như mưa rông gió bão đập nện dưới, tựa như nghĩ đến cái gì giống như, đột nhiên nhất quyền vung ra, đem đối phương bước rời khỏi người bên ngoài, sau đó lập tức lui lại mấy bước, nhất thời hướng trên 9 tầng trời bay đi, phảng phất muốn chạy trốn giống như. Trác Phàm, mơ tưởng chạy. Diệp Lân thấy một lần. Bất giác cười lớn một tiếng, đạp chân xuống, liền hóa thành một đạo kim quang bỗng nhiên hướng không trung đuổi theo, trong mắt tản ra khát máu hưng phấn ánh sáng. Thật giống như một con hung thú nhìn thấy một đầu khác hung thú về sau, bắt đầu cắn xé một dạng, không chết không thôi. Thế nhưng là, ngay tại hắn lập tức liền muốn đuổi tới Trác Phàm trước người lúc, Trác Phàm lại là bỗng dưng thân thể trì trệ, nhất thời ngừng trên không trung, tiếp theo tại hắn không biết vì sao ánh mắt bên trong. Hiện ra mãnh liệt hồng mang kỳ lân tí, đột nhiên hướng phía dưới nện xuống tới, chớp mắt tới gần. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Diệp Lân nhất thời bị đánh trở tay không kịp, sững sờ một hồi, bất quá đối mặt một quyền này, hắn cũng không sợ chút nào, hai cái cánh tay đồng thời giấy lên ngọn lửa màu vàng, từng đạo long lân hiển hiện cánh tay, một chiêu song long xuất hải, cùng nhau hướng cái kia kỳ lân tí đánh ra. Nhưng là, đúng lúc này,
đột nhiên xảy ra dị biến, để không ai từng nghĩ tới là, đầu kia Kỳ Lân Tí vậy mà một địa biến lớn. Giống như một đạo từ thiên khung rớt xuống như trụ trời, hung hăng hướng Diệp Lân mặt phía trên đập tới. Cụ tưởng, trùng thiên Kỳ Lân chân, lão tử dẫm chết ngươi. Trác Phàm trong lòng một trận hét lớn, cái kia Kỳ Lân cước liền mang theo không gì địch nổi uy áp, hung hăng nện ở Diệp Lân trên thân. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Lân hai đầu kim viêm song quyền đã là hung hăng đụng vào cái kia Kỳ Lân cước phía trên, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang. Nhưng là đối mặt cái này đã cụ tượng vì Kỳ Lân cước mạnh mẽ nhất kích, cho dù là Diệp Lân cũng không nhịn được hai tay răng rắc một tiếng, phát ra một đạo rõ ràng xương bạo âm thanh, sắc mặt một nín thành màu gan heo, sau đó khó mà chống đỡ nữa đạo này cự lực, liền mang theo toàn bộ thân thể cùng một chỗ bị nện tại rộng lớn thổ địa bên trên. Ầm ầm, một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng vang, hồi tưởng tại tất cả mọi người trong tai, mông lung khói lửa dập dờn tại toàn bộ bên trong thiên địa. Ngọn núi nhỏ kia gốc giã dưới một kích này, nhất thời lại hướng phía dưới rơi vào 100 mét chi sâu, Thái Thanh Tông cùng Ma Sách Tông hai tông đệ tử, thì là cảm thụ lấy thiên diêu địa động giống như rung động, tại nhìn không được lay động thân thể, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chờ hết thảy kết thúc, khói lửa tán đi, mọi người nhìn đến cái kia trụ trời giống như Kỳ Lân cước vững vàng đứng sừng sững ở chỗ đó lúc, lại là tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó, đến tột cùng là cái gì? Cái này còn có thể là nhân loại trên thân đồ vật sao? Tất cả mọi người, đều một mặt kinh dị nhìn lấy chỗ đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai, lại khó mở miệng, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, không nói ra một câu. Cho dù là hai vị chí tôn, giờ này khắc này cũng là ngơ ngác nhìn đây hết thảy, Bạch Mi đứng thẳng, Hắc Nghiêm tung bay hư không, không biết là dọa đến, vẫn là cả kinh. Mình hai cái lão gia hỏa sống bó lớn như vậy số tuổi. Từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này ly kỳ cổ quái sự tình a. Tiểu tử này đến tột cùng là làm sao luyện cánh tay phải, thế mà có thể luyện đến như thế tráng kiện. Thực sự không thể tưởng tượng. Liếc nhìn nhau, hai vị chí tôn đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ có Vũ Thanh Thu, tại ngốc một lát sau, mới bỗng dưng kịp phản ứng, gấp vội kêu lên, sư đệ, ngươi thế nào? Chưa có tiếng đáp lại. Cái kia Kỳ Lân cước phía dưới tựa hồ đã không có vật sống, liền một chút sinh sống đều không lộ. Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu mi đầu sâu nhăn, mặt trong nháy mắt phủ đầy vẻ sầu lo. Chẳng lẽ hắn cái kia không ai bị nổi quái vật sư đệ, dễ dàng như vậy, liền bị cái này một cái càng là lạ hơn vật, một chân giết chết sao? Cái này sao có thể? Hắn không tin, lấy hắn đối Diệp Lân giải, Diệp Lân tuyệt sẽ không dễ dàng như thế thì bại. Không chỉ hắn không tin, Trác Phàm cũng không tin, vừa mới như thế cường hãn Diệp Lân, hiện tại hội thật một chút sinh sống đều không có. Cho nên, hắn vẫn như cũ hung hăng đè ép Kỳ Lân cước, không cho dưới đáy người kia có một tia thời cơ lợi dụng. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, tất cả mọi người còn không có trước trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, hô một tiếng bạo hưởng đột nhiên từ cái này Kỳ Lân cước phát xuống ra. Đón lấy, liền gặp từng đạo ngọn lửa màu vàng. Tại cái kia mặt đất phía dưới không ngừng thoát ra. Mi đầu nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm đột nhiên cảm giác dưới chân đau xót, như đốt tâm đồng dạng, rõ ràng truyền tới, để hắn toàn thân cao thấp nhất thời liền mồ hôi đầm đìa lên. Thế nhưng là, hắn lại một mực cắn răng chịu đựng, trên cánh tay phải còn càng thêm một phần lực, hung hăng ngăn chặn phía dưới cái kia muốn xông tới tiểu tử. Thế mà, đây hết thảy dường như cũng không có cái gì chứng dùng, Trác Phàm đã dùng ra lực khí toàn thân áp chế. Thế nhưng Kỳ Lân cước vẫn như cũ đang từng bước hướng lên dơ lên. Dường như núi lửa phun trào đồng dạng, cường đại trích diễm đang không ngừng hướng lên phun ra, vô luận ngươi lại như thế nào áp chế, đều ngăn cản không cỗ này lực lượng đáng sợ. A! À, bỗng nhiên, một tiếng kiệt lực gào rú theo cái kia nhiệt lưu bên trong truyền ra, nương theo lấy cái kia nóng rực kim viêm dâng lên vẩy ra, còn con núi nhỏ kia giống như Kỳ Lân cước đang không ngừng hướng lên di động, một đạo toàn thân kim viêm nam tử. Khóe mắt, hai tay hai chân đồng thời dùng lực, đúng là cứ thế mà đem cái này một bàn chân khổng lồ cho nhô lên tới. Hắn toàn thân cao thấp, đã phủ đầy ngọn lửa màu vàng, từng đạo sắc bén lân giáp cũng bỏ khắp hắn toàn thân cao thấp, xa xa nhìn lại, nơi nào còn có cái nhân loại bộ dáng, căn bản chính là cả người phụ lân giáp quái vật. Nếu là lại cho hắn gắn hai cái sừng cùng một đầu cái đuôi, hắn trực tiếp cũng là một cái hiển nhiên long nhân. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến đây hết thảy, không khỏi càng là giật mình,
liếc nhìn nhau, tràn đầy vẻ khó tin. Cái này hai con quái vật, còn thật mẹ hắn là quái vật a, một cái không giống người, một cái khác cũng không phải người a. Khó trách lúc trước các tông đệ tử, vô luận mạnh yếu, đều sẽ bại tại hai người bọn họ thủ hạ, nguyên lai hai người này, căn bản thì không phải nhân loại tới. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, cảm thụ lấy luồng sức mạnh lớn đó đang không ngừng đem hắn kỳ lân cước hướng lên nhô lên, sắc mặt cũng là nhìn không được trầm xuống, thậm chí đều có chút cho tàn. Quả nhiên, tiểu tử này toàn thân đều đi qua cải tạo, so lão tử triệt để nhiều. Có lẽ lão tử kỳ lân tí đến từ thánh thú, có thể áp hắn một bậc, nhưng luận tổng hợp luyện thể lực lượng, chính mình lại là làm sao cũng so ra kém hắn. Luận sáp lá cà, ta đã thua. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm không khỏi thở dài một tiếng, một trái tim đã chìm đến đáy hồ, triệt để không có thắng hy vọng. A, à, lại là hét lớn một tiếng, Diệp Lân toàn thân dùng lực, ngọn lửa màu vàng dâng lên mà ra, cuối cùng hung hăng đẩy, đem cái kia kỳ lân cước cho ném bay ra ngoài. Mà Trác Phàm cũng là ở cái này đại lực dưới, một cái lảo đảo, bị quật bay đến giữa không trung, chờ dừng thân, hướng về phía trước xem xét, lại là nhịn không được hoảng hốt. Nguyên lai cái kia Diệp Lân đã lần nữa hướng hắn bên này vọt tới, đảo mắt tới gần. Trác Phàm, coi như người có kỳ lân tí, tại vật lộn bên trong, người đã thua, người lại không có lật bàn hy vọng. Diệp Lân như cùng một con hung mãnh cự long, hướng Trác Phàm mãnh liệt tiến lên, cười to liên tục, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, kỳ lân là ngũ đại thánh thú bên trong lực lượng số một. Hôm nay ta siêu việt kỳ lân, người sẽ trở thành ta đạp vào đại đạo đá đặt chân, ha ha ha. Thân thể thình lình chấn động, Trác Phàm tựa hồ rốt cuộc minh bạch cái gì là số mệnh chi chiến, cái gì là mãnh thú ở giữa chiến đấu. Bởi vì trận chiến đấu này về sau, một phương hội tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng đạp vào đỉnh phong đại đạo, một phương khác thì sẽ trở thành đối phương mồi ăn, vĩnh viễn đắm chìm trong thất bại trong bóng tối, lại khó có cơ hội hướng lên phấn đấu. Nói cách khác, kẻ bại đại đạo chi lộ, đem sẽ biến càng thêm gian nan. Cho nên một trận chiến này, tuyệt không thể thua. Tu giả, nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên, chỉ cần có một khỏa bất khuất tâm, liền có thể một mực chiếu vào chính mình đạo đi xuống. Nhưng là thú người khác biệt, vạn thú chi vương chỉ có một cái, hai cái mãnh thú gặp gỡ, tất yếu phân ra thắng bại dài ngắn. Người thắng làm vua kẻ bại giặc. Thượng cổ ngũ đại thánh thú, đi song song tại thế, chỗ lấy không có phân ra dài ngắn quý tiệt, không phải là bởi vì bọn họ dĩ hòa vi quý. Mà chính là bọn họ lẫn nhau đều có một hạng thế nhân khó có thể vượt qua chỗ, mỗi người coi đây là vinh, xưng vương xưng bá, ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng là, nếu là hai thú tranh bá, có một thú bại trận, cái kia con thú này tất nhiên biến thành đối phương phía dưới, lại khó ngẩng đầu, đây cũng là thú tính, người thắng làm vua. Cái này một khuôn vàng thước ngọc, nhân loại tuy nhiên cũng tuân theo, nhưng nhân loại còn có một cái khác điều càng thêm kinh điển ngọc luật, 30 năm Hà Đông. 30 niên Hà Tây, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Cho nên, hôm nay hắn cùng Diệp Lân trận này đối chiến, người bình thường xem ra không có gì. Thua lời nói, qua mấy năm thắng trở về là được nha, chỉ cần có khỏa hướng lên tâm, sớm muộn có thể lấy lại danh dự. Nhưng là đối hai người bọn họ mà nói lại không phải có chuyện như vậy, hai người bọn họ đều là thánh thú truyền nhân, thực chất bên trong cũng chảy xuôi theo dã thú sinh tồn chi đạo. Bọn họ tranh chấp liền đại biểu lấy phần Thiên Long Tổ cùng trùng Thiên Kỳ Lân tranh đấu, một phương nếu là thua, liền vĩnh viễn luân lạc tới đối phương phía dưới, đây là dã thú sinh tồn chi đạo. Thế nhưng là bọn họ lại là nhân loại, mặc dù không dùng hết toàn lo liệu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hội về mặt tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Cho nên, cái gọi là số mệnh chi chiến, cũng liền trên một điểm này, thắng người đạp ở đối phương đầu vai, trên tâm cảnh nâng cao một bước, cách mình đại đạo càng gần. Thua người thì hội giống thua dã thú một dạng, vĩnh viễn có bóng ma tâm lý, nhìn thấy đối phương, liền cảm giác thấp một đầu, đối sau này đại đạo chi lộ, là có đại cản trở. Ngay từ đầu, Trác Phàm không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có loại muốn chiến rung động, nhưng bây giờ nghe Diệp Lân gào thét, hắn mới phản ứng được. Nguyên lai một trận chiến này, đánh bạc là bọn họ sau này đại đạo thành tựu, kể từ đó, hắn liền càng thêm không thể thua. Hắn không là trùng Thiên Kỳ Lân tranh giành mặt mũi, hắn chỉ vì hắn nói có thể thuận lợi tiến lên, không người trở ngại. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vốn là có chút hưu quạnh tâm, lại oai hùng anh phát lên, nhìn đến Diệp Lân hướng mình vọt tới, trong mắt ngưng tụ,
nhất thời một cái kỳ lân cước hướng hắn mặt vung quá khứ, giống to lên tiếng, muốn đạp lão tử bả vai đi lên, không cửa. Trận chiến này, lão tử tất thắng. Hừ, ngươi không có tiếp thụ qua trùng thiên kỳ lân chính thống truyền thừa A, không phải vậy sẽ không đem thánh thú thần thông dùng đến như thế không có kết cấu gì. Bằng ngươi cái này lung ta lung tung đấu pháp, là thắng không ta. Trong mắt tinh quang lóe lên, Diệp Lân dường như xem thấu hết thảy, giận hừ một tiếng, vừa quay người, phi lên một chân thì hướng cái kia kỳ lân tí vung đi, hét lớn liên tục kim long vẫy đuôi, phá không quét. Giống. Chỉ một thoáng, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, theo Diệp Lân cái kia một chân quét tới, một đầu hư huyễn kim sắc long đuôi lại cũng theo cái kia một chân hướng kỳ lân cước quét tới. Ngọn lửa màu vàng óng bám vào phía trên, giống như một đạo lưỡi hái giống như, hung hăng hướng cái kia kỳ lân cước chém xuống. Đụng! Lại là một lần kịch liệt va chạm, nhưng là lần này để người không tưởng tượng được sự tình lại là phát sinh, lúc trước thuận buồm xuôi gió kỳ lân cước, lần này đúng là bị cái này kim viêm đuôi dài quét xuống một cái, nhất thời bắn ra đi. Mà lại, một đạo ngăm đen dấu roi bỗng dưng khắc vào cái kia đỏ bừng kỳ lân cước phía trên. Từng tia máu tươi nhịn không được chảy ra. Hiu! Một đạo hồng mang một lần cuối cùng thoáng hiện, Trác Phàm cánh tay phải lần nữa khôi phục lại cánh tay bộ dáng, nhưng là lần này lại là hoàn toàn bị động, là bị cái kia Diệp Lân một đuôi rút tới, rút về nguyên hình. Cái này trước kia thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua, Trác Phàm cũng chưa từng nghĩ tới. Thánh thú kỳ lân cước vậy mà cũng có về mặt sức mạnh bại trận thời điểm, không sai, nếu không phải bại trận. Kỳ lân cước là vạn vạn sẽ không tự động trở lại như thế nguyên thủy tư thái. Trong mắt bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm toàn bộ thân thể theo cánh tay không khỏi hướng, về, sau bay đi, trong lòng vẫn còn có chút khó mà tin được. Cái này Diệp Lân, vậy mà cường hãn như vậy. Hắn chỉ là phần thiên long tổ truyền nhân, làm sao có thể về mặt sức mạnh. Chẳng lẽ nói, đây chính là chính thống truyền thừa cùng hỗn tạp truyền thừa khác nhau. Chân mày hơi nhíu lại. Trác Phàm trong lòng trầm tư, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới đến hắn đáp ứng Đan Thanh Sinh sự tình, nhìn hai bên một chút bốn phía, hắn thân thể ngay tại hướng, về, sau bay đi, vừa vặn đối với Ma Sách Tông đệ tử chỗ đó, lại vừa lúc một cái đại thời cơ tốt. Kết quả là, hắn lúc này thừa dịp cỗ này sau hướng chi lực, trên tay chấn động, bỗng dưng liền đem chính mình lôi linh giới cho đánh bay ra ngoài, tựa như là bị Diệp Lân cái này một kích đánh bay đồng dạng. Tiểu nhẫn nhỏ xẹt qua một đạo hào quang óng ánh, thẳng tắp bay đến Ma Sách Tông đệ tử sau lưng, rơi xuống cái kia mảnh tất cả giám sát trận pháp đều xem xét không nhìn thấy góc chết. Mà tại cái kia giới chỉ vừa hạ xuống chỗ, một đạo quang mang liền bỗng dưng từ cái này trong giới chỉ bay ra, ỉ vào trước có đông đảo con cháu che chắn, bốn phía lại không có giám sát trận pháp xem tiện lợi, ngược lại là không có người nào chú ý tới ở trong đó có đồ chạy ra đến. Cho dù là Song Long Chí Tôn, cũng toàn đem chú ý lực dừng lại tại Trác Phàm trên thân, mà không có chú ý cái kia giới chỉ động tĩnh. Ta trời ơi, liền giới chỉ đều cho đánh bay, cái này vật lộn, Trác huynh là bại hoàn toàn a. Trong mắt hơi hơi run run, Ôn Đào bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, hơi có chút tiếc hận chi ý. Tạ Thiên Thương gặp, cũng là mí mắt buông xuống, có chút thất lạc, thở dài, như vậy cứ như vậy, thắng bại liền muốn phóng tới thần hồn tranh tài. Thần hồn chiến. Mi đầu lắc một cái, Ôn Đào thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thăm thẳm lên tiếng, cái này Trác Phàm là quái vật, Diệp Lân càng là cái quái vật. Thế nhưng là Trác Phàm chỉ là thần chiếu cảnh, mà Diệp Lân dù nói thế nào cũng là hóa hư cảnh. Ngươi cảm thấy tại thần hồn tranh tài, Trác Phàm thật có nắm chắc thắng Diệp Lân sao? Trong lòng bất giác run lên, Tạ Thiên Thương giật mình nửa khắc, lại là bỗng dưng trầm mặc xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ôn Đào trong mắt tinh quang lóe lên. Thở dài lên tiếng, thực đánh ngay từ đầu, Trác huynh liền đem trận này đối chiến mấu chốt thắng bại, đặt ở vật lộn phía trên. Nếu là vật lộn chiếm ưu, trận chiến này còn có đánh. Nếu là vật lộn đều thua, ai? Đến tiếp xuống lại thế nào đánh, chỉ sợ cũng chỉ là cho hết thời gian. Nghe được lời này, Tạ Thiên Thương thân thể hơi hơi lắc một cái, lại quay đầu nhìn một chút Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tràn đầy ai thán chi sắc. Không chỉ là kiếm thần tông nơi này. Thực Ma Viêm Tông, Ma Hồn Tông từng cái địa phương cao thủ, nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng đã đoán ra cái 8-9 phần 10, ảo ảo đối với cái này bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Khuynh Thành càng là nhìn không được đứng dậy, chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, trong đôi mắt sầu lo, lộ rõ trên mặt,
tự lẩm bẩm, khó trách hắn vừa mới sẽ lộ ra như thế thần sắc, nguyên lai hắn đem hết thảy đều ký thác vào vật lộn phía trên. Thế nhưng là làm hắn phát hiện, đối phương thể phách còn mạnh hơn hắn lúc, cũng đã cảm thấy không có thủ thắng hy vọng. Nói, Sở Khuynh Thành trong mắt đã là ngấn đầy nước mắt, hắn chưa từng như thế bất lực qua, nguyên lai, hắn cũng là biết rõ không thể làm mà làm à. Khuynh Thành tỷ, hắn không phải còn có mạnh nhất thiên long hồn a, thắng bại còn chưa bình tĩnh a. Đan Nhi gặp Sở Khuynh Thành thương cảm, bất giác vội vàng mở lời an ủi. Thế nhưng là Sở Khuynh Thành lại là lắc đầu, cười khổ nói, nếu là thần hồn có thể thắng, hắn sớm xuất thủ, làm gì được ăn cả ngã về không? Hắn nhất định biết, đối phương thần hồn cũng không kém hắn, thậm chí mạnh hơn, mới phải trước lấy vật lộn quyết thắng thua, không nghĩ tới. Không nghĩ tới vật lộn cũng đánh bất quá người ta, hắc hắc hắc. Tuyên Thiếu Vũ nói ngồi châm chọc, một trận cười trên nỗi đau của người khác. Chúng nữ cùng nhau nguyết hắn một cái, Sở Khuynh Thành cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn qua Trác Phàm, thăm thẳm lên tiếng, người theo chưa từng lùi bước, đến tiếp xuống lại muốn làm sao. Sở Khuynh Thành phảng phất tại hỏi Trác Phàm, lại dường như nói một mình, thay Trác Phàm nghĩ đến giải quyết con đường, cái kia mảnh thâm tình, để Tuyên Thiếu Vũ nhìn đến thì có một loại phẫn hận cảm giác. Một phương diện khác, Song Long Chí Tôn chăm chú nhìn chăm chú lấy đây hết thảy, ngưng lông mày suy nghĩ một chút, cũng hơi hơi lắc lắc đầu. Tuy nhiên không biết cái kia Diệp Lân thần hồn vì sao, nhưng nghĩ đến Trác Phàm đã biết cái gì, cho nên chậm chạp không muốn tiến vào thần hồn chiến bên trong. Nếu không mà nói, tại vật lộn vừa mới thất bại thời điểm, lập tức di chuyển đến thần hồn chiến, đánh đối phương một trở tay không kịp, là kết quả tốt nhất. Hắc Nghiêm Chí Tôn tay vịn râu dài, khoan thai lên tiếng. Bạch Mi Chí Tôn nghe đến, cũng là gật gật đầu, thế nhưng là vật lộn đã nhập ngõ cụt, lại không chuyển biến thần hồn chiến, trận chiến này đã kết, thắng bại đã phân, không có tiếp tục đánh xuống tất yếu. Trác Phàm đứa nhỏ này, đã bại. Thì nhìn hắn là mình nhận thua, vẫn là lực chiến đến cùng. Hắc Nghiêm Chí Tôn khẽ gật đầu, trong hai con ngươi tản ra thăm thẳm tinh quang. Bất quá ta hy vọng, hắn là lực chiến đến cùng đi. Trong sơn cốc một chỗ tối tăm nơi hẻo lánh, Đan Thanh Sinh theo cái kia giới chỉ đi ra, liền tránh ở một bên, lại cũng không vội vã đi tìm thánh binh, mà chính là âm thầm nhìn chăm chú lên trận này đối chiến, một cái tràn đầy vết chai tay kéo lấy cái cằm, sắc mặt nghiêm túc nói tiểu tử. Vật lộn chỉ là một cái thăm dò, người thần hồn chiến chuẩn bị tốt ha, lão phu còn muốn nhìn một chút, người cái này hỗn tạp long hồn như thế nào thay đổi càn khôn đây. Ngươi, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a. Kít, một mực sau phi thân tử cuối cùng dừng lại, Trác Phàm thân thể lắc một cái, nhịn không được phun ra một miệng nín rất lâu máu tươi, lại là chậm rãi xoa một xuống khóe miệng, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo kiên định ánh sáng. Trác Phàm, người am hiểu nhất lực lượng đã bại. Từ nay về sau, Thánh Thú Kỳ Lân đệ tử thua ở phần Thiên Long Tổ đệ tử thủ hạ, người vẫn là tranh thủ thời gian hướng ta nhận thua đi. Không thể nói được, ta thu ngươi làm tiểu đệ, về sau ta làm lão đại, ngươi làm lão nhị, ngươi cùng sau lưng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng trong lòng ngươi đại đạo, về sau chúng ta cùng nhau xông sáo thánh vực. Diệp Lân một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn, cười khẽ một tiếng, dù sao, trong thiên hạ, nửa người nửa thú, chỉ có chúng ta là cùng loại người. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, người thắng làm vua kẻ bại giặc, kẻ bại muốn hướng người thắng thần phục, đây là dã thú chi đạo, kẻ bại cùng sau lưng người thắng cùng một chỗ ngộ đạo, mới có thể đắc thành chính quả. Nếu không trong lòng xoắn suýt, con đường phía trước long đong. Người biết điểm này cái kia tốt nhất, ai bảo chúng ta đều là thánh thú truyền nhân, đến thánh thú thần thông, tự nhiên cũng kế thừa bọn họ đạo thống. Không có cách, người khuất phục, vì chính người cũng tốt. Ha ha ha, xin lỗi, lão tử làm lão đại quen thuộc, khinh thường đến cho người làm tiểu đệ. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo kiệt ngao ánh sáng, quát lớn, vật lộn ngươi thắng, vậy ta ngay tại thần hồn tranh tài thắng trở về, thắng lợi cuối cùng nhất, nhất định là lão tử. Thần hồn chiến, mi đầu bất giác vẩy một cái, Diệp Lân dường như nghe được cái gì trên đời buồn cười nhất chuyện cười giống như, cười nhạo liên tục, ngươi là thiên long hồn. Chắc hẳn ngươi cũng sớm nên nghĩ đến ta thần hồn vì sao đi. Ngươi lại muốn cùng long tổ đệ tử so đấu thiên long hồn. Ha ha ha, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Nếu là ngươi còn không rõ ràng lắm ngũ đại thánh thú các đại thần thông lời nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, thân thể lực lượng Kỳ Lân là nhất,
nhưng ở các loại thuộc tính năng lượng vận dụng lên, hắn lại là hàng tại cuối cùng. Ngươi thân là kỳ lân truyền nhân, tại vật lộn phía trên thua, liền tương đương hoàn toàn thua, lại không lật bàn hy vọng, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Cao ngạo ngẩng lên nhấc đầu, Diệp Lân chém đinh chặt sắt địa đại uống ra âm thanh. Ánh mắt hơi khép một chút, Trác Phàm trong lòng cũng hoàn toàn rõ ràng điểm này, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, hắn truyền thừa không chỉ kỳ lân một đường, còn có hắn lung ta lung tung các đại cao thủ thần thông dung hợp. Tuy nhiên những thứ này thần thông truyền thừa hắn đều không có tinh thông, nhưng thắng tại thủ đoạn phong phú. Mà nhiều như vậy thủ đoạn lẫn nhau giao dung, liền có thể sinh ra chúng nhiều biến hóa. Có lẽ bên trong một loại biến hóa, liền có thể sinh ra chế thắng chi đạo cũng khó nói. Tựa như Đan Thanh Sinh sở thuyết đồng dạng, có lẽ hắn cái này hỗn tạp long hồn, còn cũng là có thể thắng được cái kia thuần chủng long hồn đâu. Trác Phàm trong lòng mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi hy vọng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đối chiến thắng bại, muốn chờ đánh qua mới biết được. Kết quả là, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, đã là không nói hai lời, thẳng tắp hướng Diệp Lân phóng đi, thánh thú là thánh thú, chúng ta cuối cùng vẫn là người. Cầm thánh thú dài ngắn so sánh hai người chúng ta thắng bại, người quá ngây thơ. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Giống. Một tiếng giống to vang lên, Trác Phàm kỳ lân tí nổi lên khiếp người hồng mang, giống như muốn bắt phá thiên danh giới giống như, nhất chảo hướng Diệp Lân chộp tới. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Nếu là thánh thú truyền nhân, sư phụ thực lực liền quyết định đệ tử thực lực, sư tôn thần thông chính là đệ tử thần thông. Trên đời này không người có thể sừng sững tại ngũ đại thánh thú phía trên, ngươi duy nhất có thể có hy vọng thắng ta, cũng là truyền thừa kỳ lân lực lượng, nhưng bây giờ, ngươi đã không có cơ hội này. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Diệp Lân đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo, đạp chân xuống, hung hăng xông lên phía trước, đốt kim viêm một cái long chảo, đồng dạng hướng Trác Phàm nhất chảo chộp tới, cửu chuyển kim long chảo, xé không chảo. Đụng, lại là một tiếng to lớn tiếng vang tràn ngập giữa trời. Hai người thân thể lần nữa hung hăng đụng vào nhau, lại là nhất thời rằng co cùng một chỗ. Thế nhưng là, còn không đợi hai người tách ra, hai đạo long ngâm cùng nhau vang vọng Quỳnh Thiêu. Hai đầu dài trăm trượng to lớn long hồn, lại là đồng thời từ trên người hai người, phân biệt xông tới, lóe thất thải hào quang giống như long đuôi, giống như một đạo roi dài giống như, vạch phá không trung, hung hăng hướng đối phương quất tới. Oanh! Lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Hai cái hàng dài liều cái lực lượng ngang nhau, to lớn sóng âm tràn ra, nhất thời liền đem sơn cốc nhỏ này bên trong bốn phía sơn mạch trong nháy mắt san bằng, hóa thành cho bụi, dập dờn không trung. Mà Ma Sách Tông cùng Thái Thanh Tông hai tông đệ tử, cũng là tại cái này tiếng vang dập dờn dưới, giật mình vội vã lại hướng sau bay rời khỏi, trên mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Trác Phàm thân có thiên long hồn bọn họ biết, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này Diệp Lân cũng là thiên long hồn sở hữu giả. Riêng là Vũ Thanh Thu bọn người, đã hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, Diệp Lân thần hồn bọn họ đều không rõ ràng, lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại cũng là trên đời hiếm thấy thiên long thần hồn. Phải biết, Tây Châu mấy ngàn năm cũng liền song long chí tôn ngưng tụ ra như thế siêu nhiên thần hồn, về sau liền lại hiếm có nghe nói có ai có thể ngưng tụ ra bực này thần hồn. Nhưng là bây giờ, cái này thiên long thần hồn chẳng những lần nữa tái hiện Tây Châu, hơn nữa còn liên tiếp, vừa ra thì hai. Gặp tình hình này, tất cả mọi người nhìn ngốc, đồng thời trong lòng cảm giác hưng phấn càng là tột đỉnh. Hai đại thiên long hồn quyết đấu, hoàn toàn thì tương đương với Tây Châu mạnh nhất song tôn quyết đấu, bọn họ nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay có thể có phúc được thấy nhìn dạng này chí cường quyết đấu, lần này song long hội đến đây quan chiến, quả thực là kiếm lời lật a. Không chỉ là những cái kia người bình thường, cho dù là song long chí tôn gặp này, cũng không nhịn được song song đứng dậy, nhìn về phía cái này kinh hãi chẳng diện, đột nhiên mà choáng váng. Làm sao, liền cái kia Diệp Lân cũng là thiên long thần hồn, không khỏi nháy mắt mấy cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn tựa hồ vẫn còn có chút khó có thể tin giống như, thì thào lên tiếng. Ngơ ngác gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn bất giác thở dài ra một hơi, thở dài, đúng vậy a, đây thật là như thấy quỷ. Nhìn hai người bọn họ cái này một mang nghiêm lại, còn đồng thời đều có như thế hy hữu thiên long hồn, lão phu liền có loại tại xem chúng ta lúc tuổi còn trẻ ước hẹn đồng dạng. Đúng vậy a, hai người này cùng chúng ta lúc trước thật rất giống, một dạng thiên phú dị bẩm. Mí mắt hơi lắc một cái,
Hắc Nhiệm Chí Tôn ngốc một lát sau liền lấy lại tinh thần, không khỏi cười khẽ một tiếng nói, ha ha ha. Hai người này thật sự là thượng thiên phái tới thay thế hai người chúng ta người A, quả thực trong một cái mô hình khác đi ra. Thật sâu liếc hắn một cái, Bạch Mi Chí Tôn cũng là khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mặt vui vẻ. Xem ra Tây Châu ngày sau, sẽ không không người kế tục. Sở Khuynh Thành bọn người nhìn lấy đây hết thảy, cuối cùng minh bạch lúc trước Trác Phàm vì sao chậm chạp không chịu ra thần hồn nguyên nhân, nguyên lai cái này Diệp Lân thần hồn lại cùng hắn không khác nhau chút nào. Hơn nữa nhìn như thế, còn hơn. Tại thần hồn tranh tài, Trác Phàm thật là ngay từ đầu thì ở vào bẩm sinh thế yếu. Xa nhìn cái kia hai con thiên long hồn tuy nhiên lẫn nhau giằng co, nhưng rất rõ ràng, Diệp Lân bên này long hồn mạnh hơn một chút, đang từng bước đè ép Trác Phàm đầu kia cự long, Sở Khuynh Thành trong lòng liền ngăn không được lo lắng. Bên trong chiến trường, hai người thân thể cũng tại đối kháng với nhau, không mảy may lui. Diệp Lân ngửa đầu nhìn một chút Trác Phàm cái kia ngay tại từng bước lui lại long hồn, bất giác tà cười ra tiếng, đắc ý nói, ta đã sớm nói, liều long hồn, người càng không phải là đối thủ của ta. Vẻn vẹn là nguyên thủy hình thái, người cũng đã rơi vào hạ phong. Nếu là ta dùng lại ra long tổ truyền thụ chính tông nhất thần hồn dị biến lời nói, người đem không có chút nào thủ thắng cơ hội. Hừ, vậy nhưng chưa hẳn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Tiếp lấy xong đồng chừng một cái, hét lớn lên tiếng, dị biến, đại lực xích long vương. Vừa dứt lời, nhưng nghe một tiếng long ngâm tiếng vang, Trác Phàm đầu kia long hồn đúng là như lúc trước đồng dạng, mây ngũ sắc thu liếm, hồng mang nở rộ, từng mảnh lân giáp trở nên rộng lớn, dày như nham bản, kiên như tinh cương, một đôi răng nanh dài ra, nhất thời liền biến đến hung mãnh lên. Đuôi dài hất lên, đụng một tiếng liền đem Diệp Lân long hồn đánh bay ra ngoài. Diệp Lân thân thể chấn động, bị thần hồn chấn động hắn, cũng tại đồng thời bị Trác Phàm nhất quyền đánh bay ra ngoài, đúng là thân thể cùng thần hồn cùng một chỗ bị đối phương đánh lui. Thấy tình cảnh này, mà sách tông mọi người bất giác cùng nhau vui mừng hô ra tiếng, vây xem mọi người cũng là theo chân A quát lên, chỉ có chín tông đệ tử không có cái gì động tĩnh, một mực yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt vẫn như cũng nghiêm túc, cũng không có cái gì hỏa hoãn. Thái Thanh tông đệ tử càng là bình tĩnh tự nhiên. Tựa hồ đối với Diệp Lân một chiêu này thất bại mảy may xem thường giống như. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chỉ có chín tông cao thủ mới có thể nhìn ra, hai người giữ lẫn nhau phía dưới, Trác Phàm dẫn đầu sử xuất dị biến, thực đã tính toán rơi vào hạ phong. Phải biết, Diệp Lân long hồn dị biến còn không có xuất ra, chỉ có thể chứng minh, hắn chả không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Trác Phàm đồng dạng biết điểm này. Cho nên tại một chiêu đánh lui đối phương về sau, không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Cũng không phải là muốn thừa thắng xông lên, mà là muốn ép đối phương mau chóng xuất ra át chủ bài, nếu không mà nói, trước lộ ra bài hắn, ngược lại rơi vào bị động. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, Diệp Lân thân thể một mực sau bay lên, lại là không chút phật lòng, thì thào lên tiếng, đã ngươi muốn mở mang kiến thức một chút cái này chính tông nhất long hồn luyện hóa chi pháp. Vậy liền để ngươi thật tốt kiến thức một phen a, ha ha ha. Dị biến, phần thiên kim long vương. Trong mắt bỗng nhiên mở to, Diệp Lân trong mắt nhất thời tuôn ra một đạo ánh sáng điên cuồng, hét lớn lên tiếng. Chỉ một thoáng, Diệp Lân thân thể cùng hắn long hồn đồng thời dừng lại, nói ngọn lửa màu vàng từ cái này long hồn cái trán thoát ra, tiếp lấy giống như ly hỏa liệu nguyên giống như, cấp tốc tràn ngập toàn thân, cái kia bảy màu hà mang gặp phải cái này kim viêm lúc. Cấp tốc ẩn không tiến vào, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, cái kia bảy màu cự long đã là nhất thời hóa thành một đầu kim quang lập lòe, liệt diễm phần thân thần long. Đồng thời cái kia long chảo phía trên nanh vuốt, cũng không thấy hướng về phía trước bỗng nhiên lồi ra hơn hai lần, giống như một hàng hỏa diễm trường thương giống như, ở nơi đó từng chiếc đứng thẳng, tản ra sắc bén bạo ngược chi khí. Có thể tưởng tượng, nếu là bị một chảo này vồ xuống lời nói. Cho dù là thiên hạ cứng rắn nhất chi vật, cũng phải bị cầm ra một hàng lỗ thủng không thể. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm lúc này dừng lại, chăm chú nhìn đầu kia kim long, do dự không tiến. Còn chưa phụ cận hắn, chỉ là xa xa nhìn qua cái kia khổng lồ thân rồng, còn có cái kia nóng rực hỏa diễm, cuồn cuộn sóng nhiệt quét trước người, liền đã có một loại sắp hơ cho khô cảm giác. Tâm xuống hoàn toàn minh bạch cái này dị biến kim long lợi hại, nhưng là tại suy nghĩ một lát sau. Trác Phàm vẫn là trong mắt ngưng tụ,
tâm niệm nhất động, để đại lực Xích Long Vương thẳng tiến không lùi tiến lên. Bất kể như thế nào, biết người biết ta trọng yếu nhất, vô luận như thế nào trước muốn tra rõ đối phương hư thực mới được. Tựa hồ hoàn toàn xem thấu Trác Phàm tâm tư, Diệp Lân khóe miệng nhếch lên một vệt tà dị tiếu dung, lại là mảy may xem thường, cười to liên tục, ngươi muốn mở mang kiến thức một chút ta cái này phần Thiên Kim Long Vương thực lực, vậy liền như ngươi mong muốn tốt, dù sao ngươi đối mặt cái này thuần chính nhất Thiên Long hồn thần uy, cũng không thể tránh được, ha ha ha. Giống, phảng phất là đáp lại Diệp Lân kêu gào giống như, đầu kia Kim Long hét dài một tiếng, cũng là mang theo mãnh liệt lệ khí hung hăng hướng Xích Long Vương phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, hai đầu cự long liền lần nữa va vào nhau. Chỉ là lần này, lại không như lúc trước như thế nhất chiến tức cách, mà chính là như sinh tử vật lộn giống như, hung hăng quấn quýt lấy nhau. Mà cái này, cũng để cho Trác Phàm rơi vào cuộc đời lớn nhất thời khắc nguy cơ. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, đại lực Xích Long Vương lấy lực vi tôn, long đuôi hất lên, nhất thời đánh vào cái kia kim trên thân rồng, liền muốn đưa nó đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia kim long long chảo lại là bỗng nhiên một chảo, lại Trác Phàm cái kia không thể tin trong ánh mắt, hung hăng đập nhập Xích Long Vương trong thân thể. Nóng rực hỏa diễm nhất thời điên cuồng tràn vào, làm cho Xích Long Vương thân thể chấn động, thống khổ kêu gào lên, to lớn thân rồng càng là ngăn không được liên tục run rẩy. Trác Phàm cũng là sắc mặt một đỏ, trong đầu đột nhiên một trận đau đớn, phốc một tiếng, lại là một miệng nóng rực máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch xuống tới. Ha ha ha, Trác Phàm, người thấy a, so long hồn thần uy, ngươi thua càng nhanh, vẫn là nhanh chóng đầu hàng đi, không phải vậy lời nói. Kim Long Vương nguyên bản muốn bị đánh bay thân thể, bởi vì nhất chảo bắt đến Xích Long Vương trên thân mà dừng lại. Ngay sau đó, cái kia Kim Long Vương nhất thời thân thể bãi xuống, toàn bộ cự long thân thể liền quấn lên cái kia Xích Long Vương, khiến động một cái cũng không thể động. Vô luận như thế nào vung chuyển động thân thể, đều thoát khỏi không cái này kim long chiến đấu. Mà lại, cái kia cuồn cuộn kim viêm không ngừng mà thiêu nướng Xích Long thân thể, làm cho nó một trận gào rú liên tục. Nếu không phải trên người có tầng kia hồng mang làm hộ cháo lời nói, chỉ sợ nó hiện tại đã bị thiêu một cọng lông đều không có. Nhưng là dù vậy, cái kia Xích Long Vương cũng là ngăn không được co rút kêu gào, tựa hồ tương đương thống khổ bộ dáng. Trác Phàm thân là long hồn chi chủ, cũng là thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, trên ót hoàn toàn đã bị mồ hôi lạnh phủ đầy. Diệp Lân xa nghiêng nhìn Trác Phàm, không khỏi cười to mà ra, lộ ra nụ cười đắc ý, rõ ràng, ngươi long hồn tuyệt không phải đối thủ của ta, nếu là ngươi lại không đầu hàng lời nói, chỉ sợ sẽ là thần hồn câu diệt hạ tràng. Nói, Diệp Lân tâm niệm nhất động, đầu kia kim long dường như được đến chỉ lệnh đồng dạng, long hé miệng. Lần nữa đối với cái kia Xích Long Vương phun ra ngập trời liệt diễm, thẳng đem cái kia Xích Long Vương thiêu một trận nhe răng trợn mắt, thống khổ không chịu nổi. Trác Phàm cũng là toàn thân run rẩy không ngừng, song quyền nắm chặt, lại là cắn chặt hàm răng, không ra một lời, chỉ là cặp kia lãnh mâu bên trong, lại là hiện ra thật sâu bất khuất chi sắc. Người khác gặp, bất giác tất cả đều trong lòng cùng nhau siết chặt, bất đắc dĩ thở dài. Ai, cái này thần hồn chiến còn không bằng vật lộn. Ngay từ đầu thì bị người ta chế trụ. Quả nhiên, tiểu tử này cũng biết cái này thần hồn chiến là hắn xương sườn mềm, không thể liều mạng, cho nên mới tại vật lộn phía trên đem hết toàn lực. Đến mức tại thần hồn trước khi chiến đấu, hắn chả nếm thử một lần cuối cùng vật lộn, nhưng cũng tiếc mảy may chiếm không lên phong. Không có cách nào, kiên trì, mang một khỏa bất khuất chi tâm, hắn vẫn là bắt đầu cái này thần hồn chiến. Bất quá thực lực cũng là thực lực. Cái này thần hồn chiến quả nhiên vẫn là không đấu lại a. Không, không phải không đấu lại, mà chính là liền liều tư cách cũng không có, cũng làm người ta cho triệt để áp chế. Cái này Trác Phàm, đã lại không có bất cứ cơ hội nào lật bàn. Tất cả mọi người cho rằng Trác Phàm thua định, liền Trác Phàm long hồn đều bị người ta vững vàng nắm ở trong tay, có thể không thua sao. Chỉ có Sở Khuynh Thành, một mực song quyền nắm thật chặt, trong mắt còn mang theo hy vọng chi sắc. Khuynh Thành tỷ, kết quả đã định, cái kia Diệp Lân quá mạnh, cao. Ách, hắn, thua, Đan Nhi nhìn về phía Sở Khuynh Thành căng cứng thân thể, bất giác muốn mở lời an ủi. Nhưng là Sở Khuynh Thành lại là một mực kiên định ánh mắt, chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, nói năng có khí phách nói, ta biết hắn trận chiến này không có chút tự tin nào, nhưng là chỉ cần chính hắn không có mở miệng nhận thua, ta thì tin tưởng hắn sẽ thắng, nhất định.
trong lòng bất giác run lên, chúng nữ thật sâu nhìn về phía Sở Khuynh Thành, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng ai thán, đây chính là mù quáng tín nhiệm đi. Hai vị chí tôn thấy tình cảnh này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Diệp Lân phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Kẻ này đến tột cùng là từ đầu tới, đối thiên long hồn luyện hóa chi đạo thế mà lĩnh hội đến sâu như thế. Vốn là chúng ta coi là Trác Phàm đã đem thiên long hồn luyện hóa đến đại thành, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Diệp Lân thiên long hồn vậy mà mạnh hơn, thật sự là. Liền hai người chúng ta lĩnh hội nhiều năm, chỉ sợ đều có chỗ không bằng đi. Hắc Nhiêm Chí Tôn ánh mắt giật mình lo lắng, thật dài nhẹ nhõm, kinh dị nói. Bạch Mi Chí Tôn nghe đến, cũng là khẽ vuốt cằm, biểu thị tán đồng, không sai, không thể buông tha, dũng giả thắng, huống chi là hai con thiên long hồn. Diệp Lân cái này con thiên long hồn, tựa hồ thì là dựa theo thiên long hồn mạnh nhất tư thái luyện hóa, ta thực sự khó có thể tưởng tượng, thiên long hồn như thế nào lĩnh hội luyện hóa, còn có thể vượt qua đầu này uy năng đi. Ai? Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta hai cái đều lão a. Bạch Mi Chí Tôn cảm thán liên tục, Hắc Nhiêm Chí Tôn liếc hắn một cái, cũng là khẽ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt thật sâu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, tiếp lấy thở dài một tiếng, đứng dậy, nhìn về phía cái kia bình phán trưởng lão nói, Diệp Lân thắng, để bọn hắn trở về đi. Thân thể nhìn không được chấn động, bình phán trưởng lão một mặt không thể tin nhìn về phía hai vị Chí Tôn phương hướng, còn cho là mình ngẫy ngáng. Nghe lầm đây. Bao nhiêu lần song long hội, hai vị chí tôn đều là làm một người đứng xem, bảo trì lớn nhất công chính công bình, theo không tham dự các tông đệ tử ở giữa đối chiến, hết thảy đều theo quy củ tới. Nhưng là bây giờ, thời gian còn chưa tới, thậm chí thời gian còn sớm cực kỳ, hai vị chí tôn vậy mà liền phải kết thúc đối chiến, tuyên bố thắng bại, đây chính là mấy ngàn năm qua này đầu một lần a. Trong lúc nhất thời, cái kia bình phán trưởng lão cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, một mặt mê mang bộ dáng. Chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, Hắc Nhiêm Chí Tôn bất giác thở dài một tiếng, thản nhiên nói, thắng bại đã rất rõ ràng, chẳng lẽ còn thật để bọn hắn náo chết người sao? Lần này, bình phán trưởng lão tính toán là hoàn toàn kịp phản ứng, thật sâu nhìn một chút tiểu sơn cốc chỗ đó, trong lòng nhất thời không sai hết thảy. Nguyên lai hai vị Chí Tôn là sợ cái kia Trác Phàm bị tổn thương. Cho nên tự mình mở miệng cứu hắn nhất mệnh, đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt a. Phải biết, ở trong mắt cấp trên, nhân mạng như cỏ rác. Song long hội phía trên chết người còn thiếu à, cũng không gặp hai vị chí tôn mở miệng cầu tình, duy chỉ có cái này Trác Phàm. Ai, xem ra kẻ này ngày sau sẽ là hai vị chí tôn sủng ái đệ tử a, thật sự là phúc lớn bằng trời cái nào. Trong lòng bất giác khẽ cười một tiếng, bình phán trưởng lão hướng song tôn xa xa cúi đầu. Tiếp lấy liền cho cái kia hai cái giữ cửa trưởng lão nháy mắt, hắng giọng, chuẩn bị ngăn lại bọn họ, tuyên bố thắng bại. Thế mà, ngay tại lúc này, hai vị giữ cửa trưởng lão còn không có mở ra kết giới thông đạo, bình phán trưởng lão cũng chưa kịp mở miệng trước, một đạo quỷ dị tà tiếu lại là bỗng dưng từ núi nhỏ kia trong cốc truyền ra, chui vào tất cả mọi người trong tai, khiến người ta nhịn không được thân thể lắc một cái, trong lòng có chút run rẩy cảm giác. Phảng phất là trong đêm tối ác quỷ gõ cửa đồng dạng, âm u mà đáng sợ. Khặc khặc khặc, tiểu tử thúi, cuồng vọng cũng phải có cái độ, để lão tử hướng ngươi đầu hàng. Hừ, ngươi còn chưa xứng. Một tiếng âm trầm tiếng cười phát ra, Trác Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ một bộ suy yếu chi tướng, nhưng là trong hai con ngươi dĩ nhiên đã đổi một bộ thần quang, không có lúc trước ngưng trọng cùng lo lắng, mà chính là trần trụi điên cuồng. Nếu như người phần thiên kim Long Vương chỉ có điểm ấy trình độ lời nói, như vậy xin lỗi, là lão tử thắng. Dị biến, thôn thiên ma Long Vương. Đột nhiên, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, bỗng nhiên hô to lên tiếng. Tất cả mọi người, thậm chí là Diệp Lân đều không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra trước, Trác Phàm đầu kia Long Hồn lại là lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Ngay sau đó, đỏ thẫm ánh sáng dần dần biến mất, xích Long Vương to lớn song đồng khép lại. Dường như ngủ say giống như, theo cái kia hồng mang dần dần biến mất. Chờ cái kia cự long lần nữa mở ra mắt rồng về sau, lại là đã biến thành đen kịt một màu chi sắc. Mà lại lúc trước xích long vương cái kia cuồng bạo bạo ngược thần quang, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là âm trầm cùng tàn nhẫn. Đen nhánh trong hai con ngươi, dường như tràn ngập vô tận thôn phệ. Đồng thời, cái kia cự trên thân rồng cũng bắt đầu nhiễm lên thuần túy nhất màu đen kịt, chỉ là trong chớp mắt.
liền trong nháy mắt hóa thành một đầu đen nhánh hàng dài, giữ yên lặng, lại là tản ra cực kỳ khí tức nguy hiểm. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Diệp Lân nhất thời giật nảy cả mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Rõ ràng còn là đầu kia long hồn, làm sao nhan sắc chợt thì biến, thậm chí ngay cả khí chất đều biến, dường như đổi một đầu thần hồn một dạng. Hai vị chí tôn gặp này, cũng là nhịn không được giật mình, trong lòng kinh hãi không thôi. Theo lý thuyết, thần hồn dị biến cùng mình tu luyện công pháp cùng đạo thống có quan hệ, một khi cùng tự thân đặc tính kết hợp, liền sẽ không lại biến động, làm sao có thể một hơi xuất hiện hai loại hoàn toàn ngược lại dị biến. Một loại tàn bạo hung ác, quang minh chính đại, một loại khác lại là âm ngoan độc ác, dường như giấu tại trong bóng tối sát thủ. Quan trọng hai loại dị biến, vậy mà tại cùng một con thần hồn phía trên xuất hiện, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Song tôn thề, bọn họ sống cả một đời, đều chưa thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Không chỉ là bọn hắn, liền xem như tự mình chỉ điểm qua Trác Phàm Đan Thanh Sinh, lúc này tránh ở một bên cũng là trong nháy mắt ngây người. Trong miệng tự lẩm bẩm, đây chính là tiểu gia hỏa kia ngộ đến tránh thức thần hồn dị biến chi pháp a, thực sự quá mẹ hắn quỷ dị a, quả thực thì giống như hắn, đều biến thái như vậy. Lại nói khác công pháp đến tột cùng là cái quái gì, lại có mấy loại đạo thống a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc không thôi, liền cái kia bình phán trưởng lão cùng hai cái giữ cửa trưởng lão, đều nhất thời quên chính mình nhiệm vụ. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm không để ý đến người khác cái nhìn, chỉ là tiếng cười gian nói, chỗ có tình báo đều sưu tập hoàn toàn, hiện tại. Phản kích bắt đầu. Vừa dứt lời, giống một tiếng kinh thiên giống to liền đột nhiên từ cái này hắc long trong miệng phát ra, tiếp lấy khiến cho mọi người, thậm chí là cái kia Diệp Lân đều dùng mình sự tình phát sinh. Đầu kia hắc long vậy mà cái đuôi cuốn một cái, hoàn toàn không sợ kim viêm thần uy, nhất thời đảo ngược, quấn lên cái kia kim long thân thể. Lại sau đó, miệng há ra, một miệng thì cắn lấy kim trên thân rồng, cho nên tại cái kia kim long nhìn không được gào rú liên tục, kêu lên thảm thiết. Diệp Lân chợt cảm thấy trong đầu đau xót, biết long hồn bị hao tổn, bất giác quính lên, vội vàng khiến kim viêm như sơn hà như vỡ đê chạy dũng mãnh tiến ra, thiêu đốt đầu kia hắc long. Thế nhưng là cái kia hắc long lại là như chủ nhân hắn Trác Phàm giống như, quỷ dị rất, lại không sợ chút nào vậy ngay cả đại lực xích long vương đều ứng phó không được kim viêm thần uy. Toàn thân cao thấp màu đen khí thể một trận lưu chuyển, cái kia cuồn cuộn kim viêm liền trong nháy mắt bị cái kia hắc long hút nhập thể nội, biến mất trong nháy mắt không thấy. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, lần này đến phiên luôn luôn kiệt ngao Diệp Lân giật nảy cả mình. Cái này, làm sao có thể, đây chính là long tổ phần thiên kim viêm a. Thế nhưng là sự thật cũng là như thế, Trác Phàm lấy cửu U Ma đế chí cường công pháp, thiên ma đại hóa quyết luyện hóa ra đầu thứ hai dị biến thiên long hồn. Thôn thiên ma long vương, chính là trên đời hết thảy sự vật cũng có thể thôn phệ tồn tại. Gặp phải dạng này long hồn, Diệp Lân cái kia phần thiên kim long vương phần thiên kim viêm, thế nhưng là nửa phần uy hiếp lực đều không có. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, cái này, là kỳ lân thần thông sao? Ha ha ha, ngươi cho là thế nào? Bất giác thản nhiên cười. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta đã sớm nói, chúng ta chung quy là người, thánh thú ở giữa dài ngắn so sánh, đối với chúng ta không là tuyệt đối hữu dụng. Người bây giờ còn cho rằng, tại thần hồn tranh tài nhất định có thể thắng lão tử sao? Mí mắt hơi hơi run run, Diệp Lân sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, thì thào lên tiếng, nhìn tới. Là ta xem nhẹ ngươi, ngươi còn thật tại chính mình thần hồn phía trên phía dưới không ít thời gian. Đã như vậy, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là thuần chính nhất thiên long hồn đi. Vừa dứt lời, Diệp Lân cấp tốc kết động khởi ấn quyết đến, hai con ngươi bên trong, kim viêm chớp động. Long thậm chí mạnh chí cương chi vật, người cái kia ma long vương tuy nhiên quỷ dị, có thể khắc ta kim viêm, nhưng là quá âm hang ngầm. Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, một đầu tránh thức cự long nên có tư thái. Hét lớn một tiếng, Diệp Lân trên tay ấn quyết đã là kết động hoàn tất. Thể hiện ra người bạo ngược a, phần thiên kim long vương, kim lân lóe. Giống. Một tiếng bá khí trường ngâm ngửa mặt lên trời gào thét mà ra, cái kia kim long vương toàn thân cao thấp bỗng dưng tản mát ra lóa mắt ánh vàng, thân thể chấn động, liền đem ma long vương long miệng cho bắn ra. Đón lấy, nhưng gặp cái kia ma long vương còn chưa kịp lại nhào tới cắn xé,
Kim Long Vương toàn thân cao thấp long lân đúng là khối khối thẳng đứng lên, giống như từng mảnh nhỏ bé như lưỡi đao, thẳng tắp đối lên Ma Long Vương thân thể, mặt trên còn có nóng rực kim viêm đang không ngừng thiêu đốt, phát ra xì xì bạo hưởng, phảng phất có loại muốn đem bầu trời nổ tung đồng dạng cảm giác. Trong mắt nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì, nhưng là trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, sau đó không nói hai lời, dựa vào nhiều năm chinh chiến trực giác, vội vàng tâm niệm nhất động, để Ma Long Vương thối lui. Thế nhưng là đã muộn, Ma Long Vương còn chưa kịp rời đi cái kia Kim Long trước người, hắn trên thân Kim Lân đã là như hạt mưa cùng nhau hướng cái kia Ma Long Vương bắn tới, nóng rực kim viêm long vảy đâm vào Ma Long Vương thể nội, Ma Long Vương còn đến không kịp đưa chúng nó luyện hóa thôn phệ, những cái kia Kim Lân liền đã ầm ầm không sai nổ tung lên. Mãnh liệt sóng xung kích, xen lẫn kim viêm nóng rực đốt cháy, làm cho Ma Long Vương toàn thân cao thấp tứ phía nở hoa, đau nhập nội tâm đau đớn làm đến hắn ngăn không được co rút lên, toàn thân run rẩy không thôi. Trác Phàm cảm động lây, trong đầu cũng là một trận nhói nhói, da mặt nhịn không được hung hăng co rúm lên. Thấy tình cảnh này, Diệp Lân bất giác cười lạnh, lần nữa chỉ huy cái kia Kim Long Vương trong nháy mắt thoát ly Ma Long Vương dây dưa, sau đó sắc bén nanh vuốt tại Ma Long Vương to lớn đầu lâu phía trên, hung hăng tay năm tay 10, mãnh liệt quất lên. Từng đạo đen nhánh khí thể theo Ma Long Vương trên thân tiêu tán mà ra, tiêu tán ở không trung, Ma Long Vương chỉ có thể ở từng đạo vang vọng tất cả mọi người bên tai trong ầm ầm nổ vang, bị cái kia đốt kim viêm lợi chảo hung hăng quất cái đầu, lại không có chút nào lực phản kích. Khóe miệng một phát, Diệp Lân nhìn cái kia Kim Long Vương quất Ma Long Vương thời điểm, dường như giống như là tại quất Trác Phàm mặt giống như, bất giác sủi cười ra tiếng, ha ha ha. Coi như người cái này Ma Long Vương năng khắc ta kim viêm lại như thế nào, một con rồng hồn nên có cương mãnh người lại bỏ rơi. Người cái này cầm hắn lung ta lung tung lực lượng luyện hóa đi ra long hồn, ở đâu là ta thuần chính nhất long hồn đối thủ. Luận thực lực tổng hợp, ta cái này phần thiên kim Long Vương mới là hoàn mỹ nhất. Thần hồn chiến, người cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Lân trong mắt chớp động lên ngông cuồng chi sắc, cười to liên tục. Vây xem mọi người nhìn thấy Trác Phàm vừa mới có một tia chuyển thắng cơ hội, lại là trong chớp mắt lại bị đối phương áp chế, mới vừa giấy lên một tia ngọn lửa hy vọng, bất giác lại đạm mạc đi xuống. Song Long Chí Tôn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên bọn họ cũng kinh dị tại Trác Phàm cái này một hồn song luyện chi pháp, nhưng không thể không nói, Diệp Lân cái kia long hồn tập hợp lực lượng cùng viêm lực đều xem trọng, lại là quá hoàn mỹ, không chỗ thiếu hụt nào. Trác Phàm xích Long Vương cùng Ma Long Vương, mỗi đầu long hồn đều có thể khắc hắn một cái sở trường, nhưng cũng tiếc cái này hai đầu long hồn tự thân khiếm khuyết cũng không ít, rất dễ dàng thì bị người ta bắt lấy sơ hở công phá, lại là căn bản không cách nào đánh bại đối phương, trừ phi. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, song tôn liếc nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, tựa hồ cũng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng rất nhanh liền lại lắc đầu, phủ định. Ai, loại chuyện đó làm sao có thể làm được, một hồn song luyện đã là đáng quý. Lại làm sao có thể đem hai loại hỗn tạp năng lượng? Huống chi, nhìn bộ dạng này tựa hồ đạo thống cũng khác biệt, căn bản không có khả năng. Xem ra cho đến trước mắt, Trác Phàm tuy nhiên đã dốc hết toàn lực, nhưng không thể không nói, thắng bại đã định. Nếu như hai đầu long hồn có thể hợp hai làm một lời nói. Kiếm thần tông vị trí, Tạ Thiên Thương tựa hồ cũng nghĩ đến cái này khả năng, thì thào lên tiếng. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra. Một bên Ôn Đào cũng đã lắc đầu, quả quyết phủ quyết, cái này là không thể nào, tuy nhiên cái kia Ma Long Vương là chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, đó là cực âm chi lực. Âm vì nhu, tài đức vẹn toàn, cho nên mới có thể khắc chế cái kia kim viêm, liền theo chúng ta nhu tình kiếm ý đồng dạng. Bất quá cái kia xích Long Vương chính là chí cương chí mãnh, âm dương tương sinh, lại âm dương tương khắc. Nếu là hai đầu Long Hồn lực lượng hợp nhất, hoặc là âm dương dung hợp, hóa thành phàm vật, vậy thì cái gì lực lượng đều không có. Hoặc là âm dương tương khắc, lẫn nhau xung đột, còn chưa đả thương địch thủ, phản thương tổn chính mình, được trả bằng mất. Cho nên Trác huynh có thể lấy một con rồng hồn, luyện hóa ra nhất âm nhất dương hai loại hoàn toàn ngược lại long hồn, đã là đáng quý. Muốn đem cái này hai đầu long hồn lực lượng hợp nhất, bổ sung không đủ, lại là tuyệt đối không thể nào. Mà lại, cho dù hắn thật làm đến, cũng chưa hẳn là cái kia Diệp Lân đối thủ, bởi vì nó còn có một cái không đủ. Còn có một cái, lông mày nhíu lại, Tạ Thiên Thương ngạc nhiên nói. Đạm mạc gật đầu,
Ôn Đào một mặt nghiêm túc, không sai, cái kia chính là long bạo ngược. Long thậm chí vừa chí cường không sai, nhưng Diệp Lân long hồn chính là viêm long, viêm chính là bạo liệt thái độ, cho nên một khi công kích, như cuồng phong bạo vũ. Mà Trác huynh long hồn, vô luận là Xích Long Vương vẫn là Ma Long Vương, đều thiếu cái này một đặc tính. Đã định trước tại công kích lực phía trên, sẽ có chút không đủ. Mà tại phòng ngự phía trên, cũng rất khó bảo vệ tốt cái này một đặc tính công kích, giống cái kia kim lân lóe. Thế mà, chính làm hắn nhóm nghiên cứu thảo luận lấy đây hết thảy lúc, một tiếng giống to đã là nhất thời theo núi nhỏ kia trong cốc truyền ra, mọi người khẽ giật mình, lần nữa định thần nhìn lại, lại chỉ thấy Trác Phàm long hồn lần nữa biến thành Xích Long Vương, hai chảo vung lên, phốc một tiếng, liền ngăn lại cái kia kim long vương tay năm tay 10, tiếp lấy một tiếng gầm thét, nhất chảo hung hăng hướng cái kia kim sắc đầu đập tới. Đụng một tiếng vang thật lớn, liền đem cái kia kim long vương toàn bộ thân thể nện bay ra ngoài. Đại lực Xích Long Vương, thần lực vô địch, cho dù là cái kia kim long vương cũng khó có thể về mặt sức mạnh cùng chống lại. Luận đến chí cương chi lực, Xích Long Vương mới là hoàn toàn xứng đáng long hồn đệ nhất. Nhìn thấy cái này, xem chiến trường bên trong mọi người bất giác lần nữa hô to lên, hưng phấn không thôi, coi là Trác Phàm sử dụng hai đầu long hồn chuyển hóa, lập tức liền muốn lật bàn. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia một mực sau bay kim long vương lại là bỗng dưng chỉ trệ thân thể, sau đó long đuôi hất lên, như mưa rơi lộn xộn kim lân lần nữa hướng Xích Long Vương chỗ đó đánh tới. Giống như sao băng nện xuống đồng dạng, Xích Long Vương vội vàng long đuôi hất lên, đem đầu bảo hộ ở bên trong, tiếp lấy liền nghe ầm ầm tiếng nổ vang bên trong, Xích Long Vương tại từng tiếng rú thảm dưới, trên thân lân giáp nhất thời bị cái kia nóng rực nổ tung, nổ sụp đổ. Cuồn cuộn linh khí ngăn không được hướng không trung phiêu tán, trên thân hồng mang cũng ảm đạm rất nhiều. Trong lòng bất giác run lên, Tạ Thiên Thương rốt cuộc minh bạch Ôn Đào trong miệng sở thuyết bạo ngược chi ý, nguyên lai Trác Phàm cái này hai đầu long hồn, vô luận là cái gì một đầu, cũng đỡ không nổi Diệp Lân cái này kim long vương tinh vảy lóe. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, Trác Phàm hai đầu long hồn vô luận như thế nào chuyển đổi, đều là không có bất kỳ cái gì chứng dùng, vẫn như cũ là bị động bị đánh cục diện. Điểm này, tại chỗ rất nhiều cao thủ đều đã chú ý tới, nhưng là cũng chỉ có tại thời khắc này, tại chỗ tất cả người xem mới đều phát giác, cho dù Trác Phàm có hai đầu long hồn, cũng vẫn không có cải biến bị động bị đánh cục diện. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn cũng không có cách nào thở dài, thất lạc đến lắc đầu, song tôn càng là bị cái kia bình phán trưởng lão ba người đưa cái ánh mắt, chuẩn bị tùy thời kết thúc trận này đối chiến. Thân thể nhỏ khẽ run run. Trác Phàm khóe miệng lần nữa chảy ra một tia đỏ tươi, lại là cũng không thèm để ý, chỉ là tâm niệm nhất động, để đại lực Xích Long Vương lại một lần chuyển hóa làm thôn thiên ma Long Vương, đen nhánh khí thể đem trên thân còn sót lại kim viêm toàn bộ hấp thu hết, trong bụng mới thầm nghĩ, xem ra chỉ xuất hai loại long hồn hình thái, vẫn là không làm gì được hắn a. Trác Phàm, người đã cùng đường mặt lộ, hai đầu dị biến long hồn hình thái, cũng đỡ không nổi ta kim Long Vương. Hỗn tạp cũng là hỗn tạp. Làm sao có thể là ta cái này thuần chủng long hồn đối thủ, ha ha ha. Diệp Lân vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy kiệt ngao chi sắc, đầu kia kim long cũng là vẫy vẫy long đuôi, một mặt khinh miệt nhìn về phía đối diện đầu kia hắc long. Dường như một cái hoàng thất con cháu đang nhìn dân đen một dạng, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm không chịu nổi như thế đắc chí người. Riêng là dám ở trước mặt hắn đắc chí, sau đó sờ mũi một cái, lạnh lùng lên tiếng nói, thằng nhãi con, chớ trang bức gặp sét đánh. Không đến cuối cùng một bước, người nào cũng không thể cam đoan thắng bại họa phúc. Há, người còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng, hừ hừ, chỉ có thể là tự tìm khổ ăn mà thôi. Sự tình nói rõ trước, ta ra tay không có nặng nhẹ, đến lúc đó đừng trách ta đem ngươi thần hồn đánh tan. Hắc hắc hắc, cũng vậy. Lão tử muốn phát điên lên, cũng không quản được chính mình. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm lúc này sủi cười ra tiếng. Sắc mặt bất giác lạnh lẽo, Diệp Lân trầm mặt nói, người đây là mắng ta người điên đi. Hừ, cái kia hãy đợi đấy, xem ai trước bị ép điên. Ta cái này phần thiên kim viêm danh xưng phần thiên, thế nhưng là đủ để đem bầu trời thiêu sụp đổ xuống. Không nghe lão nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Người muốn phần thiên. Vậy ta liền đem bầu trời nhô lên, không cho nó sụp đổ, ha ha ha. Trác Phàm khoan thai khẽ cười một tiếng, khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong.
Mi đầu nhịn không được lắc một cái, Diệp Lân trong lòng cảm thấy có chút quái dị, làm sao tiểu tử này hai đầu long hồn hình thái đều không có tác dụng gì, tính toán hết hiệu lực, còn có thể như thế khí định thần nhàn đâu. Có điều rất nhanh, hắn liền không để ý tới lại suy nghĩ cái này cổ quái, bởi vì Trác Phàm đầu kia long hồn đã là lần nữa hóa thành đại lực xích long vương, sôi trào mãnh liệt hướng hắn nơi này vọt tới. Cười lạnh, Diệp Lân từ chối cho ý kiến, mỉa mai lên tiếng, hừ hừ, bại tướng dưới tay, còn dám tiến lên. Lần này ta để ngươi mặc kệ như thế nào chuyển đổi long hồn, đều là tới đi không được, Kim Lân lóe. Vừa dứt lời, cái kia Kim Long Vương toàn thân cao thấp lần nữa nói đạo long vảy dựng thẳng lên, như hạt mưa cùng nhau bắn về phía cái kia Xích Long Vương trên thân. Thế nhưng là lần này, Xích Long Vương lại là không trốn không né, hung hãn không sợ chết xông đi lên, trên thân cũng không có hắc khí chảy ra, rất rõ ràng không có đổi thành Ma Long Vương dự định. Mọi người gặp này, bất giác đều là sững sờ, chẳng lẽ Trác Phàm định dùng cái này Xích Long Vương ngạnh kháng Diệp Lân Kim Lân lóe à? Đây không phải là thuần túy muốn đòn phải không? Người đối chiêu này, lại không có chút nào ứng đối biện pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh, ngay tại cái kia Xích Long Vương sẽ phải cùng những cái kia nóng rực hỏa diễm lân phiến tiếp xúc lúc, trên thân hồng mang lại là bỗng dưng tiêu tán không thấy, liền thân hình đều biến đến có chút mờ đi. Sau một khắc, hô một tiếng vang trầm phát ra. Cái kia cự trên thân rồng vậy mà bỗng nhiên giấy lên thanh sắc liệt diễm, chỉ là trong chớp mắt liền đốt phía trên toàn bộ thân hình, hóa thành một đầu thanh sắc hỏa long xông về phía trước. Long hồn dị biến, kình thiên thanh long vương, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, ấn quyết trong tay kết xong, hét lớn lên tiếng. Cái gì, lại mẹ hắn biến? Mọi người gặp này, bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới, Trác Phàm có thể một hồn song luyện đã thật không thể tin. Bây giờ lại xuất hiện long hồn loại thứ ba hình thái tới. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người, thậm chí là hai vị chí tôn, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong lòng ào ào hồ nghi, tiểu tử này đạo thống hoặc công pháp đến tột cùng là lai lịch thế nào, vậy mà có thể chống đỡ thần hồn tam biến. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Trác Phàm công pháp thiên ma đại hóa quyết vốn là muốn hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, cái kia thanh viêm càng là điều hòa âm dương. Dung nạp vạn vật gốc rễ hình dáng, cùng hắn các loại năng lượng đạo thống đều không xung đột, hóa vì tất cả. Cho nên Trác Phàm đừng nói thần hồn tam biến, coi như thần hồn bách biến cũng có cái này khả năng. Mà không giống Diệp Lân, đến Long Tổ truyền thừa, tất yếu ngưng tụ phần thiên kim Long Vương, hắn dị biến liền sẽ không hợp nhau. Ôn đào thần hồn là nhu tình kiếm, chính là trong nhu có cương, cương nhu hòa hợp thái độ, muốn để hắn thanh kiếm hồn biến thành quyết đoán thuần cương mãnh hình thái. Lại là cùng hắn đạo thống không hợp, không cách nào đạt đến. Chính là bởi vì Trác Phàm công pháp và hắn chỗ đi ra thống, là đến từ cửu U Ma đế hải nạp bách xuyên, mới khiến cho hắn có thể tiếp nhận nhiều như vậy cao nhân truyền thừa về sau, vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió, không có cảm thấy xung đột chỗ. Bất quá điều này cũng làm cho hắn tại một chỗ đạo thống bên trong không cách nào qua thật sâu cứu, tựa như hắn trước kia suy nghĩ như thế, Diệp Lân cùng người khác tại đại đạo tìm kiếm phía trên. Thắng ở chiều sâu phía trên, hắn lại là ở lúc chiều rộng phía trên. Thì giống bây giờ trận này đối chiến một dạng, đối thánh thú truyền thừa vận dụng, không có người so Diệp Lân càng thuận buồm xuôi gió. Đều là thánh thú truyền thừa dị biến, cũng không phải là đại lực Xích Long Vương thật so ra kém phần thiên kim Long Vương, mà chính là Trác Phàm đối kỳ lân chi lực lĩnh hội không đủ, không phát huy ra đại lực Xích Long Vương thực lực chân chính. Nhưng tương đối, Trác Phàm có thể thông qua đối thần hồn chuyển biến. Để đền bù mỗi người tàn khuyết. Thì giống bây giờ, muốn để cái này bạo ngược lửa to thế công đình trệ xuống tới, thì tất yếu tế ra điều này có thể điều hòa thiên địa vạn vật âm dương kình thiên thanh long vương không thể. Giống. Một tiếng ngửa mặt lên trời tê minh, cái kia thanh long vương đối mặt đến hàng vạn mà tính kim viêm lân giáp vào tới, lại là không sợ chút nào, cứ như vậy hứng thú bừng bừng nghênh đón. Vây xem mọi người nhìn thấy, bất giác cùng nhau trong mắt co rụt lại, trong lòng một trận lo lắng. Lo lắng cái này thanh long cùng lúc trước cái kia hai đầu long hồn một dạng, sẽ bị cái này kim lân nổ tung, nổ sụp đổ, không hề có lực hoàn thủ, mười phần thê thảm. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến hai người này tránh thức va vào nhau thời điểm, lại là không khỏi tất cả đều sửng sốt. Chỉ thấy cái này lớp vảy màu vàng óng bỗng dưng bắn vào cái kia thanh long vương từ thanh viêm tạo thành trong thân thể, sau đó ầm vang nổ tung, ngọn lửa màu vàng mãnh liệt bộc phát ra.
phát ra nóng rực kim quang, lại là trong chớp mắt lại bị cái này thanh viêm bao trùm đi vào, tiếp lấy ngọn lửa màu vàng phía trên bạo lệ chi khí đột nhiên tiêu tán, đúng là cũng hóa thành thanh sắc diễm hỏa, dung nhập cái này thanh long vương trong thân thể. Kết quả là, mọi người liền gặp như mưa rông gió bão kim lân hết sức nện vào thanh long thể nội, không ngừng nổ tung, lại là lại biến thành thanh viêm chữa trị nổ vết, trong chốc lát, cái kia thanh long chẳng những không có một tia uể oải cảm giác, ngược lại trên thân thanh viêm càng thêm mạnh mẽ thiêu đốt. Mà đầu kia thanh long, cũng là ngửa đầu giống to một tiếng, dường như đối cái kia kim long chế diễu giống như, chậm chậm tiếp tục hướng phía trước phóng đi, không có chút nào nửa phần cản trở. Đây chẳng lẽ là, kình thiên côn bằng hỗn độn thanh viêm? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Diệp Lân không khỏi giật nảy cả mình, thì thào lên tiếng, nghe sư phụ nói, hỗn độn sơ khai, ngũ đại thánh thú, chỉ có hai người trưởng quản thiên địa thần hỏa. Một người là hắn phần thiên long tổ, trưởng thiên địa vũ lửa, phần thiên kim viêm, hủy thiên diệt địa, một người là ngũ đại thánh thú đứng đầu, kình thiên côn bằng, trưởng thiên địa văn hỏa, hỗn độn thanh viêm, sáng thế vạn vật. Cái này cũng liền quyết định bọn họ danh hào nơi phát ra, lửa to hủy diệt, lửa nhỏ sáng tạo sinh mệnh, lửa to phần thiên diệt thế, lửa nhỏ kình thiên chi trụ. Có thể nói, văn võ song lửa, nhất âm nhất dương, tương sinh tương khắc. Có thể đem hắn trong thiên địa này mạnh nhất lửa to bạo ngược chi khí ngăn chặn, cũng chỉ có thiên địa này mạnh nhất lửa nhỏ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này lửa nhỏ vậy mà ở trên người hắn, hắn sau lưng lại còn có kình thiên côn bằng chỗ dựa. Như vậy hắn, đến cùng là ai đồ đệ a, kỳ lân vẫn là côn bằng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt có chút mê mang, lại cũng phạm lên hồ đồ. Vốn là hắn không biết Trác Phàm là cái gì chỉ thánh thú truyền thừa, thanh viêm càng là Trác Phàm không dễ dàng bày ra đồ vật, hắn liền càng không rõ ràng. Thế nhưng là về sau gặp Trác Phàm trọng yếu nhất nể trọng là cái kia kỳ lân tí, liền kết luận hắn là kỳ lân đệ tử. Đến mức kia cái gì tử lôi, đoán chừng là tại kết giới kia bên trong không biết làm sao dính vào, thất hứa, không phải vậy cái kia tử lôi vì sao hắn dùng như thế lạnh nhạt. Cho nên, đi qua cẩn thận phán đoán, hắn nhận định Trác Phàm cũng là kỳ lân đệ tử, hư không có sức lực, khẳng định đối năng lượng vận chuyển chi pháp không quen. Trừ vật lộn bên ngoài, thần hồn chiến tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại là phát hiện hắn sai, Trác Phàm rốt cục xuất ra một cái đủ để khắc chế hắn năng lượng diễn biến, hỗn độn thanh viêm luyện hóa ra thiên long hồn, kình thiên thanh long vương, vừa vặn cùng hắn phần thiên kim long vương tương khắc. Bất quá, nếu chỉ là tại năng lượng thuộc tính phía trên, xác thực như thế, thế nhưng là nếu là đem nó đặt ở long hồn phía trên lời nói. Trong mắt tinh quang lóe lên, Diệp Lân cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy ổn thỏa buông cần, một bộ ăn chắc Trác Phàm bộ dáng, tâm niệm nhất động, cái kia kim long vương liền nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hướng cái kia thanh long tiến lên, đúng là dẫn đầu khởi xướng tiến công. Hừ, thanh viêm cùng kim viêm tương khắc không giả, nhưng làm long hồn, chí cường mới là vương đạo, ngươi cho rằng ngươi cái này lửa nhỏ luyện hóa long hồn, có thể so ra mà vượt ta cái này lửa to luyện hóa mạnh sao? Hét lớn một tiếng. Diệp Lân hung hăng trừng mắt về phía Trác Phàm chỗ đó, lại là chỉ ở kêu to, lại không có lúc trước ngông cuồng. Khóe miệng một phát, Trác Phàm đã biết lòng hắn từ vừa mới bắt đầu tự phụ tràn đầy, đến bây giờ đã không có tuyệt đối thắng được lực lượng, bất giác suy cười một tiếng, đã là thăm dò đến chỗ phải biết tình báo. Chí ít cái này chứng minh, Trác Phàm dọc theo cái này chiến lược đi, là có hiệu quả, tiểu tử kia đã hoảng. Như vậy, tiếp đó, liền nên toàn lực xuất động. Trên mặt lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, Trác Phàm không khỏi nhíu nhíu mày, trêu đùa, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói lấy nhu thắng cương à, ngươi lửa to kim long, thì nhất định có thể thắng ta lửa nhỏ thanh long sao? Hừ, cái kia là tuyệt đối. Thản nhiên cười, Diệp Lân hơi hơi nhấc ngẩng đầu, kiên định nói, long muốn cũng là cương mãnh, coi như hai chúng ta đầu long hồn hỏa diễm thuộc tính tương khắc, nhưng luận đến chiến lực, ta kim long tuyệt đối tại ngươi thanh long phía trên, không tin chờ xem. Nói, Diệp Lân thủ hạ kết ấn, trong mắt ngưng tụ, đầu kia kim long liền lần nữa lớn lên giống một tiếng, toàn thân kim viêm cuồng bạo, tập trung vào nhất chảo ở giữa, vẫy đuôi một cái, liền trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia thanh long trước người, nhất chảo hướng hắn trên thân vỗ tới. Đụng, một tiếng vang thật lớn phát ra, kim sắc long chảo hung hăng đập vào thanh long trên sống lưng, cuồng mãnh ngọn lửa màu vàng, điên cuồng tràn vào cái kia thanh viêm bên trong, thiêu đốt lấy thanh long phía sau lưng.
Thế nhưng là cái kia thanh viêm lập tức trở về quyển, đem kim viêm bao khỏa bên trong, trong nháy mắt liền đem kim viêm thôn phệ. Bất quá dù vậy, cái kia cố cương mãnh chảo lực, vẫn như cũ để thanh long lưng run lên, khàn giọng cuồng kêu lên. Trác Phàm cũng là mi đầu hung hăng lắc một cái, chợt cảm thấy một cỗ đau đớn tập kích tại chỗ sâu trong óc, nhưng là hắn nhưng như cũ hung hăng cắn răng, kiên trì. Chờ nhìn đúng thời cơ, trong mắt tinh quang lóe lên, đồng dạng tâm niệm nhất động, đầu kia thanh long cũng thừa dịp kim long hư không cửa mở ra thời khắc, nhất chảo hướng kim long bụng chộp tới. Thấy tình cảnh này, Diệp Lân lại là khinh thường bĩu môi, không chút phật lòng, vô dụng, thanh long lửa nhỏ chủ phòng, không giỏi về tấn công phạt. Hắn một chảo này, đánh vào ta kim trên thân rồng, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Hừ, vậy nhưng chưa hẳn, khóe miệng một phát, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trong mắt phát ra tà dị ánh sáng. Ông, đột nhiên, một tiếng không gian ba động vang lên, một đạo hồng mang một đến tại cái kia long hồn phía trên lóe qua. Diệp Lân nhìn đến, tựa hồ sớm có chủ ý giống như, phát ra cười nhạo thanh âm, quả nhiên, người phải đổi đại lực xích long vương. Người cái này ba đầu long hồn bên trong, cũng chỉ có cái này xích long vương có thể chịu được một công. Bất quá đáng tiếc, hắn cũng chỉ có lực lượng lớn mà thôi, tại thần hồn công và thủ bên trong, năng lượng trùng kích mới là cuối cùng thủ đoạn. Cái này xích long vương nhất chảo, nhiều lắm là đem ta cái kia kim long vương đánh bay, muốn làm tổn thương ta, nhưng là còn không có. Xin lỗi, ai nói ta chỉ có ba đầu long hồn. Thế mà, còn không đợi hắn nói tiếp, Trác Phàm tà dị lời nói đã là đột nhiên phát ra. Ngay sau đó, phốc một tiếng vang trầm đột nhiên vang vọng chân trời, tuy nhiên một ngạt, nhưng lại thanh thanh sở sở truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Cái kia phần thiên kim long vương bụng, lại bị một cái hung mãnh long chảo trực tiếp từ dưới lên cao xuyên qua, cuồn cuộn linh khí ngăn không được tiết lộ ra ngoài lấy. Diệp Lân cũng là thân thể một chấn động, song đồng một lồi, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua đỏ tươi quý tích, đốt đốt chảy xuống. Chỉ là trong mắt của hắn, vẫn là một mảnh vẻ mờ mịt. Cái này sao có thể, theo lý thuyết cái kia ba đầu long hồn, đều không đến mức có thể thương tổn được nó a. Mi đầu hơi hơi run run, Diệp Lân cứng ngắc đầu chuyển đi qua, lại chính gặp cái kia xa xa hư không bên trên, kim long vương trước người ngừng lại một bộ thân thể khổng lồ, lại không phải là lúc trước tam điều cự long một trong, mà chính là một cái toàn thân tử sắc lôi mang chợt hiện hàng dài. Bén nhọn màu tím, phát ra đôm đốp sấm sét, sắc bén nanh vuốt, tại lôi mang như tia chớp bên trong, hung hăng xuyên qua kim long thân thể. Cái kia, đó là, bá thiên lôi hoàng, hồng mông tử lôi, mí mắt không chỗ ở lay động, Diệp Lân dường như mới nhớ tới cái này Trác Phàm, nhưng còn có tử lôi hộ thân đây. Đều đã luyện hóa ba loại hình thái long hồn, làm sao có thể không có công kích này mạnh nhất tử lôi long hồn. Chỉ là hắn lúc đó vì đối phó cái này thanh viêm chủ quan, không phải vậy lời nói. Minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, thở dài một hơi, rốt cục. Mắc câu a, cái gì, ý tứ, song đồng khẽ giật mình, Diệp Lân một mặt mê mang nói. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm cũng không vội lấy trả lời, mà chính là chỉ đầu kia tử long, đạm mạc lên tiếng, long hồn dị biến, bá thiên tử long vương, cũng là ta đánh với ngươi một trận, duy nhất có thể cầm ra, làm đánh cược lần cuối quả cân. Cho nên tại trước đó, ta nhất định phải để ngươi quên mất nó tồn tại. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Diệp Lân tựa hồ minh bạch cái gì, trong miệng phun bọt máu, tại không ngừng lùi lại, trên mặt một trận kinh hãi. Chẳng lẽ nói, lúc trước hết thảy, đều là cái bao. Phía dưới quan chiến Vũ Thanh Thu cũng là không khỏi giật mình, hét to lớn tiếng, hỏng bét, trúng kế. Sư huynh, ngươi nói cái gì? Một vị đệ tử không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc hỏi. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, lại là thở dài lên tiếng, ai, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn đến tình cảnh cuối cùng này, ta mới mơ hồ có chút phát hiện, cái này Trác Phàm giống như đang từng bước cho tiểu sư đệ gài bẫy a. Không khỏi khẽ giật mình, chúng đệ tử tất cả đều không rõ ràng cho lắm, Vũ Thanh Thu trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, các ngươi nhìn cái này Trác Phàm bốn đầu long hồn, mỗi một điều lấy ra, vô luận như thế nào chuyển đổi, đều không phải là tiểu sư đệ đối thủ, nhưng sau cùng tiểu sư đệ long hồn vậy mà lại bị trọng thương, các ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao? Rõ ràng một mực bị đè lên đánh, là cái kia Trác Phàm a.
Đúng vậy a, đây không phải bị tiểu tử kia đánh lén sao? Chúng đệ tử nghe xong, cũng là nghi hoặc khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại có người kêu to lên. Bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, Vũ Thanh Thu thở dài nói, coi như đánh lén, cũng phải có cái thời cơ, mà thời cơ này, hoặc là đối thủ chủ quan, hoặc là chính mình sáng tạo ra đến. Mà Trác Phàm, rất hiển nhiên thuộc về cái sau. Sao lại như vậy đâu? Chỉ bằng Trác Phàm Tử Long Vương một chảo này, bắt được tại quá tốt, nhất thời thay đổi toàn cục. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, tiểu sư đệ như thế cao thủ, làm sao có thể như thế đại ý, lộ ra lớn như vậy cái sơ hở cho đối phương chui. Cho nên chỉ có thể là, hắn từ vừa mới bắt đầu liền chui nhập đối phương cái bao. Nghi đầu thật sâu nhíu lại, Vũ Thanh Thu mặt ủ mày trao, chỉ là đó là cái gì cái bao, đến tột cùng từ lúc nào thì bố trí xuống, thực sự khó có thể phỏng đoán a. Vũ Thanh Thu trong lòng không hiểu, tại chỗ rất nhiều người cũng rất là kỳ lạ, cuối cùng chuyện gì xảy ra, cái này Trác Phàm lật bàn lật đến cũng quá nhanh a, ngay từ đầu hắn còn đang bị người đè lên đánh đâu. Thế nhưng là, tại chỗ chỉ có số ít mấy cái lão hồ ly, nhìn thấy cảnh này, mới cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi. Tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ, chẳng những thực lực cao cường, liền trái tim tính cũng như vậy thâm trầm, thật là đáng sợ, nếu không phải sau cùng đảo ngược, ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này đều lừa qua, lúc trước còn tưởng rằng hắn thật không được chứ. Hắc Nghiêm Chí Tôn khẽ vuốt râu dài, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía một bên Bạch Mi nói, lão gia hỏa, nhìn ra được sao? Thần hồn tứ biến, thận trọng từng bước a. Hơi hơi gật gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn hai con người bỗng dưng lóe qua hai đạo tinh quang, thì thào lên tiếng, thần hồn biến đổi, Xích Long Vương thăm dò hư thực, xem như đem đối phương Kim Long Vương lực nói sâu cạn đều tra rõ ràng, thần hồn nhị biến, tước địch thủ đủ. Ma Long Vương xuất hiện, để cái kia Kim Viêm uy hiếp lực xuống đến điểm thấp nhất, làm đối phương từ bỏ đối Kim Viêm ỷ lại, vì đằng sau đánh lén làm nền, thần hồn tam biến, dụ địch xâm nhập. Thanh Long Vương đối Kim Long Vương chiêu thức khắc chế, lại thêm bản thân không thiện chiến đấu, lại là rất tiện cho cái bao, dụ địch đánh nhau tay đôi. Mà lại là muốn xông mở Thanh Viêm, trọng thương đối thủ, cái kia Kim Long Vương tướng toàn thân Kim Viêm tập trung vào một chỗ, xông mở Thanh Long Vương Thanh Viêm hộ thể, nhưng cũng làm chính mình hoàn toàn đi tu mở rộng, đem nhược điểm bại lộ bên ngoài. Hắc Nghiêm Chí Tôn trầm ngâm một chút, nói bổ sung. Nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn nói tiếp, mà cái này tất cả mọi thứ, lúc trước tất cả đều làm nền hoàn thành. Diệp Lân dám để cho mình thần hồn đi tu mở rộng, là bởi vì Trác Phàm để trước ba đầu long hồn để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Ma Long Vương cùng Thanh Long Vương lực công kích không đủ, Xích Long Vương lại đồ cụ đại lực, lại không có năng lượng trùng kích. Cái này tại thần hồn tranh tài, là nhất đại yếu thế, cho nên hắn liệu định đối phương thương tổn không chính mình, mới dám song công tại chiến dịch. Nhưng ai biết, tránh thức sát thủ sau cùng mới thả ra. Lão Phu nhìn cái này Tử Long Vương, không có gì quan trọng, thế nhưng Tử Lôi quả thực hung tàn, không tại Kim Viêm phía dưới. Thế nhưng là cái này Trác Phàm tựa hồ cũng không có đem Tử Lôi ngưng luyện đến cực hạn, tối thiểu so ra kém cái kia Kim Viêm chi uy. Phàm là Diệp Lân có thể lưu một tia Kim Viêm hộ thân, cái này Tử Long Vương muốn trọng thương hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, Trác Phàm lúc trước làm ra hết thảy, không phải liền là để hắn sau cùng đem cái này Kim Viêm phòng ngự triệt hồi sao? Thật sâu hít một hơi, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác lại thật dài phun ra, riêng là sau cùng Thanh Long Vương xuất hiện, phòng ngự trí thượng, lại không có cường đại công kích lực, liền phảng phất một cái cầm lấy kim ngân tài bảo ba tuổi thằng nhóc. Bên cạnh đều là gãy tay gãy chân hai cái bảo tiêu, một cái cầm đao kẻ cướp, tự nhiên sẽ không chút do dự đi đoạt. Vì cầm bảo dương, lại không đem hai người tàn phế bảo tiêu để vào mắt, thẳng thắn liền đao đều ném, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cái kiện toàn bảo tiêu, cầm đao lúc này đâm quá khứ, đại thể chính là như vậy đi. Bất giác bật cười một tiếng, Bạch Mi nhìn Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc một chút, sâu xa nói, người lão gia hỏa này, ngược lại là lời nói thô ý không thô. Cái gọi là vô dục tắc cương, Diệp Lân vì thắng lợi, lúc này rơi vào Trác Phàm sớm đã thiết lập tốt trong cạm bẫy. Nếu là hắn có thể lại chấn định một chút, thắng lợi sau cùng sẽ là hắn đi, đáng tiếc. Cái này cũng không có gì có thể tiếc, cầu thắng chi tâm, người người đều có. Nếu là đất khách chỗ chi, lão gia hỏa, người thấy đối phương từng bước một giải ngươi thủ đoạn, thật vất vả phát hiện một cái nhất kích chế địch cơ hội, người hội không động tâm. Lông mày nhíu lại.
Hắc Nghiêm Chí Tôn đều cười ra tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Bạch Mi Chí Tôn cũng là bật cười lắc đầu, thở dài, ai, trách thì trách chắc phàm tiểu tử này lòng dạ quá sâu, Diệp Lân thực lực ở trên hắn, tâm kế lại quả thực kém không ít. Cái này thận trọng từng bước, giống như chi chu từng bước xâm chiếm con mồi giống như, thắng bại thoáng qua tức chuyển, thật để người khó lòng phòng bị a. Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc hắn một cái, lại sâu sắc nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, không sai gật đầu, kẻ này có đạo mà lại hữu tâm, sau này tiền đồ tất bất khả hạn lượng, sau này Tây Châu phải có đại biến hóa a. Tiểu Sơn cốc bên trong, Đan Thanh Sinh núp trong bóng tối, nhìn về phía Trác Phàm hai người hai con ngươi tinh quang rạng rỡ, lại là khen ngợi gật đầu, cười nói, ha ha ha. Chắc hẳn cái kia hai cái lão gia hỏa đã nhìn ra thần hồn chiến sự nghê, bất quá bọn hắn nhất định nghĩ không ra, cục này. Tại vật lộn lúc thì bố trí xuống. Vật lộn, người thật cho là ta thắng không ngươi. Hư không bên trong, Trác Phàm một mặt kiệt ngao nhìn về phía Diệp Lân, hét lớn lên tiếng. Diệp Lân thì là chăm chú nhìn Trác Phàm hai mắt, rung động trong lòng không thôi, chẳng lẽ nói. Vật lộn cũng là một cái bẫy. Nhưng là rất nhanh, Trác Phàm chính là bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười nhạo nói, tốt a, vật lộn là ta thua, ta xác thực không có thắng nổi ngươi. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Diệp Lân một mặt im lặng nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng thầm giận, ngươi xòe ở đùa nghịch ta sao? Nhưng là, đối với vật lộn bại trận, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng ta cũng đã sớm chuẩn bị. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong mắt nhất thời lộ ra lão hồ ly giống như tinh quang, cái gọi là thường thắng tướng quân, không phải là bởi vì hắn một mực thường thắng bất bại, mà là bởi vì hắn thiện ở đem bại trận chuyển hóa thành thắng lợi. Ngươi là Long Tổ đệ tử, thánh thú đều là lấy thân thể lực lượng làm ngạo, ngươi thân là hắn đệ tử, không có khả năng thân thể yếu đuối. Huống hồ, ngươi được đến là chính thống truyền thừa, ta chỉ là nhặt đến Kỳ Lân một số góc phiền mà thôi, không thể tính toán là chân chính truyền thừa. Cho nên tại vật lộn phía trên, ta đã có bại chuẩn bị. Nhưng bại, không thể trắng bại, thánh thú đều là cuồng ngạo, ngươi cũng kém không nhiều, có thể sử dụng trận chiến đầu tiên bại trận, kiêu căng địch nhân chi tâm. Cũng coi như ta có tâm đắc. Mà lại, ngươi cho là ta thắng cục tại vật lộn, ngay cả ta ưu thế đều bị ngươi đánh bại, ngươi nhất định sẽ sinh lòng khinh thị, dẫn đến tại thần hồn tranh tài sơ ý chủ quan. Đây là ta thứ hai đoạt được còn thứ ba, ta tại vật lộn phía trên đối ngươi Kim Viêm làm ra khảo sát, từ đó sắp xếp muốn ra thần hồn trình tự, đây là thứ ba đoạt được. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Diệp Lân nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia tà dị khuôn mặt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Trác Phàm đang đối chiến phía trên làm nhiều như vậy bài tập, những thứ này sư phụ hắn nhưng là không dạy qua hắn a. Sư phụ hắn chỉ là dạy hắn người thắng làm vua kẻ bại giặc, công pháp vũ kỹ, thực lực phi tôn. Thế nhưng là tại tự thân thực lực bên ngoài, một trận đối chiến còn có nhiều như vậy từng đạo sao? Nhưng là hắn lại làm sao biết, sư phụ hắn là con dã thú ở giữa quyết chiến rất đơn thuần. Cái nào giống nhân loại như vậy tính toán tường tận? Hắn thực lực lại mạnh như vậy, người bình thường còn tính toán không hắn, Thái Thanh Tông cái chỗ kia lại so sánh thuần phác, hắn chưa từng gặp qua cái gì gian trá tiểu nhân, sau đó đối chiến lên cũng liền đơn thuần cực kỳ. Mà bây giờ, hắn gặp phải là Trác Phàm, bản thân có thực lực cùng hắn phân cao thấp cũng không cần nói, quan trọng tâm nhãn còn nhiều, nhất thời liền đem hắn tính được sửng sốt một chút, chính mình còn xem thường, thẳng đến sau cùng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nha, nguyên lai vô cùng đơn giản đánh một trầu, còn muốn làm số liệu phân tích a, nhân loại thế giới thực sự quá phức tạp. Về sau, tại chính mình cường thế phía trên, người đã đối với ta chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả đối thực lực của ta phân tích, đều chẳng muốn làm, đây chính là vì cái gì, người hội xem nhẹ ta Tử Lôi nguyên nhân. Đón lấy, Trác Phàm tiếp tục nói, đúng, ta Tử Lôi là yếu nhược, không đủ tầng thứ, nhưng còn không có yếu đến bị xem nhẹ trình độ. Bất quá về sau, ta ba đầu long hồn từng bước ép sát, từng cái phá giải ngươi tất cả chiêu thức, để ngươi tại vui vẻ giật mình, lại vui lại kinh hãi, lặp đi lặp lại tâm tình chập chờn dưới, triệt để quên mình Tử Lôi, đem ngươi bức gấp, cũng là ta cố ý gây nên, tính toán cái bảo hiểm đi. Nếu không ngươi phàm là có một lòng một dạ, ta sau cùng một kích này cũng sẽ không thành công. Cho dù là đánh bền bỉ chiến, ta cũng hao tổn bất quá ngươi, nhưng bây giờ a, ha ha ha. Tiểu tử, ta sớm nói, ngươi quá non. Vừa dứt lời, Trác Phàm lúc này ấn quyết trong tay biến đổi, cái kia Tử Long Vương liền vung chảo vung lên,
đem sắc bén kia nanh vuốt theo Kim Long Vương thể nội rút ra, sau đó lại là một tiếng tử lôi nổ vang, hung mãnh nhất chảo hung hăng hướng Kim Long Vương ở ngực móc đi. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Diệp Lân không khỏi kinh hãi, hắn thần hồn đã trọng thương, nếu là lại bị trọng thương một lần, cái kia còn đến. Hắn thần hồn không phải phế không thể. Sau đó tâm niệm nhất động, cái kia Kim Long Vương lập tức toàn thân cao thấp, trùm lên một tầng ngọn lửa màu vàng óng. Mà cái kia tử lôi đụng một cái liệt diễm, tại một tiếng ầm vang tiếng nổ vang bên trong, nhất thời tiêu tán vô tung. Quả nhiên, Trác Phàm cái này tử lôi đẳng cấp còn chưa đủ, còn không phải cái kia Kim Viêm đối thủ. Thấy tình cảnh này, Diệp Lân sắp khóc đi ra, hắn muốn chẳng phải khỉ gấp, muốn một hơi đem đối phương thần hồn trọng thương, cái này Trác Phàm đánh chết cũng trọng thương không hắn a, bằng cái kia bốn đầu không đứng đắn thần hồn sao. Nhưng là bây giờ, cũng là cái này không đứng đắn hỗn tạp long hồn, đánh cho hắn cái này một thuần chủng long hồn chạy trối chết. Kim Long toàn thân tràn ngập Kim Viêm thời điểm, Tử Long Vương không dám đến gần, lập tức biến thành Ma Long Vương cắn một cái dưới, hết sức hút hắn Kim Viêm, để hắn năng lượng không khô trôi qua. Nhưng ngay tại hắn dùng ra Kim Lân lóe thời điểm, cái kia Ma Long Vương lại quay người biến đổi, biến thành Thanh Long Vương, đem tất cả Kim Lân toàn bộ dung hợp chuyển hóa, nửa phần thương tổn đều không bị. Sau đó Thanh Long Vương lại là chuyển một cái, hóa thành Xích Long Vương, cường đại long đuôi hất lên, nhất thời đem hắn quất bay ra ngoài. Càng xấu nhất là, trước kia Kim Long Vương chịu lần này không có gì, nhưng hắn hiện tại thụ thương nha. Xích Long Vương liền nhìn chuẩn vết thương của hắn, nhất chảo bỏ rơi, cho dù hắn bắt không thương tổn Kim Long Vương mảy may, nhưng luồng sức mạnh lớn đó trực thấu vết thương chỗ sâu, cũng là để cái kia Kim Long Vương một hồi lâu co rút khó chịu, run rẩy không thôi. Diệp Lân càng là nhìn không được liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, đầu đều nhanh đau đến muốn nổ rớt. Một đầu trọng thương thuần chủng đốt thiên long hồn, bị bốn đầu liên tục biến hóa thân hình hỗn tạp long hồn quần ẩu, phần thiên long tổ nếu là nhìn đến tràng diện như vậy, không phải bị tức đến ngất đi không thể. Bính bính bính, từng đạo long hồn đập vào tiếng vang vang vọng khắp nơi, nhưng lần này lại không phải hai đầu long hồn kịch liệt va chạm, mà chỉ là vô cùng đơn giản một phương diện ngược đánh. Phần thiên kim long vương chí mạng bị thương, lúc này để hắn rơi vào bất lợi tình trạng. Vốn là Xích Long Vương không tốt năng lượng trùng kích, cho dù lực lượng lại lớn, cũng chỉ có thể đem hắn đánh bay, lại khó có thể trọng thương hắn còn hắn mấy cái đầu long hồn, càng là không có gì lực công kích, không đủ bạo ngược cương mãnh. Tử Long Vương tuy là bạo ngược chi long, nhưng không biết sao năng lượng đẳng cấp không đủ, khó có thể đột phá Kim Viêm phòng ngự. Nghĩ như thế nào, cái này bốn đầu long hồn cho dù lại như thế nào chuyển đổi, không có một cái nào có mạnh mẽ công kích thủ đoạn, vẫn như cũ khó có thể đối như thế toàn diện Kim Long Vương tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ lại đại khác nhiều, Tử Long Vương đánh lén, một chiêu đắc thủ, nhất thời cho hắn cái kia toàn diện phòng ngự mở ra một cái thông suốt lỗ hổng lớn, cho nên tại cho dù là Xích Long Vương đại lực, cũng trở thành có thể không ngừng trọng thương hắn chí mạng thủ đoạn. Kết quả là, bốn đầu long hồn chuyển đổi ở giữa, Thanh Long Vương cùng Ma Long Vương chủ phòng ngự, phòng hắn bạo ngược chi lực cùng Kim Viêm đốt cháy, thỉnh thoảng đem hắn Kim Viêm hấp thu, để hắn không thể nào công kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Thế nhưng là hắn không động thủ, Xích Long Vương lại là phát huy tác dụng, đối với vết thương của hắn một trận mãnh liệt nện, để hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn suy nghĩ xong công tại chiến dịch, cũng muốn trọng thương đối thủ lời nói, Thanh Long Vương cùng Tử Long Vương hoàn mỹ phối hợp đang chờ hắn đây. Cường đại Thanh Viêm có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn bạo ngược cùng Kim Viêm đốt cháy, hắn coi như sử xuất toàn lực, cũng chỉ có thể vết thương nhẹ Thanh Long Vương, lại cũng không có thể trọng thương, thế nhưng là Thanh Long Vương biến đổi Tử Long Vương, cái kia năng lượng đẳng cấp tuy thấp, nhưng thuộc tính cùng hắn Kim Viêm đồng dạng bạo ngược tử lôi, lại là vài phút có thể đem hắn không có chút nào phòng ngự thân thể xuyên qua. Cứ như vậy, Kim Long Vương đã hoàn toàn ở vào bị động bị đánh tình trạng, dường như bị trói tay chân đại hán đồng dạng, bị bốn cái hùng hài tử làm thành từng vòng nhi đánh, bên trong một người còn cầm lấy thanh đao, tùy thời đâm hắn một chút. Đại hán kia nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú lên cái kia cầm đao hài tử, chỉ có thể giật giật hướng, về, sau né tránh, lại căn bản lại không lực phản kích, cũng không phản kích chi tâm, sợ một cái không tốt, lần nữa bị kia thanh tiểu đao cho đâm một chút, vậy sẽ phải mệnh. Tử lôi năng lượng là Trác Phàm thể nội tất cả năng lượng bên trong đẳng cấp thấp nhất, cũng dẫn đến Tử Long Vương là hắn bốn đầu long hồn hình thái bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng là đối với địch nhân trần trụi uy hiếp, lại là rõ như ban ngày.
cho nên tại cái kia Kim Long Vương sợ hãi cái này Tử Long Vương lần nữa đánh lén, đã là không dám buông tay buông chân, toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể bị Trác Phàm bốn đầu long hồn không ngừng mài bỏ đi hao tổn, không có nửa phần sức phản kháng. Quan sát mọi người thấy trong chớp nhoáng này nghịch thiên đảo ngược, đã là bị chấn đến mức hoàn toàn ngây người. Làm sao lúc trước còn dị thường cường thế Kim Long Vương, hiện tại biến thành như thế sợ dạng, không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác có chút giật mình lo lắng, quả nhiên là nhân sinh như hí, hí như nhân sinh, cái này mạnh yếu đảo ngược cũng quá nhanh đi. Đan Nhi chờ nữ, càng là một trận cả kinh kêu to lên, không ngừng kỳ kỳ cha cha chỉ về đằng trước, Khuynh Thành tỷ, vừa mới phát sinh cái gì, ta làm sao không hiểu được, hắn làm sao một chút thì chiếm được đại ưu thế. Cái này, trên mặt bất giác cũng là sững sờ, Sở Khuynh Thành ngốc mấy giây thời gian về sau, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, nhưng khóe miệng lại là treo một đạo vui vẻ đường cong, nhìn tới. Ta tự cho là giải hắn, kết quả là vẫn là không hiểu a. Không nghĩ tới, hắn đem thắng thua trận này, thả ở cái này hắn lớn nhất không am hiểu địa phương, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mi đầu bất giác lắc một cái, Thủy Nhược Hoa chờ nữ nghe được lời này, một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong lòng không khỏi cũng là một trận tán thưởng. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a, thường nhân nào có dạng này bá lực, tại chính mình yếu thế phía trên tìm kiếm cơ hội thắng. Hừ, như thế ưu thế áp đảo cũng có thể làm cho hắn lật bàn, cái này Diệp Lân cũng mẹ hắn là cái phế vật. Hung hăng khẽ cắn môi, Tuyên Thiếu Vũ lại là một mặt âm trầm lẩm bẩm. Kiếm Thần Tông phương hướng, tông môn thập đại kiếm đạo đệ tử, nhìn lấy cái này một nghịch chuyển tràng diện, cùng nhau sững sờ một khắc có thừa, Ôn Đào mới khẽ vỗ cái trán. Bật cười ra tiếng, Thiên Thương, người vị huynh đệ kia thật sự là nhường ta lau mắt mà nhìn a. Lúc trước ta chỉ thấy hắn thực lực biến thái, hiện tại ta mới kiến thức đến cái gì gọi là tính toán không bỏ sót, dùng não tử đánh nhau. Cái này căn bản không phải một trận lấy thực lực quyết thắng đối chiến, theo lý thuyết cái kia bốn đầu long hồn thực lực, làm sao đều không phải là cái kia Kim Long Vương đối thủ a. Nhưng bây giờ cái kia Kim Long Vương cũng là bị đè lên đánh. Trời ạ! Hắn là làm sao tạo nên như thế không thể tưởng tượng cục diện. Ha ha ha, cái này có gì to tát, ta không phải đã nói với người a, hắn xuất thân chỉ là trong thế tục một cái tam lưu thế gia mà thôi. Nhưng ở ngắn ngủi trong 10 năm, hắn đem gia tộc này đưa đến đế quốc siêu nhất lưu gia tộc địa vị, nhưng là không đơn giản bằng hắn dũng mãnh. Cùng các đại thế lực ở giữa ngươi lừa ta gạt, cũng là nguy hiểm không ngừng, đi nhầm một bước, cũng là vạn kiếp bất phục. Bên trong cùng hắn liên hệ, càng có rất nhiều lão hồ ly giống như nhân vật. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Tạ Thiên Thương thản nhiên nói, sư huynh, ngươi cũng phải biết, trong thế tục vương quyền đấu tranh đến cỡ nào tàn khốc, không giống tu giả tông môn ở giữa đơn thuần như vậy quan hệ. Sau cùng hắn có thể đem đế quốc tam đại chí tinh đều thu nhập dưới trướng, liền đã chứng minh hắn tại trí kế phía trên không đơn giản. Diệp Lân dạng này tuyệt thế thiên tài, luận thực lực có lẽ ở trên hắn. Nhưng ở mưu lược phía trên, dạng này tông môn quý công tử, ở đâu là hắn địch thủ? Thật sâu liếc hắn một cái, Ôn Đào lại đưa mắt nhìn sang Trác Phàm chỗ đó, ngốc mấy giây, bất giác một mặt cảm thán thở dài một hơi, ai, cái này căn bản là âm mưu chiến a. Bất quá, vô luận âm mưu gì, mọi người cũng sẽ ở mình am hiểu lĩnh vực thi triển, như thế mới càng có thi phát triển không gian. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hắn mưu lược không có ở vật lộn phía trên triển khai, mà chính là đặt ở thần hồn tranh tài. Dạng này can đảm, thật là khiến người ta khâm phục không thôi bình thường người. Nào có dạng này lá gan cùng tự tin. Cô Lũy đột phá. Đúng lúc này, nhìn lấy chiến trường đối diện một màn, ba đạo thanh âm già nua lại là đồng thời lên tiếng, bên trong hai đạo là đến từ hai vị long tôn, một đạo khác thì là đến từ núp trong bóng tối quan sát đây hết thảy đan thanh sinh phương hướng. Trong mắt ba người, đều tản ra khen ngợi kinh dị ánh sáng, hơi hơi gật đầu. Thật sâu hít một hơi. Đan Thanh Sinh rìa mép khẽ nhúc nhích, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đã là chuẩn bị rời đi, cười khẽ lầm bầm, cô Lũy đột phá, chính là quân nhà hiểm chiêu. Cái gọi là cô Lũy, chính là trên chiến trường phòng ngự trận địa bên trong, duy nhất xây lên tường cao, phòng ngự mạnh nhất địa phương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, cũng là bị đối phương thứ nhất xem nhẹ địa phương, binh lực không đủ. Mọi người đều coi là, địch nhân hội hướng trận địa phòng thủ chỗ bạc nhược công kích. Cho nên ở nơi đó bố trí trọng binh. Nhưng có kinh nghiệm tướng soái, thường thường phản đạo mà đi, tập trung tất cả lực lượng,
chuyên công phòng ngự mạnh nhất Cô Lũy, nhất kích tất thắng, đánh đối phương một trở tay không kịp điều binh khiển tướng, trận địa đã phá. Cái này cần đại dũng khí cùng đại trí tuệ, một khi không thành công, liền sẽ tổn thất nặng nề. Trác Phàm tiểu gia hỏa này cũng giống vậy, đem quyết chiến cơ hội đặt ở Diệp Lân đáng tự hào nhất, lại không có cái gì chuẩn bị thần hồn tranh tài, xác thực để tất cả người không tưởng tượng được, cũng đánh đối phương một cái mã thất tiền đề. Ha ha ha, tiểu gia hỏa này, hành sự lớn mật, lại thận trọng như ở trước mắt, trí tuệ vững vàng, không đơn giản a. Xem ra trận này đối chiến, thắng bại đã phân, lão phu có thể yên tâm đi làm việc của mình. Nhẹ lay động cái đầu, Đan Thanh Sinh một trận tâm tình thoải mái, dường như cái này một diệu chiến là hắn đánh một dạng, chậm chậm hướng nơi xa đi. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đi xa, một tiếng kinh thiên gầm thét, lại là đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong tai, để hắn thân thể cũng không khỏi đến nhất thời trì trệ. Trác Phàm, hai người chúng ta cuối cùng cũng có một người hội đạp lên đối phương bả vai, tiến về đỉnh phong, nhưng người này cũng không phải ngươi. Diệp Lân gầm thét, tại hư không ở giữa gào thét, trong miệng thốt ra máu tươi tuy nhiên đã nhiễm y phục ẩm ướt vạt áo, nhưng hai mắt nhưng như cũ là chiến ý tràn đầy, đỏ bừng một mảnh, không có chút nào nhận thua dự định. Minh bạch tâm tình của hắn, Trác Phàm hoàn toàn có thể lý giải. Đã hai người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít kế thừa thánh thú dã thú chi đạo, vậy cái này đạo thống bao nhiêu đều sẽ đối bọn hắn có chút ảnh hưởng, Diệp Lân cái này long tổ quan môn đệ tử, càng ảnh hưởng khoảng cách. Một khi chiến bại, thì muốn vĩnh viễn thần phục, đây là dã thú ở giữa pháp tắc, không cho vi phạm. Rất có thể, đối sau này tâm cảnh chính là một cái đại tổn thương, cho nên hắn tuyệt đối thua không nổi. Thế nhưng là Trác Phàm cũng giống vậy, đồng dạng không muốn thua. Hắn cũng không muốn trong lòng mình, ngày sau luôn luôn trang lấy một cái thua với Diệp Lân tiểu tử này bóng mờ sống qua, chuyện này với hắn cầu đạo chi lộ là có hại vô ích. Cho nên, hai người bọn họ trận chiến này đều có không thể thua lý do, người nào cũng sẽ không nhường cho. Khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, Trác Phàm ấn quyết trong tay cấp biến, bốn đầu long hồn cũng đang không ngừng biến hóa, đối cái kia Kim Long Vương đánh nhau càng kịch liệt hơn nhanh, muốn phải nhanh lên một chút kết thúc trận này đối chiến. Phân ra thắng bại, nhưng miệng phía trên nhưng như cũ chỉ hoãn thời gian, khiêu khích nói, hừ, hiện tại thắng bại đã định, ngươi cam chịu số phận đi, nếu là Long Tổ biết ngươi thua ở ta Trác Phàm, cái này tam đại thánh thú truyền thừa thủ hạ, cũng sẽ tỏ ra là đã hiểu. Dù sao liền xem như hắn, cũng không có khả năng lấy một địch ba đi. Đánh giám, thánh thú đều là người kiệt ngạo, đừng nói lấy một địch ba, coi như lấy một địch bốn, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Diệp Lân hét lớn một tiếng, cãi chày cãi cối nói. Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, thánh thú thực lực tương đương, nếu là lấy một địch bốn, đây là rõ ràng bại cục. Sư phụ ngươi như còn muốn chiến, cái kia chính là đần độn một cái. Sư phụ ngươi mới là đần độn, gương mặt nhịn không được co lại, Diệp Lân lúc này giận dữ, mắng to lên tiếng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đụng một tiếng. Trác Phàm đại lực xích Long Vương lần nữa một cái cường lực kết thúc, hung hăng rút đến cái kia Kim Long Vương miệng vết thương, nhất thời đem Kim Long Vương đánh cho một trận run rẩy, kêu thảm thiết liên tục. Diệp Lân lại là một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, đã là cảm động lây bị thương nặng. Trác Phàm nhìn thấy, khóe miệng tà dị tiếu dung càng thêm dễ thấy, một bên tiếp tục kết ấn, một bên mở miệng lần nữa trêu chọc, nhưng đúng vào lúc này, phía dưới Vũ Thanh Thu tựa hồ đã nhìn ra manh mối. Không khỏi hét to lớn tiếng, sư đệ, đừng có lại cùng hắn xính miệng lưỡi chi biện, có cái gì phản kích chi pháp, nhanh biến chiêu, hắn đang chỉ hoãn thời gian a. Nếu là ngươi lại không phản kích, chờ thần hồn lại gặp mấy vòng trọng thương, muốn phản kích cũng muộn. Cái gì, ta con mẹ nó lại trung kế. Không khỏi sững sờ, Diệp Lân một mặt hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Không ngờ tính kế ta, xem như thánh thú truyền thừa sao. Ta sớm nói, chúng ta là người, minh giả, quỷ đạo giả. Chẳng lẽ các ngươi tông môn tiền bối đi ra ngoài không có nói ngươi, đánh nhau trừ động quả đấm, còn phải động não tử sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm tiếp tục trêu chọc khiêu khích. Diệp Lân giận dữ, cần mắng lại, bên tai lại truyền tới Vũ Thanh Thu cảnh cáo, bất giác tỉnh táo lại, không thể lại thụ hắn mê hoặc. Kết quả là, hung hăng khẽ cắn môi, Diệp Lân đạp chân xuống, lúc này lui lại 100 mét có hơn, tâm niệm nhất động, Kim Long Vương cũng là hất lên đuôi dài,
đem đối phương long hồn bức lui, vội vã thối lui đến trước người hắn. Da mặt hung ác run rẩy, Diệp Lân chăm chú nhìn nơi xa Trác Phàm, gầm thét lên tiếng, Trác Phàm, ta để ngươi xem một chút thánh thú đệ tử tránh thức đối chiến cái kia là cái dạng gì, thực lực mới là tuyệt đối, người điểm này tiêu tiểu thủ đoạn, căn bản không đủ gây sợ. Hét lớn một tiếng, Diệp Lân đột nhiên kết động thủ quyết, quát to, thần hồn quy vị, kim long biến hóa, dung hồn. Giống. Một tiếng long ngâm huyết dài, cái kia kim long vương cuộn vòng lấy thân thể, dần dần đeo lên Diệp Lân trước người, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, tiếp lấy biến đến mở đi, dường như một kiện lụa mỏng giống như, chậm rãi co vào. Kim long vương thân hình khổng lồ, cũng lấy Diệp Lân làm trung tâm, tại hướng vào phía trong tụ lại, mãi đến co lại đến Diệp Lân trên thân. Nhưng là lần này, cũng không phải kim long vương thần hồn hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn, mà chính là giống như dung nhập hắn thân thể giống như, thấm vào đến hắn mỗi một tấc da thịt. Chỉ một thoáng, hô một tiếng kim viêm bạo vang, Diệp Lân toàn thân cao thấp nhất thời chụp lên một tầng cẩn trọng long lân khải giáp, cuồn cuộn kim viêm tại trên vảy rồng nổ tung, xì xì rung động. Chỉ là tùy ý vung động cánh tay một cái, liền dường như kim long vương một lần vung đuôi giống như, nhất thời cuồng phong gào thét, cuồn cuộn ngập trời sóng nhiệt ngăn không được vung vãi hướng bốn phía, tất cả dãy núi đại xuyên, hoa cỏ cây cối, đều là trong nháy mắt này bên trong, đột nhiên hóa thành cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm bất giác giật nảy cả mình, hai vị chí tôn cũng là một mặt bất khả tư nghị đứng dậy, nhìn về phía cái kia Diệp Lân trong mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi, cái này. Đây là chỉ có dung hồn cảnh cao thủ mới có thể làm đến, thần hồn dung hợp chi pháp. Không sai, hóa hư cảnh phía trên vì dung hồn cảnh, có thể đem thần hồn lực lượng, hoàn toàn che tại thịt trên khuôn mặt, đạt đến hồn thể hợp nhất chi cảnh. Mà thân thể lại trở thành thần hồn tấm chắn thiên nhiên, cam đoan thần hồn sẽ không dễ dàng trọng thương hoặc vẫn diệt. Có thể nói, hiện tại Diệp Lân thần hồn mặc dù nặng sáng tạo, không nên tái chiến, nhưng cùng thân thể hợp làm một thể về sau, hắn thần hồn lực lượng có thể 100% phát ra không nói, thân thể lại cam đoan thần hồn lại bị thương nặng, nhất thời liền đem Trác Phàm lúc trước sử dụng Tử Long Vương xuất thủ đánh lén thành quả, mạt sát không còn sót lại một chút cạn. Lúc này Diệp Lân dường như lần nữa trở lại thần hồn không hư hại trạng thái, không có nửa phần thời cơ lợi dụng. Mà lại càng mấu chốt là, bây giờ hồn thể hợp nhất, Diệp Lân thần hồn cùng thân thể lực lượng hòa làm một thể, so lúc trước cường hãn hơn được nhiều, lại là để Trác Phàm mi đầu lại một lần nữa thật sâu nhăn lại đến, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái này nha, một chút liền để lão tử lúc trước mưu đồ sắp thành lại bại, lại trở lại khởi điểm A. Mà lại, tình huống như vậy, so trước đó càng hỏng bét được nhiều. Mi đầu không chỗ ở run run, Trác Phàm song quyền bất giác siết chặt, hung hăng khẽ cắn môi. Còn lại quan sát mọi người nhìn thấy, cũng là bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là có chuyện gì, một cái hóa hư cảnh cao thủ, thế mà có thể sử dụng dung hồn cảnh cao thủ thần thông đến, cái này nha cũng quá nghịch thiên đi. Bất quá nhìn xem Trác Phàm một cái thần chiếu cảnh tu giả, không phải cũng sử xuất hóa hư cảnh thần hồn A, mọi người liền cũng tiêu tan. Nhà cái phi, hai người này đều mẹ hắn là yêu nghiệt, chỉ là nhìn ai so với ai càng yêu mà thôi, mình cái này người bình thường còn thật không thể cùng bọn hắn so, so với tức giận, hừ. Chỉ có Sở Khuynh Thành chờ quan tâm Trác Phàm an nguy người, nhìn thấy tình thế lại chuyển tiếp đột ngột, hai con ngươi không khỏi hơi hơi lắc một cái, lần nữa lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng bỗng dưng lại trở nên nặng nề. Ha ha ha, không nghĩ tới a, thánh thú lấy thân thể là nhất, thần hồn thân thể vốn là hòa làm một thể, không thể chia cắt. Ta làm long tổ đệ tử, cái này dung hồn chi pháp cũng liền thuận lý thành trương. Nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia chấn kinh khuôn mặt, Diệp Lân bất giác lạnh lùng suy cười một tiếng, lần nữa lộ ra phách lối khí diễm, Trác Phàm, hiện tại ta chính là một cái phiên bản thu nhỏ phần thiên long tổ, ta nhìn ngươi còn như thế nào thắng ta. Vừa dứt lời, Diệp Lân đạp chân xuống, đột nhiên hướng Trác Phàm cấp tốc phóng đi, cường đại nóng rực kim viêm, giống như đài như gió hướng Trác Phàm cuồn cuộn thổi đi, thượng chưa tới, cái kia cỗ sóng nhiệt đã là đem toàn thân hắn trình độ đều nhanh muốn hơ cho khô. Trong mắt nhịn không được hung hăng ngưng tụ, Trác Phàm không dám khinh thường, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, vội vàng thủ ấn một kết, triệu long hồn trở về hộ giá. Kết quả là, một đầu chiều cao 100 trượng hung mãnh cự long,
đột nhiên xuất hiện tại Trác Phàm trước người, đỏ thẫm ánh sáng nổi lên chấn động tâm hồn quang huy, tràn đầy cường hãn chi khí, lại chính là thần hồn dị biến, đại lực xích long vương. Giống. Một tiếng phẫn nộ lớn lên giống, đại lực xích long vương gặp Diệp Lân vào tới, nâng lên nhất chảo liền hung hăng hướng cái kia tiểu nhân vỗ tới. Bỗng dưng, uy áp mạnh mẽ hướng Diệp Lân đỉnh đầu thẳng tắp đè xuống, Diệp Lân bất giác trong mắt chừng một cái, lại là cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng, nhẹ mở miệng, hướng về phía trước phun một cái. Hô một tiếng, một đạo nóng rực kim viêm tựa như bài sơn đảo hải phun đi. Chớ nhìn hắn hiện tại nhân loại thân thể, miệng nhỏ, nhưng phun ra ngoài hỏa diễm quả nhiên là như theo cự long trong miệng phun ra đồng dạng, biển lửa đầy trời. Chỉ là trong chốc lát, cái kia vốn cổ phần viêm liền trong nháy mắt trùm lên xích long vương toàn thân cao thấp, đem hắn thiêu đến một trận đau đớn run rẩy, tê minh liên tục. Cho dù là cái kia đánh ra đi nhất chảo, cũng bởi vì cái này kim viêm thiêu đốt, mà rốt cuộc chụp không được đi. Diệp Lân gặp này, cười to không ngừng, mỉa mai không ngừng. Trác Phàm lại là khóe miệng giật một cái, cố nén trong đầu đau đớn, vội vàng kết ấn biến hóa. Một chỗ, đại lực xích long vương quay người lại, lại hóa thành thôn thiên ma long vương. Màu đen khí thể đem trên thân tất cả kim viêm toàn bộ thôn phệ, không còn có bất luận cái gì thiêu đốt đau xót, Trác Phàm cũng là thở dài ra một hơi, nhẹ nhõm không ít. Bất quá, Diệp Lân lúc trước bị Trác Phàm áp chế thời gian dài như vậy, lúc này như thế nào lại dễ dàng như thế thì dừng tay. Riêng là cái này ma long vương, chứ có thể hấp thu kim viêm bên ngoài, hắn cũng không có bản lãnh gì. Sau đó Diệp Lân nhảy một cái chân, nhất thời đi vào cái kia ma long vương trước người, hai tay vung lên, mấy ngàn ngọn lửa màu vàng như mưa rơi hướng hắn trên thân bắn tới, kim lân lóe. Bính bính bính, từng tiếng tiếng vang nổ tung, tại ma long vương đen nhánh trên thân thể không ngừng nổ tung. Ma long vương từng tiếng rú thảm, giãy giụa thân hình khổng lồ. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, vội vàng lần nữa biến hóa, biến thành kình thiên thanh long vương, ngọn lửa màu xanh như đại như biển đem tất cả kim lân thôn phệ, đảo mắt liền đem cái kia bạo lệ chi khí điều hòa hấp thu. Thế mà, nhìn thấy cái này thanh long vương xuất hiện, Diệp Lân lại là tà cười một tiếng, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Như không phải là bởi vì đầu này long hồn lời nói, hắn cũng sẽ không bị bức phải muốn sử xuất toàn lực, để cái kia tử long vương đánh lén đắc thủ. Cho nên hết thảy kẻ cầm đầu, cũng là cái này thanh long vương. Sau đó, Diệp Lân phảng phất là muốn báo lúc trước một tiễn mối thù, lại phảng phất là hướng Trác Phàm thị uy, đúng là sử xuất cùng lúc trước kim long vương không khác nhau chút nào chiêu số. Dưới chân bỗng nhiên một bước, Diệp Lân trong nháy mắt đi vào thanh long vương trên đỉnh đầu, nhất quyền giơ lên cao cao, toàn thân ngọn lửa màu vàng tất cả đều tụ tại một quyền kia phía trên, cho nên tại toàn thân cao thấp lại không kim viêm hộ thể. Đi tu mở rộng. Diệp Lân, ngươi dám? Mi đầu hơi hơi run run, Trác Phàm bất giác giật mình, giận dữ mắng mỏ đe dọa nói. Khinh thường bĩu môi, Diệp Lân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trào phúng, ngươi nhìn ta có dám hay không, có gan liền để cái kia tử long vương lại đến đánh lén ta một lần. Vừa dứt lời, Diệp Lân tràn đầy kim viêm nhất quyền đã là hung hăng hướng phía dưới rủ xuống, thì như lúc trước kim long vương cái kia nhất trảo một dạng. Cường đại kim viêm lúc này liền đem thanh long vương trên thân thanh viêm đều tách ra, Diệp Lân cái kia có mạnh mẽ nhất quyền cũng hung hăng nện ở thanh long vương trên sống lưng, làm cho hắn ngăn không được hét lớn một tiếng, tựa hồ tương đương thống khổ. Thế nhưng là rất nhanh, lịch sử một màn lần nữa tái diễn, thanh long vương lập tức đổi thành tử long vương, chớp động lên ngập trời tử lôi nhất chảo, hung hăng chụp vào Diệp Lân ở ngực. 3. Một tiếng thanh thúy lôi điện đập nện tiếng nổ tung vang lên. Diệp Lân thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh hắn liền lại dừng thân hình, nhìn xem chính mình ngực một chút khét lẹt, vỗ vỗ cái kia đen nhánh ấn ký về sau, lại là cùng người không việc gì một dạng tà cười ra tiếng, khiêu khích nói, liền ra đều không trả phá một chút, người cái này tử lôi đẳng cấp xác thực quá thấp, thật không biết vừa mới ngươi là làm sao đánh lén ta Kim Long Vương thành công, hừ hừ hừ. Mi đầu khẽ run lên, Trác Phàm bưng bít lấy đầu đau muốn nứt đầu. Tâm bất giác dần dần chìm xuống dưới đi. Hiện tại Diệp Lân đã hoàn toàn khác biệt, lúc trước tử Long Vương có thể đánh lén đắc thủ, là bởi vì cái kia Kim Long Vương thần hồn trừ có kim viêm hộ thể bên ngoài, liền không có cái gì. Nhưng bây giờ không giống nhau, Diệp Lân dung hồn về sau, thân thể cũng trở thành hắn thần hồn một đạo kiên cố thuẫn giáp, lại là không còn dễ dàng như vậy đắc thủ, thậm chí có thể nói,
lúc này Diệp Lân thật sự là hoàn mỹ vô khuyết, không có kẽ hở. Vô luận công và thủ, đều không có một chút thời cơ lợi dụng. Chia cho thực lực chân chính đánh bại hắn, không còn cách nào khác. Mà tiếp tục đánh xuống, Diệp Lân có thể không hề cố kỵ xuất thủ, cho dù hắn Thanh Long Vương cũng chống đỡ không bao lâu. Hắn lại là cũng tìm không được nữa đối phương bất luận cái gì một chút có thể công địa phương rách nát, lại là lại hỏng bét bất quá sự tình. Cái này, hoàn toàn thành vì một cái tử cục, trừ phi cường ngạnh công phá hắn thân thể. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ, may mắn lão tử nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, còn chuẩn bị một chiêu, cũng là không biết có hiệu quả hay không. Nghĩ như vậy, Trác Phàm quyết định thật nhanh, trong tay ấn quyết liên tục. Đúng là không còn quá nhiều trì hoãn, một chút nhảy lên cái kia cự trên thân rồng. Diệp Lân sững sờ, không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ cũng muốn dung hồn. Thế nhưng là Trác Phàm cũng không phải là cái này thánh thú chính thống truyền thừa, dung hồn chiêu này thực sự sẽ không, kết quả là. 3. Một tiếng rõ nét phung đuôi, vang tận mây xanh, cái kia Thanh Long Vương chuyển một cái long thân, hất lên long đuôi, liền mang theo Trác Phàm cũng như chạy trốn chạy. Điều này không khỏi làm Diệp Lân sững sờ, nhất thời ngây người. Cái này là làm sao làm, đánh như thế nào đến giữa chừng, cái này nha thế mà chạy trối chết, cái này còn tính là thánh thú đệ tử sao? Thế nhưng là rất nhanh, Trác Phàm khiêu khích âm thanh liền lại truyền đến hắn bên tai, Diệp Lân, thời gian nhanh đến, lần này chúng ta không phân thắng thua, ngày khác tái chiến. Thì ra là thế, tiểu tử này mắt thấy đánh không lại, lại muốn bảo vệ cùng. Trong lòng run lên, Diệp Lân nhất thời minh bạch hắn ý tứ, bất giác trên mặt lại là sinh ra một cỗ tức giận. Thánh thú chi chiến, đều là lực chiến đến cùng, cái nào có như thế chơi xấu. Vừa mới ngươi nhà đánh lão tử đánh nửa ngày, bây giờ nhìn lấy không có phần thắng, liền ngay tại chỗ muốn không đánh, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Hừ, không có cửa đâu. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Lân đạp chân xuống, lúc này thẳng tắp đuổi theo. Chăm chú vô dụng sau lưng Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cười lạnh, khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị đường cong. Thái Thanh Tông đệ tử gặp này, có người không khỏi lo lắng nói, sư huynh, cái kia Trác Phàm quỷ kế đa đoan, tiểu sư đệ sẽ không lại vào bẫy đi. Hẳn là sẽ không. Chậm rãi lắc lắc đầu, Vũ Thanh Thu trong mắt tinh mang lóe lên, đạm mạc lên tiếng, bây giờ tiểu sư đệ, không có kẽ hở. Trừ phi cái kia Trác Phàm chân năng tại trên thực lực áp đảo hắn, nếu không lúc trước tiểu hoa chiêu lại là lại cũng không có tác dụng gì. Hưu, một nói bóng người to lớn từ trên mây lướt qua, thẳng tắp hướng về Ma Sách Tông chúng đệ tử chỗ đang bay đi. Ma Sách Tông tất cả mọi người, nhìn lấy Trác Phàm cưỡi hắn long hồn, ngay tại hướng bọn họ nơi này bay tới, đằng sau còn theo càng khủng bố hơn Diệp Lân, không khỏi toàn đều thất kinh, có càng là muốn giơ chân chửi mẹ. Trác quản gia. Ngài coi như muốn chạy trốn kéo dài thời gian, hướng chỗ khác đến liền tốt, làm gì nhất định phải đem cái này hỏa thủy dẫn tới mình nơi này đến a? Mình ngày bình thường nhưng là không có đắc tội qua ngài, cần phải mượn tay người khác đem mình toàn diệt sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng loạn lên, ào ào hướng bốn phía chạy trốn. Trốn ở chỗ tối tăm Đan Thanh Sinh, cũng là một trận mắng to, tiểu tử này đến tột cùng làm cái quỷ gì, đem chiến trường chuyển rời đến chỗ này tới là cái gì cái ý tứ? Không biết lão phu chính trốn ở chỗ này tùy thời mà động à, vẫn là để lão phu thay hắn xuất thủ, bãi bình tiểu tử kia, vậy lão phu chẳng phải bại lộ. Bất quá không có cách, trong lòng của hắn thầm giận, nhưng cũng không thể thật đi ra ngoài đem Trác Phàm chửi mắng một phen, sau đó chỉ có thể tìm xó xỉnh, giám sát trận pháp tra không được địa phương, lại trốn đi. Chỉ là trong lòng, vẫn là tại một trận quyết tâm. Hừ, tiểu tử thúi, khoản nợ này chúng ta quay đầu lại tính toán. Song Long Chí Tôn chăm chú nhìn hắn bóng người, trong mắt cũng là một mảnh mê mang, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về phía Bạch Mi nói, lão gia hỏa, tiểu tử này lại đang dở trò quỷ gì? Theo lý thuyết, như tình huống như vậy, coi như theo chúng ta, cái này Diệp Lân mỗi cái phương diện đã lại không lỗ thủng có thể nói, hắn coi như còn có cái gì trò xiếc, trừ cứng đối cứng bên ngoài, cũng nên cái gì đều không xử ra được mới đúng. Ha ha ha, đúng a. À. Bất giác khẽ cười một tiếng. Bạch Mi Chí Tôn khẽ vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, nhưng là tiểu tử này, là cái có thể theo lẽ thường ước đoán người sao? Thì như lúc trước như thế, lại có bao nhiêu người có thể ngờ tới, thần hồn chiến hắn hội lật bàn. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là khẽ cười một tiếng, rất tán thành nói, không tệ, tiểu
tiểu tử này hành sự xác thực ra người ngoài dự tính, khiến người ta rất là sợ hãi thán phục. Nhưng là hiện tại, Diệp Lân lộ ra nhưng đã đem thần hồn cùng thân thể hợp nhất, cùng lúc trước thần hồn chiến cùng vật lộn đều không giống nhau, có thể nói không có thể bắt bẻ. Tiểu tử này lại có cái gì kỳ sách muốn thắng, ai? Khó a. Thật sâu liếc hắn một cái, Bạch Mi Chí Tôn trầm ngâm một chút, cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Bọn người người, trong lòng cũng là ý tưởng như vậy, một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Thế nhưng là thần hồn dung hợp sau Diệp Lân, lực lượng được đến tăng thêm, tốc độ cũng càng thêm nhanh, chỉ là trong chốc lát, liền đuổi tới Trác Phàm cùng Cự Long sau lưng. Quay đầu liếc hắn một cái, Trác Phàm cũng là nhíu mày, trong tay kết ấn, để Cự Long lại tăng thêm tốc độ. Ha ha ha, ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ chạy trốn, tốc độ ngươi là so ra kém ta. Cười to một tiếng, Diệp Lân hai con ngươi đỏ thẫm, mỉa mai lên tiếng, vô luận ngươi có âm mưu quỷ kế gì, tại ta dung hồn về sau đều không làm nên chuyện gì, trừ phi ngươi trước phá ta thân thể, lại phá ta thần hồn. Đáng tiếc, ngươi vật lộn bại bởi ta, căn bản làm không được. Thật sao, vậy nhưng chưa hẳn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm dương mắt hướng về phía trước nhìn một chút, nhìn thấy chính mình tuột tay dung ra cái kia lôi linh giới chính chấp động lên rạng rỡ lôi quang, bất giác khẽ cười một tiếng, trầm ngâm nửa ngày, đợi tính toán tốt khoảng cách về sau, đột nhiên hét lớn lên tiếng, tước nhi. Tức, một tiếng bén nhọn hót vang đột nhiên vang vọng trên mây, ngay sau đó, tại Trác Phàm cưỡi long hồn vừa mới thông qua cái kia trên mặt nhẫn hư không, Diệp Lân theo sát về sau, vừa vặn ở vào cái kia trên mặt nhẫn mới lúc, một đạo tử sắc sấm sét một từ cái này lôi linh giới bên trong phát ra. Ngay sau đó, một đạo chiều cao mấy chục trượng, toàn thân tử sắc lôi mang nổ vang lôi điểu, liền hô một chút, từ đuôi đến đầu, hung hăng hướng lên phía trên Diệp Lân đánh tới, nhất thời đánh hắn trở tay không kịp. Cái gì, đây là? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Diệp Lân nhất thời giật nảy cả mình, trong nháy mắt ngây người. Cái kia tử sắc lôi mang hắn quá quen thuộc, mà lại cái này tử lôi đẳng cấp, cũng so Trác Phàm cái kia gà mờ muốn cao hơn nhiều. Đây mới thực là, bá thiên lôi hoàng. Oanh thiên lôi kêu chảo. Một tiếng bén nhọn hét lớn, tước nhì bỗng nhiên hai cánh mở ra, phiến lên cuồn cuộn sấm sét phong bạo, nhất thời liền đem còn không biết xảy ra chuyện gì Diệp Lân chỗ ngồi cuốn vào. Đón lấy, hai cái sắc bén móng vuốt, mang theo hủy thiên diệt địa tử lôi uy năng, bỗng dưng liền tại bộ ngực hắn cái kia tràn ngập kim viêm địa phương nhất chảo. Phốc, kim viêm ngộ tử lôi, giống như thiên lôi đụng phải địa hỏa, hai cỗ đồng dạng hủy diệt hết thảy năng lượng đụng vào nhau, nhất thời liền bộc phát ra mạnh tiếng nổ lớn. Tước nhi bén nhọn nhất chảo chụp vào Diệp Lân cái kia cương mãnh long lân, cũng đồng dạng là thiên hạ chí cường chi mâu, đối với thiên hạ lớn nhất kiên chi thuẫn đồng dạng, đinh một tiếng, phát ra kim loại giao kích êm tai kêu khẽ. Thế nhưng là dù vậy, tước nhi đánh lén phía trước, đánh hắn trở tay không kịp, không có chút nào đề phòng. Vẫn là cứ thế mà theo trước ngực hắn vổ xuống hai mảnh lân giáp, bay về phía không trung. Chỉ một thoáng, một mảnh đỏ tươi bỗng dưng thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ trước ngực hắn. Diệp Lân cũng là bị cái này cường đại trùng kích lực thẳng vào đáy lòng, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Thấy tình cảnh này, tất cả quan sát người bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, đầy mắt kinh ngạc nhìn lấy cái kia tử sắc lôi điểu, bay lượn trên bầu trời. Biểu hiện ra không ai bị nổi ngạo khí, nhưng trong lòng thì một trận mê mang. Cái này, linh thú đến tột cùng là từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện a? Hai vị chí tôn thì là có một lần nhìn không được đứng dậy, cùng nhau kêu to mà ra, thì ra là thế. Lão gia hỏa, người cũng nhìn ra được sao? Hắc Nghiêm chí tôn nhìn về phía Bạch Mi chí tôn, một mặt vẻ kích động, tiểu tử này, thế mà bố cục bố đến sâu như vậy, còn giữ cái này nhất hậu tay. Liên tục không ngừng gật gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn cũng là một mặt nghiêm túc nói, đúng vậy a, ta đã sớm trong lòng hoài nghi, cái kia vật lộn lúc, tiểu tử này thiếp thân giới chỉ, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị cái kia Diệp Lân đánh bay ra ngoài, hiện tại toàn minh bạch, nguyên lai là chính hắn chủ động đánh bay, vì cũng là giờ khắc này, dưới đất chôn lôi. Lần này Diệp Lân, lại bị tính kế ở bên trong, bị đánh trở tay không kịp a. Cho nên nói, người không thể kiêu ngạo. Coi như ngươi mạnh hơn cũng giống vậy. Hôm nay, cái này Trác Phàm xem như cho cái này Diệp Lân thật tốt hơn mấy tiết, không biết hắn nhớ kỹ bao nhiêu, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại sâu sắc nhìn về phía cái kia lôi điểu, mi đầu không khỏi hơi nhíu lên,
thế nhưng là lấy Diệp Lân thực lực, đồng dạng linh thú rất khó làm bị thương hắn a, cái này lôi điểu lại là cái gì? Tay vuốt chòm râu, Bạch Mi Chí Tôn cẩn thận xem, trầm ngâm nửa ngày, nhưng cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, đây là chỉ cấp 6 linh thú, nhưng thực lực nhưng vượt xa cấp 6 linh thú rất nhiều a, cho dù cấp 7 cấp 8 linh thú, cũng chưa hẳn là nó đối thủ, cái này cũng có chút quái. Mà lại theo thân hình phía trên nhìn, có chút giống Lôi Vân Tước cái bóng, nhưng nó hình thể lại so Lôi Vân Tước lớn. Cái này, ha ha ha, thật sự là có cái gì dạng chủ nhân, thì có cái gì dạng linh sủng a. Trác Phàm tiểu tử này chính mình biến thái cũng liền thôi, dưỡng chỉ linh sủng cũng biến thái như vậy, quái gì đến làm cho người nhận không ra, thật sự là phục hắn. Hắc Nghiêm Chí Tôn sờ sờ rìa mép, mỉm cười gật đầu. Bạch Mi Chí Tôn liếc hắn một cái, cũng là cười khẽ vài tiếng, thở dài một hơi. Chỉ là nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Nếu như nói Diệp Lân là bất thế gia tu luyện kỳ tài lời nói, cái kia Trác Phàm chính là các phương diện đều là tài năng xuất chúng quái tài, thuận buồm xuôi gió. Đối với cái này về mặt tu luyện siêu việt thế nhân Diệp Lân, Trác Phàm cái này các phương diện đều có không tầm thường thành tựu cao thủ, lại là càng để bọn hắn coi trọng rất. Dù sao, hai quyền khó địch tứ thủ, có một số việc, không phải chỉ dựa vào thực lực thì có thể giải quyết. Sư huynh, ngươi nhìn, ta đã sớm biết tiểu tử kia khẳng định còn có âm mưu. Thái Thanh Tông phương hướng, một tên đệ tử chỉ nơi xa huyết hoa tung bay một mảnh Diệp Lân, dường như đoán chúng giải thưởng lớn đồng dạng, kích động nói. Gương mặt nhìn không được co lại, Vũ Thanh Thu hung hăng gõ gõ đầu hắn, trách mắng, tiểu sư đệ bị người ám toán, ngươi thật cao hứng có phải hay không, kích động cái gì sức lực. Không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn nói, ta xem thấu tiểu tử kia âm mưu. Cái gì ngươi xem thấu, căn bản chính là đoán mò. Tiểu tử kia lúc trước đùa nghịch không ít quỷ kế, không có não tử người mới sẽ cho rằng, tại vừa mới loại kia tiểu sư đệ không có kẽ hở tình huống dưới, hắn sẽ còn đùa nghịch quỷ kế đây. Hung hăng nguyết hắn một cái, Vũ Thanh Thu mắng to lên tiếng, nhưng rất nhanh lại khóe miệng một xẹp, bất đắc dĩ thở dài, nhưng là vì sao? Cái này còn thật bị các ngươi những thứ này không não người đoán đúng, tiểu tử này vậy mà lại đùa nghịch quỷ kế, còn thật có thể lại đùa nghịch đi ra. Lại nói, hắn từ chỗ nào tìm biến thái như vậy linh thú, đồng dạng linh thú thế nhưng là thương tổn không tiểu sư đệ mảy may a. Mi đầu bất giác nhếch lên, mọi người nhìn về phía cái kia tước nhì bóng người, cũng là sắc mặt bỗng dưng nặng nề xuống tới, một mặt hồ nghi. Bọn họ cùng Diệp Lân đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên tương đối rõ ràng cái này tiểu quái vật chỗ quái gì, cái kia thật đúng là mặc kệ mấy cấp linh thú, gặp hắn thì cùng chuột thấy mèo giống như, cúi đầu xưng thần. Cho nên Diệp Lân hắn từ trước tới giờ không dưỡng linh sủng, cũng không sợ cùng bất luận cái gì dưỡng linh sủng người so chiêu, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay thì ra như thế một cái kỳ hoa, chẳng những không sợ Diệp Lân cũng coi như, còn hung mãnh như vậy đem hắn kích thương. Thật xem như linh thú giới máy bay chiến đấu a. Đan Thanh Sinh nhìn lấy cái kia tử mang lấp lóe, cũng là một mặt cảm thán, cái này linh thú hung mãnh, thật sự là không thể tưởng tượng, đồng thời càng thêm cảm thán Trác Phàm mưu tính sâu xa tâm tư. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này lôi điểu đánh lén Diệp Lân ý nghĩ, cũng không phải Trác Phàm vẻn vẹn vì cho mình lưu hậu chiêu, mà chính là chuyên môn vì cho mình đánh bay giới chỉ tìm cớ, để Song Long Chí Tôn nhìn. Nhìn đến a, ta đánh bay chiếc nhẫn là cho địch nhân bố bẫy dập, hiện tại không hay dùng phía trên sao. Đan Thanh Sinh chạy thánh linh khoáng đi trộm kình thiên kiếm, thế nhưng là cùng ta không hề có một chút quan hệ, các ngươi không muốn oan uổng người tốt. Ha ha ha, tiểu tử này, thật sự là tâm tư kín đáo đáng sợ a. Bất giác cười nhẹ lắc lắc đầu, Đan Thanh Sinh một mặt tán thưởng, hắn còn nhớ rõ, ý nghĩ này là hắn tại nhấc lên ra dùng chữ vật giới chỉ trong bóng tối đem hắn đưa tới nơi đây lúc, Trác Phàm liền nghĩ đến. Có thể thấy được Trác Phàm mưu lược đến cỡ nào sâu xa, liền hắn đều không thể không cho viết cái chữ phục. Mà trên khán đài, Tạ Thiên Thương cùng Sở Khuynh Thành nhìn thấy Tước Nhi, trên mặt lại là bất giác tất cả đều lộ ra ấm áp cảm giác. Tước Nhi dáng người bọn họ sớm đã gặp qua, tại Bách Gia Tranh Minh phía trên, bọn họ liền gặp Trác Phàm dùng qua, lần này gặp lại, quả nhiên là có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Cái này con linh thú, nghĩ không ra đã trưởng thành đến như thế đại. Trong mắt trải qua một tia nhu sắc, Sở Khuynh Thành thì thào lên tiếng. Phụ thân, người này hảo lợi hại, ta toàn lực nhất kích cũng chỉ là theo trước ngực hắn bắt rơi hai mảnh lân giáp, không có chút nào trọng thương tại hắn.
Tước Nhi sau một kích, một cái dương cánh bay lượn liền bay đến Trác Phàm trước người, trong lòng nặng nề nói. Trác Phàm cũng là mi đầu hơi hơi lắc một cái, trong mắt hiện ra ngưng trọng ánh sáng, thở dài, đúng vậy a, đây là đánh lén tới, thế mà vẫn như cũ không cách nào trọng thương tại hắn, tiểu tử này nhục thân cường độ, đã đạt đến kinh hãi thế tục cấp độ, đồng dạng linh thú đều khó mà so sánh được, thật là đáng sợ. Ánh mắt hơi 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 khép một chút, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị Tước Nhi trùng kích về sau, không đoạn hậu phi diệp vảy chỗ đó, trong lòng bất giác gấp lên. Tước Nhi đột kích đã coi như là hắn sau cùng thủ đoạn, nếu là liền cái này cũng không thành công lời nói, cái kia chỉ có liều mạng, đây là hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận. Bởi vì hắn đáy lòng cái kia liều mạng chiêu số 10 phần nguy hiểm, không chỉ là đối với địch nhân, đối chính hắn cũng giống vậy. Cho nên vô luận như thế nào, không đến cuối cùng trước mắt, hắn thực sự không muốn xuất ra. Dù sao, cái kia nguy hiểm chiêu số, hắn chỉ là ngộ đến, còn không có tránh thức thực hành qua. Hô hô hô, tiếng gió bên tai bay phất phới, Diệp Lân trên không trung sau bay lên ngã lộn nhào, ngực ngụm máu tươi như là hoa tuyết trên không trung dập dờn, sấn ra một mảnh đỏ tươi chi sắc. Kít, một chỗ, Diệp Lân sống lưng một cái, bỗng nhiên dừng thân. Chậm rãi cúi đầu, nhìn đến trước ngực mình một mảnh máu thịt be bét dạng, sắc mặt đột nhiên liền giận lên, trong mắt đột nhiên lộ ra từng tia dữ tợn hung quang. Từ khi ta tiếp nhận sư phụ một long huyết tẩy lễ, lấy sư phụ một cái nghịch lân thực thân thể, luyện thành cái này thân thể rồng vàng về sau, cho tới bây giờ không có ở thân thể phía trên bị thương thành bộ dáng này. Trác Phàm, ngươi là người thứ nhất. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Diệp Lân hung hăng nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một bên Tước Nhi, trên mặt cuối cùng lộ ra tránh thức sát ý, long lân chính là long chi đĩ đực, bị người xé toang long lân, chính là long tộc sỉ nhục. Trác Phàm, lần này ngươi tính toán thật chọc giận ta. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm trong lòng cuối cùng minh bạch, vì sao tiểu tử này thể phách tráng kiện như vậy, liền Tước Nhi ra sức nhất kích đều không thể đưa nó hoàn toàn trọng thương. Nguyên lai hắn cùng chính mình một dạng, đều là được đến thánh thú trên thân thể một bộ phận. Chính mình kỳ lân tí chính là trùng thiên kỳ lân cước biến thành, cho nên hắn kế thừa kỳ lân cự lực. Mà Diệp Lân trên thân lân giáp, chính là phần thiên long tổ lấy tự thân nghịch lân ban tặng, cứng rắn không gì sánh được. Phải biết, long tộc tử đệ trên thân lân giáp vô số, chỉ có bên tai sau một cái nghịch lân vì cứng rắn nhất chỗ, cũng là lớn nhất lấy làm tự hào chỗ. Bởi vậy thường nhân đạo, động nghịch lân liền tương đương rung động lòng người vốn liếng tuyến, là nhất không thể dễ dàng tha thứ mạo phạm. Bây giờ long tổ lấy nghịch lân cắm vào hắn thân thể, lại lấy long huyết thay hắn đoán thể. Quả nhiên là đối với hắn che chở đầy đủ, ký thác kỳ vọng. Cũng khó trách, hắn thể phách cứng rắn như thế, hắn lại đối cái này lân giáp coi trọng như thế. Bây giờ Trác Phàm kéo hắn hai khối lân giáp, liền tương đương rút hắn nghịch lân, phiến hắn cái tát, lại là đáy lòng của hắn lớn nhất lấy làm tự hào kiêu ngạo bị Trác Phàm xâm phạm, khó trách lúc trước còn tự xưng cùng Trác Phàm là cùng loại người, muốn thu phục Trác Phàm hắn, giờ này khắc này, lại là động tránh thức sát ý. Nghĩ tới đây, Trác Phàm tâm cũng không thấy bỗng dưng trở nên nặng nề, bởi vì từ đó bắt đầu, cái này lại không là một trận phổ thông thắng bại quyết đấu, mà là chân chính vật lộn sống mái. Ngươi không chết, chính là ta vong. Đối phương đã động tránh thức sát ý, chính mình như còn lấy thắng bại chi tâm đối chiến, nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Kết quả là, Trác Phàm thở sâu, ánh mắt cũng là bất giác lạnh xuống đến, liền mang theo bên cạnh hắn Tước Nhi cũng là cảm thấy không khí này biến hóa vi diệu. Trong mắt cũng xẹt qua từng tia lãnh mang. Chỉ một thoáng, hai người bốn phía bầu không khí đột nhiên một chút liền bình tĩnh trở lại, chỉ bất quá dạng này bình tĩnh lại là hiện ra tĩnh mịch. Lúc này, hai trong mắt người đều là không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Trong lòng bất giác giật mình, Vũ Thanh Thu tựa hồ cũng cảm thấy trong chiến trường bầu không khí không đúng, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, chuyện gì xảy ra, chỗ đó sát khí làm sao lại đột nhiên nặng. Chẳng lẽ nói... Tiểu sư đệ động tránh thức sát ý. Không thể nào, sư huynh. Diệp Lân tiểu tử kia bình thường cà lơ phất phơ, thật muốn giết người cũng là giơ tay nhấc chân sự tình, chưa từng có động đậy tránh thức sát khí, cho dù vừa mới bị ngược đánh lợi hại như vậy, hắn cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi a. Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, rất là kỳ lạ đạo, nhưng lại bị Vũ Thanh Thu phất phất tay, đánh gãy, ta cũng chưa từng thấy qua tiểu sư đệ tránh thức lộ ra sát ý bộ dáng.
có lẽ là bởi vì trước kia chưa bao giờ gặp phối để hắn sinh ra sát tâm người a, nhưng lần này. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Vũ Thanh Thu trong lòng bỗng dưng lo lắng. Thân là Thái Thanh Tông đệ tử bối phận lo liệu việc nhà lĩnh đội, hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Lân ra chuyện, nhưng làm đối thủ, hắn cũng không muốn Trác Phàm hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao nhiều ngày như vậy đối chiến xuống tới, các tông đệ tử tâm tính, mọi người lẫn nhau đều đã giải đến không sai biệt lắm. Bởi vì cái gọi là cùng chung chí hướng, thần giao đã lâu, giống Trác Phàm dạng này cùng bọn hắn cùng chung chí hướng, đồng dạng hướng về đại đạo tiến lên đối thủ, hắn cũng không hy vọng có cái gì sơ suất. Nhưng là hiện tại, rất rõ ràng, hai người tiến vào sinh tử chiến, quả nhiên là để hắn do dự cực kỳ. Song Long Chí Tôn xa bên ngoài chiến trường, nhưng là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, cũng cảm thấy không khí này không thích hợp, trong mắt tinh quang lóe lên, mi đầu bất giác cùng nhau nhăn lại tới. Không khí này, bình tĩnh đến đáng sợ a. Hắc Nghiêm Chí Tôn sờ sờ rìa mép, ngưng trọng nói. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Bạch Mi Chí Tôn đồng dạng thở dài một hơi, sâu xa nói, hai cái tiểu gia hỏa đánh đỏ mắt, xem ra là muốn liều mạng. Bất luận nói thế nào, hai người này đều là Tây Châu tương lai, không thể có tổn hại. Nếu là không có cách nào lời nói, không thể nói được chúng ta hai cái lão gia hỏa liền muốn bình sinh đến nay lần thứ nhất Song Long hội làm trái quy tắc, xuất thủ can thiệp. Tuy nhiên cái này có hại chúng ta Song Long viện công bình công chính, nhưng không thể không nói, đáng giá. Nhẹ nhàng gật đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn biểu thị tán đồng, nhưng rất nhanh vừa bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lão gia hỏa, năm đó Thanh Sinh ra lớn như vậy sự tình, chúng ta vì Tây Châu ổn định, đều chủ trương gắng sức thực hiện công bình. Không nghĩ tới hôm nay đối hai cái không liên quan tiểu gia hỏa, lại muốn từ bỏ nguyên tắc. Là chúng ta lão, tâm biến mềm, vẫn là, chúng ta nguyên tắc biến. Trong lòng hơi hơi trầm ngâm một trận, Bạch Mi Chí Tôn từ chối cho ý kiến lắc đầu, lại là trầm mặc. Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc hắn một cái, cũng không nói gì, nhưng là trong lòng rõ ràng, trong lòng hai người năm đó đối Đan Thanh Sinh xử trí, vẫn là hối hận. Cho nên tại hiện tại, tại hai bọn họ đáy lòng, Song Long Viện danh dự, tuyệt đối công bình công chính lão đại hình tượng, đối bọn hắn đã là không còn trọng yếu như vậy. Tước Nhi, phía trên. Trong chiến trường, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, liền cưỡi chính mình long hồn bỗng nhiên hướng Diệp Lân xông đi lên. Tước Nhi nghe đến thét ra lệnh, cũng là hét lên một tiếng, theo nghênh tiếp. Hiện tại Trác Phàm tất cả thủ đoạn ra hết, sẽ không có gì kỳ mưu diệu kế chuẩn bị ở phía sau, chỉ có thể cứng đối cứng, cùng đối thủ chính diện giao phong. Trong lúc nhất thời, hai người một chim, chiến làm một đoàn. Diệp Lân hồn thể hợp nhất, hung mãnh không gì sánh được, đối lên Trác Phàm cùng Tước Nhi hai người liên thủ, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Đinh đinh đang đang kim loại giao kích âm thanh không ngừng rung động, khủng bố đối chiến dư âm như sóng biển đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán ra, lúc này đem bốn phía tất cả mọi thứ chấn thành bụi phấn, tiêu tán vô tung. Diệp Lân thân thể cứng như tinh cương, Trác Phàm cho dù lực lượng mạnh hơn, cũng khó làm thương tổn hắn mảy may, ngược lại là đối với hắn nhất quyền nhất cước, chống đỡ đến rất là vì khó khăn. Dù sao, hắn có thần hồn tăng thêm, quyền cước bên trong đều mang Kim Long Vương toàn lực nhất kích, cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng năng lượng trùng kích, lúc này để Trác Phàm khó có thể chống đỡ. Bất đắc dĩ ở giữa, Trác Phàm nhất định được để cho mình long hồn tùy thời chuyển hóa hình thái, Tứ Long Vương luân phiên ngăn cản Diệp Lân tiếp ngay cả công kích. Nhưng cứ như vậy, Trác Phàm thần hồn lại bị thật sâu uy hiếp. May mà có Tước Nhi ở một bên trợ trận, vốn là tại tử lôi bên trong sinh ra nàng, rất có bá thiên lôi hoàng phong phạm, gặp phải cái kia kim viêm cũng không sợ chút nào, lốp ba lốp bốp tử lôi nhất thời như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Diệp Lân mãnh liệt tập kích quá khứ, nện ở toàn thân hắn một mảnh kim sắc trong biển lửa, phát ra bạo hưởng, lệnh hắn không thể không phân ra một bộ phận kim viêm đến phòng ngự. Tước Nhi tử lôi, có thể cùng Trác Phàm cái kia gà mờ tử long vương khác biệt, đó là chuyên công tử lôi một đạo, tu hành nhiều năm thành quả. Thậm chí, Tước Nhi hoàn toàn có trở thành một đời mới bá thiên lôi hoàng tiềm chất. Cho nên lục trọng thiên tử lôi thần uy, làm cho Diệp Lân cũng không dám như lúc trước như vậy, đem tất cả kim viêm tụ tại một tay đến công Trác Phàm bọn họ, cái này không khỏi hoàn toàn ngăn chặn hắn không ít thủ đoạn. Nhưng dù vậy, từ khi lúc trước hai người thiết kế Diệp Lân, đánh lén đắc thủ về sau, liền không còn có lần nữa thương tổn hắn cơ hội. Ngược lại một người một thú, bị Diệp Lân thực lực cường đại ép tới rơi vào hạ phong. Kết quả là,
hai người này một thú cứ như vậy giằng co, tuy nhiên có phân chia mạnh yếu, nhưng trong thời gian ngắn lại là ai cũng không làm gì được ai. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm mặc dù ở vào hạ phong, nhưng lại dị thường bình tĩnh, mắt thấy lúc đối chiến ở giữa liền muốn đến, lập tức hai người cũng là thế hòa không phân thắng bại kết thúc, hắn mặc dù cũng muốn thắng, nhưng lại không vội. Bởi vì hắn minh bạch, loại này chấp nhất cầu thắng tâm, Diệp Lân so với hắn càng sâu. Chỉ muốn đối phương trước gấp, thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở, có lẽ thì lại là một cái quyết thắng cơ hội tốt, nóng vội ăn không đậu hũ nóng, cũng là lý do này. Tựa hồ nhìn ra Trác Phàm tâm tư, hoặc là nói là Trác Phàm cố ý để Diệp Lân nhìn ra, lấy kích trong lòng của hắn vội vàng, Diệp Lân quả nhiên nhướng mày, trong lòng có chút lo lắng. Muốn một hơi đem Trác Phàm toàn lực cầm xuống, nhưng lại thỉnh thoảng liếc về phía một bên Lược Trận Tước Nhi, trong lòng do dự. Nhưng là thời gian, xác thực liền phải chờ không kịp. Bính bính bính. Từng tiếng tiếng vang không ngừng phát ra, Diệp Lân vừa mới vung ra một cái kim lân lóe, Trác Phàm liền lập tức gọi đến Thanh Long Vương đem cái kia tất cả kim lân toàn bộ hấp thu luyện hóa. Diệp Lân tiến lên muốn đem Thanh Long nhất trảo trọng thương, Tước Nhi lại là nhất thời cắm vào, cường đại tử lôi cùng hắn hung hăng đụng vào nhau, tiếp lấy lần nữa bay khỏi. Để trong lòng của hắn kiêng kỵ, 10 phần lực đạo cũng không dám ra 8 điểm. Giờ này khắc này, hắn mặc dù chiếm thượng phong, lại là bó tay bó chân, nhiều có điều cố kỵ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, trước hết giải quyết con chim chết bầm kia không thể. Mí mắt hơi hơi run run, Diệp Lân bất giác khẽ cắn môi, trong lòng làm lấy tính toán. Âm dương long câu chảo. Bỗng nhiên, Diệp Lân song đồng tinh mang chợt lóe lên, đột nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Một tay hóa thành vạch chảo, trên vút liệt diễm thao thiên, dường như có thể xé rách bầu trời giống như, nhất chảo hướng Trác Phàm trái tim đánh ra. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm vội vàng nâng lên kỳ lân tí hướng về phía trước chặn lại, lại là tại cái kia thần tí về sau, khóe miệng xẹt qua một đạo vui cười đường cong, người trẻ tuổi, cũng là không có kiên nhẫn, ha ha ha. Hiu, cái kia kim sắc nhất chảo, phát ra đâm người màng nhĩ tiếng ong bay. Chớp mắt tới gần Trác Phàm trước người. Mà Trác Phàm thì là run run cánh tay, nhất thời đem kỳ lân tí làm một mặt thuẫn bài, vững vàng bày tại phía trước, lại là không sợ chút nào. Dù nói thế nào, cái này kỳ lân tí cũng là trùng thiên kỳ lân chi vật, người chiêu này lợi hại hơn nữa, đánh vào trên người của ta hắn bộ phận, ta tất xương cốt đứt gãy, nhưng ở cái này kỳ lân tí lên sao, hừ hừ, muốn thương tổn ta nhưng là không dễ dàng như vậy. Cho dù người đây mới thực là long chảo, cũng giống vậy. Tức, một tiếng hót vang, Tước Nhi nhìn thấy Diệp Lân chuyên công Trác Phàm, không khỏi vội vã nhào tới trước viện trợ, chính là một chiêu vây ngụy cứu triệu kế sách. Sắc bén nanh vuốt, hung hăng hướng hắn mặt chộp tới. Lần này, Diệp Lân nếu là lại tiếp tục đánh hạ đi lời nói, hắn một chảo này chộp vào Trác Phàm kỳ lân tí phía trên, nhiều lắm thì kim viêm năng lượng trùng kích, thẳng vào trong cơ thể hắn, vết thương nhẹ hắn mà thôi. Thật nghĩ trọng thương hoặc là một lần hành động muốn Trác Phàm mệnh, lại là tuyệt đối không thể nào. Nếu không ngươi đem cái này kỳ lân tí mặt mũi, để ở nơi đâu. Mà khi đó, Tước Nhi cuồng bạo tử lôi cùng cái kia móng vuốt lại là có thể đem hắn bắt cái khuôn mặt biến dạng, phá hắn một chỗ phòng ngự, hắn trên thân lỗ thủng, trừ ở ngực bên ngoài, thì sẽ tăng thêm một chỗ, làm cho đối phương càng có thể thừa dịp cơ hội. Hai bên so sánh xuống tới, thật sự là hại nhiều hơn lợi. Không khôn ngoan tiến hành. Như lúc trước ba người giao chiến đã lâu, tình huống như vậy cũng xuất hiện qua nhiều lần, mỗi khi hắn muốn công hai người này một phương lúc, một người khác tuyệt đối sẽ hướng về phía hắn muốn hại đánh tới, làm cho hắn không thể không trở về thủ, cho nên tại hắn mỗi lần không cách nào xuất toàn lực, rất buồn bực. Lần này cũng giống vậy, nhưng lại khác biệt, bởi vì Diệp Lân trong mắt đã lại không vẻ chần chờ, dường như song công tại chiến dịch, tình nguyện bị cái kia Tước Nhi lại thương tổn một lần. Cũng muốn tấn công mạnh Trác Phàm không thể, chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. Tiểu tử, ngươi dám, chúng ta hai chọi một, lấy thương đổi thương đấu pháp, nhưng đối với ngươi không có nửa phần chỗ tốt. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm lần nữa đe dọa lên tiếng, nhưng trong lòng là một trận cười nhạo, cái này nha quả nhiên nóng vội. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Diệp Lân cười lạnh, không chút phật lòng, lấy thương đổi thương. Hừ hừ, ngươi suy nghĩ nhiều. Coi như ta Diệp Lân lúc trước bên trong ngươi không ít âm mưu quỷ kế, nhưng còn không đến mức là cái mãng phu, lại vào ngươi bộ. Lần này, ta nhưng là muốn trước tiên đem cái kia viện trợ ngươi linh sủng giải quyết lại nói.
Vừa dứt lời, Diệp Lân lúc này phạch một cái, biến mất bóng người, chỉ còn lại có một cái ngọn lửa màu vàng hình người hư ảnh, vẫn như cũ duỗi ra nhất trảo tại hướng Trác Phàm chộp tới. Thế nhưng là chỉ có Kim Viêm mà không có Diệp Lân thân thể lực lượng chèo chống, một trảo này cho dù bắt đến Trác Phàm trên thân, cũng bất quá là mưa bụi thôi, dù sao Trác Phàm có Thanh Viêm còn có Thiên Ma Đại Hóa Quyết hắc khí có thể tiêu trừ cỗ năng lượng này, ngược lại là dễ dàng vô cùng. Bất quá, cũng liền trong cùng một lúc, Diệp Lân bóng người lại là hô một chút xuất hiện tại cái kia Kim Viêm hư ảnh một bên, đồng dạng là một chiêu vạch trảo, hung hăng chụp vào chính hướng hắn đánh tới Tước Nhi phương hướng. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người gặp này bất giác cùng nhau kinh hãi. Từ khi kiến thức Trác Phàm Tử Long Vương về sau, mọi người liền đã biết, cái này tử lôi năng lượng cuồng bạo, luận công kích tự nhiên là cường hãn cực kỳ, nhưng là phòng ngự lại là lỗ thủng bày ra, không kịp Thanh Viêm cùng Kim Viêm kéo dài không dứt, phòng thủ tinh mịn. Cho nên Diệp Lân một chảo này trực tiếp chụp vào Trác Phàm ngược lại không quan trọng, Trác Phàm Kỳ Lân Tí hoàn toàn có thể đưa đến trường thành bằng sắt thép tác dụng. Nhưng chụp vào Tước Nhi lời nói, đây cũng là lớn nhất đại nguy cơ. Tước Nhi thế nhưng là rất dễ dàng bị cái này long chảo cào thương, mà Tước Nhi một thương tổn, hai người phối hợp lúc này liền sẽ thất bại. Diệp Lân đem lại tránh lo âu về sau, đánh bại Trác Phàm cũng chỉ là vài phút sự tình. Cái này thật sự là, hai người đối chiến bên trong, thời gian nhanh phải kết thúc trước lớn nhất thời khắc nguy cơ. Tước Nhi tựa hồ cũng là cả kinh, không ngờ tới đối phương lần này vậy mà vọt thẳng nàng đến. Cảm thụ lấy cái kia cỗ ngập trời sát khí cùng long chảo phía trên sắc bén chi lực, nàng lông vũ cũng bất giác từng chiếc dựng thẳng lên đến. Âm dương long câu chảo, một chiêu thực, một chiêu hư, hư thực kết hợp. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Diệp Lân cái kia hung mãnh nhất chảo lập tức liền muốn được tay, không khỏi cười to lên, Trác Phàm, người lúc trước âm ta nhiều lần như vậy, lần này cũng dở đến phiên ta âm ngươi một lần đi. Vừa mới ta hướng ngươi ra chiêu là hư chiêu. Tránh thức thực chiêu, là đúng ngươi cái này linh sủng. Hiện tại các ngươi đã không kịp phối hợp với nhau, ta đắc thủ, ha ha ha. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm không có lên tiếng, chỉ là yên lặng ngừng tại hư không. Vây xem mọi người gặp, bất giác cũng là cùng nhau trong lòng run lên, nghĩ không ra cái này Diệp Lân, cũng bắt đầu chơi dương đông kích tây trò xiếc, Vũ Thanh Thu càng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, ha ha ha. Tiểu sư đệ này, rốt cục bắt đầu dùng đầu óc. Bất quá đây cũng không phải là hắn chỉ đột, hiện tại mới khai khiếu, thật sự là trước kia không có một cái nào đối thủ, có thể phối để hắn dùng đầu óc a. Bỗng dưng, mọi người đều nhìn về cái này quan trọng tính một màn, tựa hồ thắng bại lập tức liền muốn công bố. Thế mà, ngay tại lúc này, Trác Phàm khóe miệng lại là lại lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, phải đồng tử bên trong, một đạo vầng sáng màu vàng óng ngay tại rạng rỡ phát sáng, ha ha ha. Ta ngược lại là không quan tâm ngươi chiêu này có cái gì kỳ quặc ở bên trong, chỉ cần ngươi chịu không chút kiêng kỵ ra chiêu, vậy liền đầy đủ. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Bạch, vừa dứt lời, một nói không gian ba động đột nhiên phát ra, đột nhiên ở giữa, Trác Phàm cùng Tước Nhi vị trí, đúng là bỗng dưng một chút trao đổi tới. Biến thành Tước Nhi nghênh kích Diệp Lân chiêu kia hư chiêu, mà Trác Phàm nghênh kích hắn thực chiêu. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ. Diệp Lân bất giác giật nảy cả mình, kêu lên, đây là có chuyện gì, cái kia chim đâu? Phốc! Cùng lúc đó, một tiếng tố tiếng vang lên, cái kia Kim Viêm tạo thành bóng người, nhất thời bị Tước Nhi hai cánh khẽ vỗ, từng đạo tử lôi nổ vang, liền triệt để đánh tan. Ngay sau đó, Tước Nhi lúc này hướng Diệp Lân ở ngực chộp tới. Sắc bén nanh vuốt, đã nhắm ngay cái kia mảnh không có lân giáp hộ thể trước ngực, cái này nếu là bắt được lời nói, lúc này tử lôi nhập thể. Đem hắn ngũ tạng lục phủ bổ đến không còn sót lại một chút cặn. Đến lúc đó, Diệp Lân đừng nói thắng, liền mạng nhỏ đều có thể khó giữ được, thân thể bị hủy vậy cũng là nhẹ. Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu bất giác giật mình, tâm bỗng dưng thì gấp lên, hai vị trí tôn cũng là nhịn không được đứng người lên, muốn giải cứu, lại cũng không kịp. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ai có thể nghĩ tới, hai người vị trí hội nhất thời biến hóa. Diệp Lân vốn là muốn mở ra thông hướng thắng lợi cửa lớn, lúc này lại là nhất thời rơi vào lớn nhất cảnh hiểm nguy. Đi tu mở rộng, để cái kia lôi điểu hướng hắn đánh tới. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Lân quả thực liền muốn dọa đến hồn phi phách tán, công hướng Trác Phàm cái kia nhất chảo cũng không dám lại đánh hạ đi, muốn thu hồi tới lui phòng, nhưng lại nhất thời thu không trở lại.
Rơi vào đường cùng, Diệp Lân đành phải né người sang một bên, ba một tiếng vang thật lớn, tước nhi tại hắn trên sống lưng lại vổ xuống hai mảnh kim quang lập lòe lân giáp, mặt trên còn có liệt diễm nốt động. Đỏ tươi dòng máu nhuộm đầy sau lưng, thẳng đem hắn đau đến nhe răng trợn mắt, mà cái này bất chợt tới một lần trọng thương, cũng đánh gãy hắn hướng Trác Phàm chộp tới nhất chảo. Chăm chú sách lược bận rộn nửa ngày, chính mình lại bị trọng thương một lần, lại liền đối phương một cọng lông đều không mò lấy, lại chính là bồi thường thêm a. Tước nhi vẫy cánh, lần nữa trở lại Trác Phàm chỗ đó, đem chảo bên trong long lân ném đi, nói xin lỗi, phụ thân, hắn vừa mới quay người, không phải vậy ta nhất định có thể đem lòng hắn móc ra. Không sao, đó là hắn phản ứng nhanh, không trách ngươi. Mà lại chúng ta lần này cũng coi là có đại thu hoạch, hắn hiện tại đã có hai nơi lỗ thủng. Một hồi chúng ta tiền hậu giáp kích hắn, nhìn hắn là chú ý trước vẫn là phòng về sau, ha ha ha. Cười to một tiếng, Trác Phàm một mặt hí ngược nhìn về phía Diệp Lân, cười nhạo nói, rõ ràng có thể dựa vào cậy mạnh chiến thắng, hết lần này tới lần khác phải động não tử. Lấy mình sở đoản, tấn công địch chi trưởng, người không biết đây là rất ngu xuẩn sao. Tại lão tử trước mặt chơi âm mưu quỷ kế, dương đông kích tây, tiểu tử, người còn quá non. Gương mặt nhìn không được rút rút, Diệp Lân một mặt phẫn hận chừng lấy Trác Phàm, hàm răng cắn rát băng vang lên. Vây xem mọi người nhìn thấy, cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, nguyên lai tưởng rằng lần này là Diệp Lân đem Trác Phàm tính kế, nhưng không nghĩ tới còn bị người ta tương kế tự kế, đem chính mình tính toán đi vào, trận chiến này đánh cho, ai? Ôn Đào nhìn lấy bộ kia Diệp Lân tức hổn hển tràng cảnh, cũng là liên tục cười khổ, cái này căn bản là IQ nghiền ép a, rõ ràng cái này Diệp Lân thực lực siêu phàm, lại luôn bị Trác Phàm tiểu tử này nắm mũi dẫn đi, ngay cả mình đạo thống đều mất phương hướng. Nếu là hắn có thể kiên trì chính mình đạo thống, liền sẽ không bị người ta như thế đùa nghịch xoay quanh. Đạo thống, lông mày nhíu lại, Tạ Thiên Thương nhìn về phía Ôn Đào nói. Hơi hơi gật gật đầu, Ôn Đào cười nhạt tiếng nói. Không tệ, đạo thống là chúng ta tu giả trung thân truy cầu chỗ. Có người truy cầu thực lực, có người truy cầu địa vị, có tôn trọng lấy đức phục người vương đạo, có tuân theo dùng võ hàng người bá đạo. Mọi người thăm dò thuộc về mình đạo thống, từ đó hình thành chính mình đặc biệt hành vi chuẩn tắc. Cái kia Diệp Lân không là ưa thích trực lai trực vãng à, vậy liền chân ướt chân giáo liều a. Thế nhưng là gặp phải cái này Trác Phàm về sau, hắn bị người mưu hại mấy lần, lại cũng mê mang, lại cách mình đạo. Rơi vào người khác đạo thống bên trong, cái này liền để người ta nắm mũi dẫn đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Ôn Đào ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, sâu xa nói, thời gian nhanh đến, đoán chừng cái kia Diệp Lân còn lại thời gian hội càng thêm cẩn thận, sẽ không lại mắc lừa, Trác Phàm muốn một hơi đánh bại hắn cũng không có khả năng, hẳn là một cái thế hỏa không phân thắng bại đi. Thế mà, hắn vừa dứt lời, liền nghe bên trong chiến trường kia, Trác Phàm cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời. Có ý quát lớn, ai nha, lập tức tới ngay thời gian, xem ra chỉ có thể bình a. Thân thể không khỏi một cái lảo đảo, Ôn Đào thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, cái này Trác huynh thật là xấu tâm, coi như tại một khắc cuối cùng, cũng không quên kích cái kia Diệp Lân một chút. Đồng dạng là đối thắng lợi khát vọng, Trác huynh đây chính là âm hiểm được nhiều a, nhất định phải dẫn dụ đối phương đang nóng nảy phía dưới, lộ ra chân ngựa không thể. Tạ Thiên Thương nghe đến, lại là từ chối cho ý kiến cười cười, không chút phật lòng, dù sao hắn vốn là như thế. Ôi ôi ôi! Từng ngụm thở hổn hển, Diệp Lân thể xác tinh thần đều mệt, trước ngực giữa lưng đều đau, hung hăng chừng lấy đối diện cái kia một người một thú, trong lòng phẫn hận, lại là không biết nên như thế nào hành sự. Cái này nha, thật sự là quá giảo hoạt, hắn như gấp, dễ dàng mắc lừa, hắn như chậm phía dưới lời nói, thì càng là mắc lừa. Làm cho đối phương bảo vệ cùng, xưng đối phương tâm ý. Chính là khiến người ta tiến thoái lưỡng nan, không biết nên như thế nào hành sự. Trong lúc nhất thời, hắn lại đầy trong đầu mê mang, không biết làm sao bây giờ. Bình sinh đến nay, hắn vẫn là lần đầu gặp phải giống Trác Phàm khó chơi như vậy đối thủ, rõ ràng thực lực không bằng hắn, nhưng chính là để lòng hắn cháy khí nóng nảy, cầm đối phương không có cách nào. Thế mà, thì trong lòng hắn lộn xộn. Không đúng phương pháp thời điểm, hét lớn một tiếng lại là bỗng nhiên truyền đến hắn trong tai, tiểu sư đệ, cái kia là cố ý thúc người nóng vội, cho người thiết kế đây, người không được mắc lừa, không biết như thế nào hành động lúc, suy nghĩ một chút trong lòng nói. Thân thể bất giác lắc một cái, Diệp Lân quay đầu nhìn qua,
lại chính gặp gọi hàng người, đúng là hắn đại sư huynh Vũ Thanh Thu không thể nghi ngờ. Mí mắt nhỏ khẽ run run, Diệp Lân tựa hồ minh bạch thứ gì, hắn hiện tại không biết như thế nào làm việc, thậm chí mỗi lần thụ người chế trụ, nguyên lai là trong lòng của hắn đạo thống mê mang. Kết quả là, thật sâu hít một hơi, Diệp Lân lúc này bình tĩnh trở lại, nhắm hai mắt, trong lòng suy nghĩ quá khứ đủ loại hết thảy. Sư phụ, ngày mai chúng ta tông môn liền muốn ngoại môn thi đấu, nội môn chỉ quay 10 người, ta ở ngoại môn mới hàng 21 vị, làm sao bây giờ? Thiếu niên Diệp Lân đứng tại Long Tổ trước mặt, một mặt sầu lo mà nói. To lớn Long Đồng bên trong tràn đầy lạnh lùng, Long Tổ nhẹ mở Long Khẩu, đem phía trước cái kia 20 người đều xử lý. Thế nhưng là ta đánh không lại bọn hắn a. Toàn bộ xử lý, không phải vậy về sau cũng đừng tới gặp lão phu. Long Tổ lời nói tràn đầy lạnh, không thể làm trái. Sắc mặt bất giác một xẹp, thiếu niên Diệp Lân không khỏi bĩu môi, khổ sở nói, bọn họ bất luận võ kỹ công pháp đều tại trên ta, thế nào làm rơi. Mà lại, nội môn tuyển 10 người mà thôi, ta xử lý 10 người liền đầy đủ đi. Hừ, không có tiền đồ, lăn. A, sư phụ, ngươi làm gì mắng ta, ta nói không đúng sao. Nhân loại đều là đầu cơ trục lợi, mềm yếu không chịu nổi thế hệ, ngươi nếu là như vậy muốn lời nói, còn thật không có tư cách bái lão phu làm thầy. To lớn Long Đồng hơi hơi hư hư, Long Tổ hơi hơi giãn ra một chút long thân, đạm mạc mở miệng, tại linh thú giới, các chủng tộc linh thú đẳng cấp rõ ràng, sắp xếp có thứ tự, người biết tại sao không? Lắc đầu, thiếu niên Diệp Lân biểu thị lão tử không phải linh thú, làm sao có thể biết cái kia chứng sự tình. Khinh thường bĩu môi, Long Tổ khoan thai lên tiếng, đó là bởi vì, thượng cổ thời kỳ, hỗn độn sơ khai, linh thú thực lực bài danh, sau cùng thua, trung thân liền dừng lại. Đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu, đều là như thế. Bởi vì là thứ nhất thay thất bại, vĩnh viễn rơi vào người sau. Chúng ta ngũ đại thánh thú, sừng sững tại linh thú tối đỉnh phong vị trí, đã từng tánh mạng tương bác, nhưng cuối cùng vẫn không có phân thắng bại, mới có thể đặt song song xương vương. Nhưng là mỗi người trong lòng, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến, trở thành vạn thú độc tôn. Cho nên, chúng ta linh thú có chính mình đạo, thì một chữ thắng. Một phen thắng lợi, bao hàm sinh mệnh, vinh dự, tôn nghiêm chờ một chút tất cả mọi thứ, bởi vậy mặc kệ đối phương người nào, mạnh yếu như thế nào, nhân số như thế nào, ngươi cho lão phu nhớ kỹ, làm lão phu đệ tử, ngươi chỉ cần làm đến một chút liền có thể, thắng. Khác nói các ngươi tông môn chỉ lấy 10 người, coi như nó lấy 100 người, ngươi cũng muốn thắng qua toàn bộ nhân tài được, coi như liều lên tánh mạng cũng giống vậy, không thể buông tha, dũng giả thắng. Còn có 3 tháng. Sau 3 tháng, nhìn ngươi thành tích. Nói, Long Tổ hai con ngươi khép lại, đã lại yên tĩnh địa bàn nằm ngủ đến, không nói một lời. Thiếu niên Diệp Lân khom người cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Sau 3 tháng, một đạo hỏa mang lóe qua, Diệp Lân thân thể đã là lại một lần xuất hiện tại Long Tổ trước mặt, chỉ là lần này, hắn toàn thân cao thấp gân mạch đứt từng khúc, đã là hấp hối. Sư phụ, ta thắng. Diệp Lân nhìn về phía Long Tổ chỗ đó, hơi hơi động động bờ môi, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Long Tổ lạnh lùng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, toàn thắng sao? Đúng vậy a, ta đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, ta cùng bọn hắn liều mạng, bọn họ toàn cho là ta điên, ai cũng không dám đến liều, sau cùng ta phải đệ nhất. Khóe miệng xẹt qua suy yếu nụ cười, Diệp Lân sâu xa nói, sư phụ, người nói đúng, nhân loại đều là đầu cơ trục lợi. Mềm yếu không chịu nổi thế hệ. Bọn họ không có một người dám cùng ta liều, ta thì thắng. Chỉ bất quá, ta gân mạch đứt đoạn, đã là phế, nội môn không muốn ta, có người càng cười ta khờ. Bất quá ta không quan tâm, thắng, thật rất thoải mái. Vì một khắc này, ta giá trị. Hơi hơi gật gật đầu, Long Tổ cuối cùng tán đồng gật đầu, thường nhân đều bị danh lợi che mắt, không hiểu thắng lợi giá trị. Người biết điểm này. Thì xứng làm ta phần Thiên Long Tổ đệ tử, thay lão phu làm việc. Ông! Một tiếng vô hình không gian ba động vang lên, Long Tổ mi đầu ngưng tụ, nhất thời theo giữa lông mày chảy ra một thiêu đốt lấy liệt diễm huyết dịch, cái kia huyết dịch như khỏa minh châu giống như chậm rãi rơi vào Diệp Lân mi đầu ở giữa, sau đó ẩn không tiến vào. Đón lấy, Long Tổ to lớn long chảo bên tai căn sau một vệt, nhất thời kéo xuống một mảnh sắc bén phong mang lân giáp đến. Lại đúng là hắn cái kia cứng rắn nhất nghịch lân. Như là một chương to lớn chăn mền giống như,
chậm rãi che ở Diệp Lân trên thân. Ngay sau đó, Long Tổ miệng phun kim viêm, đem Diệp Lân cùng cái kia Long Lân cùng nhau thiêu đốt. Chờ 77 đến 49 ngày về sau, Diệp Lân thoát thai hoán cốt, thành là chân chính Long Tổ truyền nhân, hôm nay tuyệt thế thiên tài. Mà Long Tổ giã thú chi đạo, hắn cũng kế thừa, cái kia chính là, thắng. Một khi thua, liền tương đương thua trận hết thảy. Bỗng nhiên mở ra song đồng, Diệp Lân trong mắt đã lại không một tia do dự, ngược lại tràn đầy vẻ kiên định. Hiện tại, hắn đối với hắn đạo thống đã là hoàn toàn kiên định xuống tới. Đùa nghịch nhiều như vậy tiểu hoa chiêu không có gì quan trọng, cũng không phải bọn họ thánh thú đệ tử tác phong. Hắn muốn làm chỉ có một việc, thắng. Coi như đối phương hai người liên thủ khó đối phó, vậy hắn muốn làm cũng bất quá là liều lên mệnh, cũng muốn thắng. Trong lòng nói đã xác định, Diệp Lân tinh thần trạng thái đột nhiên rực rỡ hẳn lên, cái kia đạo ánh mắt kiên định, cho dù là Trác Phàm gặp, cũng không thấy trong lòng run lên. Dường như cái kia hai đạo sắc bén ánh sáng, giống như hai đạo lợi kiếm, có thể đâm vào trái tim hắn một dạng. Tước Nhi, cẩn thận một chút, tiểu tử này đã xác định trong lòng nói, rất khó lại bị đùa bỡn, cái này thế nhưng là thật muốn liều bản lĩnh thật sự. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bởi vì giống Diệp Lân lúc này xuất hiện loại ánh mắt này, hắn tuy nhiên không phổ biến, nhưng là mỗi lần nhìn thấy, đều là niềm tin kiên định lạ thường thế hệ, vô cùng nhân vật khó giải quyết. Cho nên, lòng hắn cũng không nhịn được trước đó chưa từng có nhắc lên. 3. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Lân chắp tay trước ngực, bắt đầu kết động ấn quyết. Mà theo hắn ấn quyết trong tay kết động, hắn trên thân khí thế cũng theo mãnh liệt tăng trưởng. Mạnh đại phần thiên kim viêm đang không ngừng mãnh liệt thiêu đốt, cuồn cuộn sóng nhiệt, xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem trời thiêu ra cái đại lỗ thủng giống như. Trác Phàm nhìn thấy, bất giác trong lòng hoảng sợ, tiểu tử này đến tột cùng muốn ra chiêu gì đếm, vậy mà còn chưa ra chiêu, điềm báo thì có như thế sợ hãi nghe nói quái giống như phát sinh. Song Long Chí Tôn gặp này, cũng là không khỏi giật mình, trong lòng không hiểu có cỗ bất an, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra. Diệp Lân trong mắt cái kia cỗ vì lấy được thắng lợi, mà liều lĩnh điên cuồng. Hô! Rốt cục, Diệp Lân ấn quyết trong tay kết xong, một cỗ kim sắc ngập trời liệt diễm bỗng nhiên tự thân xung quanh giấy lên, đồng thời, một cái to lớn hư ảnh long đầu tại hắn sau lưng ẩn ẩn thoáng hiện, nhè răng trợn mắt, rất là bạo ngược. Mà cái kia cỗ ngập trời năng lượng, cũng tại long đầu bốn phía bồi hồi không tính, tựa hồ tùy thời dâng lên mà ra. Cái này, đây là... Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, Vũ Thanh Thu bất giác giật nảy cả mình, trong lòng hoảng sợ chẳng lẽ đây là đốt hồn đại pháp. Tiểu sư đệ vì thắng, thế mà thiêu đốt chính mình thần hồn, thu hoạch được cứu cực lực lượng. Cái gì? Bất giác sợ hãi cả kinh, Thái Thanh Tông còn lại đệ tử cũng là nhìn không được thân thể run rẩy, không thể tin nói, đốt hồn đại pháp thế nhưng là liều mạng chiêu thức, sợ ý một chút cũng là thần hồn vẫn diệt hạ tràng, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Hiện tại hắn chiếm lớn như thế ưu thế, chỉ là bị người mưu hại hai lần, còn không có tuyệt đối thế yếu, cần phải xử suất như vậy đồng quy vu tận đấu pháp à, cũng quá cực đoan đi. Không, các ngươi không hiểu, có lẽ đây mới thực sự là tiểu sư đệ a. Chậm rãi lắc đầu, Vũ Thanh Thu ánh mắt giật mình lo lắng, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì giống như, thì thào lên tiếng, các ngươi đừng quên, lúc trước ngoại môn thi đấu lúc, tiểu sư đệ là như thế nào lấy ngoại môn đệ nhất thứ tự tiến nhập nội môn. Trong lòng cùng nhau run lên, mọi người tựa hồ cũng tất cả đều nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt bỗng dưng nặng nề xuống tới, khẽ gật đầu, đúng vậy a, lúc đó ta còn chưa thấy qua như thế người điên, vì thắng được thắng lợi, liều lĩnh liều mạng đại chiến, sau cùng đem đối thủ đều dọa đến sợ chết khiếp, liền ngoại môn đệ nhất cao thủ đều bị hắn đánh bại, nhưng mình cũng làm đến gân mạch tận tổn hại cấp độ. Về sau nội môn trưởng lão nhìn hắn phế, không muốn hắn, hắn thỉnh cầu sư huynh đem hắn mang lên thiên địa mật cảnh đi. Kết quả 77 đến 49 ngày về sau, hắn lại nhảy nhót tưng bừng trở về, còn trở thành tuyệt thế thiên tài. Đến tận đây, mọi người truyền thuyết thiên địa mật cảnh không chỉ là thần hồn luyện hóa bảo địa, còn là tu luyện bảo địa a. Đáng tiếc, người khác đi lại cái gì dùng đều không có. Các ngươi không biết, lúc đó ta nhìn hắn ngoại môn thi đấu về sau, bị hắn chấp nhất cảm động, lấy vì thiên địa mật cảnh là hắn muốn vĩnh biệt cõi đời chi địa, liền tại hắn hấp hối thời điểm. Thỏa mãn hắn cái này nguyện vọng. Nhưng là về sau ta lại đi nhặt xác cho, nhưng không thấy hắn thân thể, ta coi là đã có người thay hắn nhặt xác,
liền không để trong lòng, kết quả sau 49 ngày, hắn lại xuất hiện, còn thuận lợi tiến nhập nội môn. Ta mới phỏng đoán, chỗ đó nhất định có hắn bí mật, chỉ là hắn không muốn cùng người nhắc đến mà thôi. Bất giác thở ra thật dài, Vũ Thanh Thu bất giác sâu xa nói, hiện tại ta mới hiểu được, nơi đó là hắn ngộ đạo chỗ. Hiện tại hắn, lại trở lại lúc trước hắn sở ngộ ra kỳ thân chi đạo thời điểm. Mà để hắn trở về, cũng là trác phàm, cái này hắn nhận định địch nhân vốn có. Nghi đầu hơi động một chút, mọi người thật sâu nhìn Vũ Thanh Thu liếc một chút, vừa nhìn về phía nơi xa Diệp Lân, đều là không sai gật đầu, trong lòng rõ ràng. Từ khi Diệp Lân nghiêu bức sau khi đứng lên, người bình thường đã khó có thể ép hắn xử suất toàn lực, bây giờ có thể đem hắn bước đến như vậy quẫn cảnh, cũng chỉ có trác phàm. Bởi vậy, tiểu tử này mới quay trở lại cái kia liều mạng tam lang thời điểm. Lạnh thấu xương cương phong mang theo cuồn cuộn nóng rực khí lãng, thổi đến hắn gương mặt đau nhức, trác phàm hung hăng cắn răng, nhìn về phía trước Diệp Lân, lại là mi đầu trước đó chưa từng có ngưng tụ thành một cái vấn đề. Như thế cường hãn năng lượng, rất hiển nhiên là nhằm vào hắn cùng Tước Nhi hai người, nếu không đơn độc đối phó một người, không nhất thiết phải thế. Xem ra tiểu tử này đã hoàn toàn từ bỏ đối hai người bọn họ tiêu diệt từng bộ phận sách lược, mà là chuẩn bị tận diệt. Cái này theo thường nhân, cái này mẹ hắn cũng là người điên. Một người đối phó hai đại kình địch, phương pháp tốt nhất cũng là phân hóa, cùng nhau đối phó, cái kia trả giá đắt quả thực so nhận thua còn phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng là Diệp Lân chính là thánh thú truyền nhân, trong mắt hắn, chỉ cần có thể thắng, hết thảy thì đều là đáng giá. Tước Nhi, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, người tránh đằng sau ta, ta có biện pháp ứng phó. Mi đầu khẽ nhúc nhích, trác phàm lời nói nặng nề, cẩn thận dặn dò. Thật sâu liếc hắn một cái, Tước Nhi khẽ gật đầu, thế nhưng là trong mắt lại là chớp động lên dị dạng ánh sáng. Hô hô hô, từng đạo kim sắc nóng rực hỏa diễm. Tại Diệp Lân quanh người thiêu đốt, cái kia tinh thuần làm cho người giận sôi khủng bố năng lượng, không ngừng mà tiêu tán ra ngoài. Chỉ là oi bức, liền để toàn bộ sơn cốc đều muốn đốt giống như. Ma Sách Tông cùng Thái Thanh Tông mọi người, mắt thấy tình thế không đúng, sớm đã trốn đến 10 dặm có hơn, một mặt ngưng trọng nhìn qua bên này đối chiến. Nhưng dù vậy, cái kia nóng rực nhiệt độ cao vẫn như cũ làm đến toàn thân bọn họ đổ mồ hôi ứa ra, mồ hôi vừa mới chảy ra. Lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, cả người phảng phất muốn nướng thành người khô một dạng. Phải biết, hiện ở chỗ này người, phần lớn là thực lực cường hãn thế hệ, trừ Nguyệt Nhi ba cái thần chiếu cảnh ngũ trọng trở lên tu giả, đã lại khó chống cự cỗ này mạnh nóng, mà trốn đến trăm dặm có hơn bên ngoài, còn lại nhưng là tất cả đều là hóa hư cảnh lấy phía trên cao thủ. Nhưng là coi như thế, lấy bọn họ thực lực tu vi, vẫn như cũ khó có thể tại cái này đáng sợ nhiệt độ cao ở trong có chỗ đứng. Từng cái sắc mặt đều là hoảng sợ, dường như đứng trước thiên địa hủy diệt đồng dạng. Diệp Lân thiêu đốt thần hồn, đem phần thiên long tổ kim viêm uy lực hoàn toàn phát huy ra, nhất thời liền dẫn đến một mảnh giống như phải diệt thế cảnh tượng, làm cho lòng người bên trong kinh hãi không thôi. Không chỉ là trong cốc mọi người, thông qua giám sát trận thức, nhìn lấy chỗ đó hết thảy động tĩnh vây xem trên trận người xem, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia dồi dào năng lượng. Tại bốn phía tràn ra, có loại toàn thân khô nóng cảm giác. Song Tôn càng là một mặt kinh ngạc cùng nhau đứng lên, chăm chú nhìn chỗ đó hết thảy, trong lòng trừ rung động bên ngoài, chính là lo lắng. Như thế cường hãn một chiêu, trác phàm sao có thể đỡ. Không thể nói được có nguy hiểm tính mạng lúc, liền phải hai bọn họ kịp thời xuất thủ. Sở Khuynh Thành chờ trác phàm bạn bè, đồng dạng hai tay nắm chặt, mi đầu thật sâu ngưng tụ thành một cái vấn đề. Nhìn về phía trác phàm chỗ đó, tràn đầy vẻ lo lắng. Mà người khác đều là đã cảm nhận được cỗ này vô cùng khí tức nguy hiểm, ở vào Diệp Lân chính đối diện trác phàm, lại làm sao có thể không cảm giác được cái này khủng bố nóng rực. Cuồn cuộn màu đen khí thể phủ đầy toàn thân hắn mặt ngoài, thôn thiên ma Long Vương cũng cuốn lại to lớn thân thể, đem hắn hộ ở bên trong. Sử dụng thiên ma đại hóa quyết hắc khí, đem cái này dư âm nhiệt độ tất cả đều luyện hóa. Mí mắt khẽ run. Trác phàm mi đầu chăm chú nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, dùng chính mình long hồn đem Tước Nhi thân thể hộ tại sau lưng, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đạm mạc lên tiếng, Tước Nhi, cái này chỉ sợ là quyết phân thắng thua trận chiến cuối cùng, một hồi ngươi giúp ta một chút sức lực, dùng toàn bộ lực lượng trợ giúp ta về sau, liền lập tức rời đi nơi này, còn lại sự tình thì giao cho ta. Đúng, phụ thân. Thật sâu liếc hắn một cái, Tước Nhi khẽ gật đầu.
nhưng là trong mắt thần quang lại là có chút chần chờ. Bất quá điểm này, như thế nguy cơ tình huống phía dưới, Trác Phàm nhưng cũng không có chú ý tới. Ánh mắt của hắn, hiện tại đã hoàn toàn nhìn chăm chú về phía Diệp Lân phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, cái này chỉ sợ là tiểu tử này liều lên tánh mạng một chiêu cuối cùng, chỉ cần có thể đón lấy chiêu này, thắng bại đã phân, chỉ cần có thể chịu nổi lời nói. Trong lòng như thế lầm bầm, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, cũng là lóe qua một đạo vẻ kiên định, trong tay bỗng dưng kết động ấn quyết lên. Đến tận đây, đang đối chiến kết thúc trước một khắc cuối cùng, hai người đều đang chuẩn bị quyết phân thắng thua một chiêu cuối cùng, Trác Phàm càng là phải dùng bình sinh sở học hết thảy, ngăn lại Diệp Lân cái này lấy thiêu đốt thần hồn làm đại giá, chỗ thả ra tối cường tuyệt học. Xa xa nhìn một chút nơi xa Trác Phàm, Diệp Lân từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, tựa hồ chiêu này đốt hồn chi pháp tiêu hao hắn rất đại lực khí, nhưng là trong mắt của hắn lại là không chút do dự nghi, chỉ có đối thắng lợi trần trụi khát vọng. Thánh thú truyền nhân ở giữa đối chiến, sau cùng người thắng, nhất định là ta. Trong mắt không khỏi nhất định, Diệp Lân thở sâu, sau đó lớn tiếng gào thét ra miệng, Trác Phàm, còn có người cái kia linh sủng, cho tiếp chiêu A, phần thiên long ngâm hống. Giống. Vừa dứt lời, Diệp Lân quanh người cái kia cái to lớn long đầu hư ảnh, đúng là bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Cái kia to rõ gào thét, vang vọng đất trời, chấn động sông núi, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ đồng dạng. Mà theo cỗ này tiếng vang, một cỗ nóng rực kim quang đúng là giống như thiên trụ đồng dạng, hô một chút thì hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi, chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều là bỗng dưng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng hoảng sợ, song tôn cùng vây xem mọi người càng là kinh hãi cùng cực. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế dày đặc thuần túy lực lượng, tập trung một chút phóng xuất ra tình cảnh. Huống chi, lực lượng này vẫn là thế gian cực kỳ đáng sợ phần thiên kim viêm. Cái này nếu như bị đánh trúng lời nói, thiên hạ vạn vật, căn bản chính là trong nháy mắt tan biến tại thế gian hạ tràng. Núp trong bóng tối Đan Thanh Sinh cũng là cả kinh. Ngón tay bất giác động động, thì muốn đi ra ngoài cứu người. Đáng sợ như thế năng lượng trùng kích, cho dù là hóa hư cảnh đỉnh phong cao thủ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được đến, thì càng đừng đề cập Trác Phàm cái này còn tại thần chiếu cảnh lắc lư người. Thế nhưng là bước chân hắn vừa động, nhưng lại trì trệ, trong lòng phạm lên do dự, nếu là hắn như thế vừa hiện thân, nhưng là phí công nhọc sức. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Song Long Chí Tôn cũng là nhìn lấy đây hết thảy, một mặt vẻ khẩn trương, chuẩn bị tùy thời động thủ, nhưng bọn hắn còn muốn nhìn một chút Trác Phàm là không còn có cái gì giải cứu chi đạo sử xuất. Nghi đầu nhìn không được run run, Trác Phàm tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương chiêu này uy lực như thế chi phim, trong lòng bất giác hung hăng rung động, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, sau đó chỉ có thể khẽ cắn môi, hét lớn lên tiếng, Tước Nhi, ra chiêu. Đúng, phụ thân. Một tiếng quát nhẹ, Tước Nhi lập tức triển khai hai cánh, cuồn cuộn tử sắc sấm sét tại hai cánh ở giữa không ngừng lấp lóe, phát ra dường như có thể đánh xuyên hết thảy chói tai oanh minh, oanh thiên lôi hoàng bảo. Ầm ầm, đại địa phảng phất đang run rẩy, bầu trời tựa như tại co rúm lại, nương theo lấy Tước Nhi hai cánh hướng về phía trước một cái 100 trượng lớn tiểu to lớn lôi điểu, loại sách tay lấy không ai bì nổi thiên địa uy áp, hung hăng hướng cái kia kim sắc viêm trụ đánh tới. Chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều bị bổ thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Trác Phàm cũng là hét lớn một tiếng, làm ra bản thân toàn bộ lực lượng, ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long Quỷ Ngâm. Giống, Ma Long Vương quay người biến đổi, hóa thành kim viêm khắc tinh, Kình Thiên Thanh Long Vương, mở ra to lớn miệng rồng, hướng về phía trước gào rú một tiếng, một cỗ như sóng biển giống như mãnh liệt thanh sắc viêm hải liền bỗng dưng hướng về phía trước bổ nhào qua. Cùng cái kia tử sắc lôi điểu hợp đến một chỗ, nhất thời phát ra chấn thiên nhiếp khí thế. Thấy tình cảnh này, xem trên khán đài khán giả bất giác tất cả đều sôi trào, mắt thấy cái này ba cỗ cường hãn năng lượng đụng vào một chỗ, mỗi người trong lòng đều là kích động vạn phần, cho dù là viêm ma những cái kia thiên chi con cương nhóm, giờ này khắc này, cũng không thấy cùng nhau lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Cái này Diệp Lân cùng Trác Phàm hai người đối chiến, thật có thể nói là song long hội mấy ngàn năm qua. Mạnh nhất hai người đối chiến, không có cái thứ hai. Tây Châu còn lại thiên tài đệ tử, cùng hai người này so ra, quả thực thì không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, hai người này đến tột cùng ai mới là danh phó thực Tây Châu đệ nhất thiên tài đệ tử, tương lai Tây Châu đệ nhất nhân.
Oanh! Rốt cục, ba cỗ cường hãn năng lượng cuối cùng đụng nhau, thế nhưng là khiến người ta chấn kinh dị thường là, tước nhi cái kia lôi điểu cùng Trác Phàm thả ra thanh viêm đại hải, đúng là thoáng qua ở giữa liền bị cái kia Diệp Lân viêm trụ xông phá. Kim sắc viêm lực nướng đốt cái này hai cỗ năng lượng, qua trong giây lát liền đem cái kia lôi điểu cùng thanh viêm đại hải hóa thành bụi phấn, cho nên ngay cả một chút dư âm đều không khuếch tán ra đến, có thể thấy được là cỡ nào tính áp đảo thực lực. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt siết chặt, lại nghiêm túc lên, Trác Phàm sắc mặt cũng là nhịn không được càng ngưng trọng thêm, trên đầu từng tia mồ hôi lạnh, không khỏi hướng ra phía ngoài bốc lên. Diệp Lân chiêu này cường hãn, thực sự vượt qua hắn dự đoán đoán chừng, tuy nhiên hắn đã tận lực đem tình thế hướng xấu đánh giá, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, không có xấu nhất, chỉ có tệ hơn tình huống. Ấn cái này viêm trụ trước mắt uy lực đến phân xét, hắn lúc trước tính toán hoa những cái kia thủ đoạn, muốn ngăn lại một chiêu này, chỉ sợ cũng có chút sụt rè. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Không minh thần đồng tầng thứ 5, không gian bích trướng. Trong lòng bất giác hét lớn một tiếng, Trác Phàm phải đồng tử bỗng dưng lóe qua năm nói vầng sáng màu vàng óng. Ông một tiếng, tại hắn 100 mét có hơn, lại là đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình bình trướng. Đây là hắn tại cái này trong vòng 3 ngày luyện hóa thần hồn lúc, trong lúc vô tình ngộ đến không minh thần đồng tầng thứ 5 thần thông, có thể ở trước mặt mình thiết trí đếm đạo vô hình không gian bích lũy, ngăn cản đối phương công kích. Nhưng là hiện tại hắn vừa mới lĩnh ngộ, chỉ có thể bày hạ một đạo, còn không biết có thể hay không đối cái này viêm trụ sinh ra hiệu quả. Trên đầu mồ hôi lạnh càng thêm dày đặc, Trác Phàm một mặt khẩn trương nhìn lấy chỗ đó. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo viêm trụ vào tới trước uy thế nhất thời liền bị ngăn ở cái kia vô hình bích trướng phía trước, không tiến thêm tấc nào nữa. Cường đại viêm lực cuồn cuộn thiêu đốt, lại là không có một tia thẩm thấu ra ý tứ. Thành công! Chố mắt nhìn, Trác Phàm vui mừng trong bụng. Còn lại mọi người thấy, cũng là trên mặt giật mình, ào ào tán thưởng xuất khẩu, cái này Trác Phàm lại ra cái gì thủ đoạn mới, cái kia viêm trụ vậy mà tại vọt tới trước trên đường dừng lại. Song Long Chí Tôn cũng là sắc mặt khẽ giật mình, sau đó liên tục tán thưởng gật đầu. Tiểu tử này, luôn luôn có tầng tầng lớp lớp trò mới a. Thế mà, còn không đợi mọi người thở phào một hơi đến, răng rắc kéo tiếng vỡ vụn lại là nhất thời truyền vào tại chỗ mỗi người trong tai. Nương theo lấy cái kia kim viêm xì xì thiêu đốt tiếng vang, không gian đúng là giống như rạn nứt giống như, xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Trác Phàm cũng là nhất thời cảm thấy phải đồng tử giống như liệt diễm đốt cháy đồng dạng, đau đớn khó nhịn, nhưng là hắn nhưng như cũ hung hăng cắn răng chống đỡ lấy, năm nói vầng sáng màu vàng óng vẫn như cũ rạng rỡ phát sáng, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu, dĩ nhiên đã chảy ra từng tia máu tươi. Đụng! Sốt cục, một tiếng vang thật lớn phát ra. Cái kia đạo không gian bức tường ngăn cản hoàn toàn tan vỡ, cái kia cỗ viêm trụ lần nữa không trở ngại chút nào hướng Trác Phàm hung mãnh phóng đi, nhưng lại đã không như lúc trước như vậy mãnh liệt. Rất hiển nhiên bị không gian bức tường ngăn cản cản một chút, uy lực bị tước yếu một ít, mặc dù vẫn cỗ uy hiếp lớn lao, nhưng lại cũng để cho Trác Phàm nhìn đến hy vọng. Chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng không phải là không thể ngăn cản. A! À, một tiếng thống khổ kêu gào vang lên. Trác Phàm chăm chú bưng bít lấy đang không ngừng rướm máu phải đồng tử, khóe miệng lại là liệt lên một cái không hiểu đường cong, xem ra loại này ngăn cản phương pháp hữu hiệu, không cách nào một hơi ngăn trở nó, vậy liền từng bước một làm hao mòn nó. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không để ý phải đồng tử thương thế, đem tay rời, lộ ra tràn đầy máu tươi phải đồng tử, đột nhiên vầng sáng màu vàng óng biến đổi, hóa thành bốn đạo. Không minh thần đồng tầng thứ tư, hư không chấn. Ông! Mạnh đại không gian chấn động nhất thời phát lên, Trác Phàm quanh thân 100 mét phạm vi, đều bị chấn thành hư vô. Thế nhưng là cái kia viêm trụ bỗng nhiên xông vào mảnh này tư gia lãnh địa bên trong, lại là căn bản không có bị một tia chấn động ảnh hưởng, nửa phần không tổn hại tiếp tục vọt tới trước. Mà lại, cái kia cường đại viêm lực, thế mà đem bốn phía chấn động cũng cùng một chỗ hỏa táng. Bỗng dưng, Trác Phàm trong lòng cả kinh, song đồng không thể tin run run. Cái này hư không chấn thần uy thế mà đối cái này viêm lực không có nửa phần hiệu quả. Như vậy tại giai đoạn này, hắn đem không cách nào làm hao mòn cái này viêm trụ lực lượng mảy may. Như vậy tiếp đó, hắn thì phải thừa nhận cái này viêm trụ còn lại tất cả uy lực. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm tâm hạ xuống điểm đóng băng, nhìn lấy cái kia uy lực không có mài mòn bao nhiêu kim sắc quang trụ,
sắc mặt cho đến tận này, trước đó chưa từng có nặng nề xuống tới. Đáng chết, sớm biết như thế, vừa mới thì cần phải dùng ra chiêu kia cùng hắn một quyết thắng thua. Tuy nhiên chiêu kia là ta ba ngày qua này vừa mới ngộ đến, cũng không thành thục, mà lại cũng tương đương hung hiểm. Nhưng là không thể không nói, đó là nguy hiểm nhất thủ đoạn, không chỉ là đối với mình, cũng là đối với địch nhân, là ta quá cẩu vững vàng à. Nhìn lấy cái kia viêm trụ chớp mắt tới gần, Trác Phàm mí mắt khẽ run, trong lòng bất giác có chút hối hận. Hối hận hắn vì sao không giống Diệp Lân đồng dạng, thời khắc sống còn, liều lĩnh dùng tới liều mạng chiêu thức. Bất quá cái này đều muộn, hiện tại hắn cho dù muốn dùng, cũng đã muộn. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm cuối cùng muốn chống lại cái kia không gì địch nổi kim sắc quang trụ, tâm niệm nhất động, Kình Thiên Thanh Long Vương liền hất lên long đuôi, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong. Cường đại thanh viêm lực lượng như rời núi lấp biển đồng dạng trào ra ngoài. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn, sử dụng thanh viêm âm dương điều hòa, đem cái kia kim viêm bạo ngược cùng cương mãnh trung hòa tiêu hóa. Bất quá thanh viêm cùng kim viêm tương sinh tương khắc, muốn đem kim viêm lực lượng dung hợp, nhất định phải đưa nó lực lượng làm hao mòn tới trình độ nhất định mới được. Nếu là kim chó trang lực quá mạnh, thanh viêm còn đến không kịp điều hòa, liền sẽ bị kim viêm tách ra. Mấu chốt là tách ra thanh viêm bao trùm về sau, kim viêm liền có thể trực kích hắn long hồn, đây mới là điểm chết người nhất địa phương. Rất có thể, chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là thần hồn câu diệt hạ tràng. Mà không cần Thanh Long Vương tới chặn cái này kim sắc viêm trụ, hắn lại không có hắn biện pháp. Cho nên, hắn đây cũng là sau cùng liều mạng. Nghi đầu thật sâu nhíu lại, Trác Phàm gấp cắn chặt hàm răng, hung hăng chừng lấy phía trước cái kia tia sáng chói mắt, càng ngày càng gần. Mồ hôi lạnh trên trán cũng là như thác nước hướng rũ xuống, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này, đem hết toàn lực có thể đỡ tới đi. Xa nhìn Trác Phàm nơi này, Diệp Lân lại là ánh mắt lạnh lùng, thở mạnh mấy hơi thở về sau, mở miệng yếu ớt, vô dụng, chiêu này là ta thiêu đốt thần hồn sau sử xuất phần thiên kim viêm, người cái kia các lộ thánh thú gà mờ truyền thừa, tuyệt đối là không chặn được tới. Vĩnh biệt, ta địch nhân vốn có. Đụng. Cũng liền tại cùng thời khắc đó. Cái kia viêm trụ cuối cùng hung hăng đụng vào Thanh Long Vương trên thân. Cường đại trùng kích lực, nhất thời khiến Thanh Long Vương thân thể chấn động, thống khổ gào thét lên tiếng. Trác Phàm cũng là trong đầu đau xót, giống như mấy ngàn thanh dao nhọn tại đâm hắn não tủy đồng dạng, cảm giác đầu đều nhanh bạo chết. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, kiên trì, tâm niệm nhất động, liều mạng điều động thanh viêm đang không ngừng hướng cái kia viêm trụ đánh tới. Muốn đem cái này cường đại kim viêm bao phủ hoàn toàn tại thanh viêm trong hải dương. Thế nhưng là không có cách nào, cái này viêm trụ phảng phất là căn cự đại định hải thần châm đồng dạng, thanh viêm đại hải căn bản lấy nó không có biện pháp nào, trên cơ bản là thanh viêm tiếp xúc cái này ánh sáng trụ, liền bỗng nhiên bị nó hung hăng bắn ra, thanh viêm lực lượng mảy may đều rót vào không đi vào. Đừng nói là làm hao mòn kim viêm lực lượng, chính mình lực lượng chớ bị cái này kim viêm làm hao mòn thế là tốt rồi. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng cả kinh, nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Lân chiêu này vậy mà có thể đem kim nhãn ngưng tụ đến như thế dày đặc, dường như một cây gậy sắt, khó chơi, một cây châm đều đâm không đi vào. Như thế tới nói, thanh viêm căn bản là không có cách làm hao mòn nó lực lượng, hắn lúc trước suy nghĩ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Để loại vật này cận thân, quả thực thì là muốn chết hành động. Sớm biết như thế, hắn chắc là làm chiêu kia, hắn xác thực cái kia làm chiêu kia a. Bỗng nhiên, Trác Phàm thân thể lắc một cái, triệt để tuyệt vọng, đồng thời trong lòng vạn phần hối hận. Đáng tiếc hết thảy đã muộn, hắn đã bị ép vào tuyệt cảnh. Hô! Theo cái kia kim sắc quang trụ cắt vào, một cỗ nóng rực phong bạo đột nhiên bao phủ Thanh Long Vương toàn bộ thân thể, nhất thời liền đem cái kia mênh mông thanh viêm toàn bộ bao phủ ra. Đột nhiên lộ ra bên trong không có chút nào che chắn long thân. Kim sắc quang trụ thượng chưa tới, phía trên kia nóng rực hỏa diễm đã là không ngừng mà hướng cái kia long thần xâm nhập, nhất thời liền đem long hồn thiêu đốt kêu rên liên tục, Trác Phàm cũng là nhịn không được đầu đau xót, phốc một tiếng phun ra một miệng đỏ thẫm máu nước. Một trái tim, sớm đã chết thấu. Xong, chỉ cần cái này viêm trụ cắm vào long thân, bạo phá ra, hắn cũng là thần hồn vẫn diệt hạ tràng, hết thảy đều kết thúc. Tuy nhiên hắn đã tương đương coi trọng Diệp Lân thực lực, nhưng cuối cùng vẫn là quá khinh địch, không có tránh thức xuất ra liều mạng tư thế đến, bây giờ nghĩ xuất ra đã muộn. Đây đại khái là hắn trận chiến này chết,
lớn nhất hối hận. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm Tâm đã chết thấu. Sở Khuynh Thành bọn người gặp, bất giác kinh hãi, vội vàng đứng lên, trong mắt đều ngấn lệ. Tuyên Thiếu Vũ thì là tà cười một tiếng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Song Long Chí Tôn ánh mắt nhất hư, dưới chân nhỏ đạp, đã là chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Thế mà, đúng lúc này, rít lên một tiếng lại là đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, ngay sau đó, nương theo lấy một đạo tử sắc lôi mang không ngừng nổ vang, một đạo thân ảnh quen thuộc lại là bỗng dưng đi vào cái kia long hồn trước người, chớp mắt tới gần. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm định thần nhìn lại, đã thấy đó là một cái chiều cao mấy chục trượng tử sắc chim to, lại chính là Tước Nhi không thể nghi ngờ.